chương 331, Sứ Giả Thanh Phong Ừ. Diệp Cô Vũ gật gật đầu, vẻ mặt uy nghiêm. Nam tử trẻ tuổi liền tiếp tục nói. Một giờ trước, đại đương ra uyển thiên thiên và nhị đương ra đường. Huyên của Yên Chi Xã xuất hiện ở tiệm thuốc bắc ở phố Đông. Người làm sao biết là uyển thiên thiên và đường huyên, người gặp qua. Bọn họ sao? Một giọng nữ nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên vang lên trong căn phòng, nghe vào rất mờ mịt tựa như giọng nói đến từ một không gian khác. Nam tử trẻ tuổi giật mình kinh hãi, lại vội vàng cúi thấp đầu, giọng điệu cung kính. Nói, báo cáo sứ giả thanh phong, tôi có ảnh của ba vị phụ trách yên chi xã, do. Chỉ bân chuyển qua, đặc trưng của huyền thiên thiên và đường huyên, đều cực. Kỳ rõ ràng, vừa nhìn đã có thể nhận ra. Nam tử trẻ tuổi giờ phút này mặc dù không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng khi vừa bước vào cửa, đã thấy rõ ràng, trong phòng dường như chỉ có ba người diệp vương và hai người thị nữ hầu hạ không hề có sự tồn tại của người thứ tư vị sứ giả thanh phong này lại không biết là từ đâu xuất hiện thế nhưng có một điểm nam tử trẻ tuổi rất rõ ràng đó là ba vị sứ giả lớn cực kỳ thần bí bên cạnh diệp vương minh nguyệt phi vân thanh phong địa vị của ba vị sứ giả này trong giáo cực kỳ đặc thù có thể đại diện cho diệp vương phát lệnh từ lời của Thanh Phong Tam Sứ, nói ra, với lời nói do Diệp. Vương Đích Thân nói, gần như là có hiệu lực như nhau. Audio điện tử võ tấn bền Trong nội bộ, Thiên ưng, Thanh Phong Tam Sứ, được xưng là bóng của Diệp. Vương, về cơ bản, Thanh Phong Tam Sứ xuất hiện ở nơi nào, có nghĩa là lực chú ý chủ. Yếu của Thiên ưng, trong quãng thời gian sau đó, sẽ đặt ở nơi đó. Sứ giả có ba người, bề ngoài không phân biệt cao thấp, lại lấy thanh phong. Làm tên, từ đó có thể thấy, sức nặng của sứ giả thanh phong trong ba vị sứ giả. Không ít giáo đổ lén phỏng đoán, sứ giả thanh phong là đệ tử thân truyền của Diệp Phương, thậm chí có người còn đoán, sứ giả thanh phong là người tình của Diệp Phương. Người tình của Diệp Vương và người đàn bà của Diệp Vương là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Bất kỳ một nữ giáo đồ nào của Thiên Ưng giáo, chỉ cần Diệp Vương muốn thì có. Thể cũng phải trở thành người đàn bà của Diệp Vương, nhưng người tình của Diệp Vương lại nhất định phải là người phụ nữ mà Diệp Vương thực sự yêu thích. Diệp Vương chấp trưởng Thiên Ưng 20 năm, cho tới bây giờ vẫn không hề có người biết Diệp Vương đã từng thích một người phụ nữ nào hay không. Bất kể, sứ giả Thanh Phong là người như thế nào của Diệp Vương, ngoài mấy vị Trưởng lão Đức cao vọng trọng, đối với giáo đồ khác của Thiên Ưng cô ta giống. Như Diệp Vương là nhân vật lớn tuyệt đối không thể kháng cự. Bởi vậy, mặc dù đang ở trước mặt Diệp Vương, nam tử trẻ tuổi cũng tôn trọng sứ. Giả Thanh Phong và Diệp Vương ngang nhau. Vậy sao, bọn họ có những đặc trưng như thế nào? Nữ tử được xưng là sứ Giả Thanh Phong, vẫn lạnh nhạt hỏi. Báo cáo Thanh Phong sứ giả, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên đều rất xinh đẹp, là mỹ nữ khó gặp. Nam tử trẻ tuổi quy củ mà đáp, không dám có nửa lời bịa đặt. Ừm, người tiếp tục nói. Tiếng nói của sứ giả thanh phong vẫn là mờ mịt như vậy, làm người ta khó có thể nắm bắt. Vâng, chiếu theo sự phân phó của Diệp Vương, tôi không hề đi chạm hai. Người họ, mà là tìm một người phụ nữ khác ở thôn Lão Hà đồng hành cùng bọn. Họ, gọi là Thúy Hoa Tẩu, từ miệng của Thúy Hoa Tẩu biết được, tiêu phàm hiện. Giờ đang ở Lão Hà thôn, ở cùng với một ông già gọi là Diêm đại sư trong Lão Hà thôn, căn cứ theo miêu tả của Thúy Hoa tẩu, vị Diêm đại sư này hẳn là một vị nhân sĩ tinh thông phong thủy địa lý, còn có thể sở cốt xem tướng. Diêm đại sư, nơi này là huyện Thái Hoa, vậy chỉ có thể là hậu đại của thập tam chân nhân rồi. Đôi lông mày của Diệp Vương nhẹ nhàng dương lên, nói, thần sắc có chút không? Xác định, báo cáo Diệp Vương điểm này thuộc hạ không thể xác định, Thúy Hoa Tẩu. Cũng không hề nhắc đến thập tam chân nhân, Diệp Phương khẽ xoa cằm, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Thúy Hoa Tẩu nói, tiêu phàm đến Lão Hà Thôn, dường như là cần làm một. Giao dịch với Diêm Đại Sư, dùng một viên Thiên Vương Đan trao đổi với Diêm. Đại Sư, Thiên Vương Đan, nam tử trẻ tuổi chưa nói xong, đã bị Diệp Phương cắt ngang, nghe qua, giọng nói. Của Diệp Vương vô cùng kinh ngạc nam tử trẻ tuổi không kìm nổi ngẩng đầu lên, cực kỳ nhanh liếc Diệp Vương một. Cái, quả thật trong ấn tượng của anh ta, Diệp Vương bất luận là lúc nào, đều luôn. Uy nghiêm như vậy, chấn định tự nhiên như vậy, Diệp Vương cư nhiên cũng biết. Kinh ngạc, thực sự quá vượt ngoài dữ liệu của anh ta rồi. Thiên Vương Đan, người có nghe nhầm hay không? Giọng nói của Thanh Phong Sứ Giả cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Báo cáo Thanh Phong Sứ Giả, xác thực là Thiên Vương Đan, Tôi lặp lại hỏi hai lần, Thúy Hoa Tẩu vẫn là nói như vậy. Diêm đại sư còn nói, "Viên Thiên Vương đan này giúp cho người ta kéo dài năm năm dương thọ." Nếu như thật sự là Thiên Vương đan, tăng thêm năm năm tuổi thọ tính là Cái gì?" Diệp Vương hừ một tiếng, nói, "Vâng." Nam tử trẻ tuổi lại cúi đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Một viên đan dược, tăng 5 năm tuổi thọ nghịch thiên như vậy, trong miệng của Diệp Vương lại vẫn không tính là cái gì. Vậy viên đan dược này còn có cái hiệu quả càng nghịch thiên. Như thế nào? Ngay cả thiên vương đan đều nỡ đem ra trao đổi, hắn muốn đổi cái gì? Lần này, ngay cả ngữ khí của Diệp Vương cũng trở nên hưng phấn giạt rào, thập. Chí còn có chút không đợi được muốn biết đáp án, dù sao loại linh dược nghịch. Thiên như thiên vương đan, trong suy nghĩ của Diệp Vương, chính là báu vật vô giá thực sự, còn có cái gì xứng đáng dùng, thiên vương đan, trao đổi đây. Thúy Hoa Tẩu nói, là khẩu quyết và pháp tướng gì đó. Khẩu quyết và pháp tướng, khẩu quyết và pháp tướng gì? Khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Tướng. Nam tử trẻ tuổi đáp, cái gì? Diệp cô vũ mạnh mẽ đứng dậy, làm cho hai thị nữ đang đấm bóp cho gã giật mình. Kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn gã. Trong đầu của các nàng, đây là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Diệp Phương cư nhiên sẽ thất thố như vậy sao? Khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Tướng, cái này sao có thể? Diệp Cô Vũ căn bản không để ý tới sự kinh ngạc của những thuộc hạ này, trầm Giọng nói, khắp mặt đều là vẻ không dám tin. Nam tử trẻ tuổi cũng chấn động, vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói, Diệp Vương, Thúy Hoa Tẩu kia chính là nói như vậy. Quá trình này, bà ta hoàn toàn tham dự vào, mặc dù không biết nói là thứ đồ gì nhưng tiêu phàm và diêm đại sư quả thật là nói chuyện với nhau như vậy giọng điệu của nam tử trẻ tuổi rất chắc chắn cho dù đó là một người đàn bà nông thôn tâm tư không thể đơn thuần đi chăng nữa dưới sự thôi miên sâu của anh ta lời nói ra không thể nào là giả diệp cô vũ thất thố cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt rất nhanh liền chấn định trở lại chậm rãi ngồi lại trên sofa trên mặt lại tràn đầy vẻ uy nghiêm, từ từ nói. Người nói tiếp đi. Vâng, Diệp Vương. Nam tử trẻ tuổi cố nén sự khinh ngạc trong lòng, bắt đầu tiếp tục báo cáo những. Tin tức lấy được từ Thúy Hoa Tẩu kia, báo cáo đầy đủ khoảng 10-20 phút, cuối cùng mới dừng lại. Ừm, làm tốt lắm. Diệp cô vũ nhẹ nhàng khoát tay, giọng điệu thoáng ôn hòa hơn vài phần. Đa tạ Diệp Vương khen ngợi. Nam tử trẻ tuổi ngay tức khắc liền kích động không thôi, quỳ một gối, cung kính. Nói, thấy Diệp Vương không có phân phó gì khác, sau khi hành lễ, chậm rãi lui ra. Khỏi phòng, Thiên Vương Đan, khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Tướng, không ngờ hai thứ đồ này đột nhiên cũng nhau xuất hiện, hi hi, đúng là có lòng trồng hoa hoa. Không mọc, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Theo tiếng cười trong trẻo, một màn sương mù trắng nhạt đột nhiên hiện ra một cách quỷ dị trong gian phòng. Hai thị nữ chỉ cảm thấy mắt hoa lên trong màn. Sương trắng mờ nhạt, một vị nữ tử mặc váy áo trắng bước ra. Nữ tử này khoảng tầm 20 tuổi, tóc dài xóa vai, cách ăn mặc giống hệt của người Hán ở Trung Nguyên không hề sai biệt. Ngũ quan xinh đẹp Việt Trần, chỉ là trên mặt hình như có che một tầng sa mỏng, từ đầu đến cuối đều có một cảm giác mơ hồ mông lung. Không nhìn thấy rõ. Nếu như Tân Lâm ở đây, hiển nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, cô gái này trên. Người mang theo thuật dịch dung, cực kỳ cao, sự thần diệu của thuật dịch dung. Này, chỉ sợ không kém hơn so với thuật chú nhan trong thất đại tuyệt kỹ của thất. Diệu cung, thuật chú nhan, là thuật bảo dưỡng nhan sắc mãi không già. Nữ tử áo trắng chậm rãi bước về phía diệp cô vũ, chẳng những bước chân vô. Thanh vô tức, không nghe thấy nửa chút âm thanh, cho dù có giác quan thứ sáu cũng khó mà cảm giác được, tựa như một trận gió mát thổi qua căn phòng, không. Lưu bất kỳ một chút dấu vết nào. Sứ giả thanh phong, danh bất hư truyền. Chỉ là tiếng nói của nàng đã từ hư trở về thực, không mờ mịt vô lung như vậy nữa. Khó có thể nắm lấy. Trước mặt Diệp Vương, tự nhiên không cần phải quá thần bí. Nữ tử áo trắng đi đến bên cạnh Diệp cô Vũ, nhẹ nhàng khoát tay, hai thị nữ mặc. Áo bào trắng liền đồng thời lên tiếng, vâng, cúi đầu thi lễ, thật cẩn thận lui sang. Một bên, nữ tử áo trắng ngồi xuống bên cạnh Diệp Vương, bưng một chén trà xanh đặt trước. Mặt, hai tay cung kính nâng đến trước mặt Diệp Vương, cười nhẹ nói. Vì ngài chúc mừng, vua của ta. Đối với vị nữ tử áo trắng này, thái độ của Diệp cô vũ rõ ràng không giống, cười. Nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngủ, nói. Hiện tại chúc mừng, còn hơi sớm. Hai thứ bảo vật này, đều đang nằm trong tay người khác. Vua của ta, lẽ nào, ngài sẽ nhìn hai bảo vật như vậy rơi vào tay người khác sao? Sắc mặt của Diệp Cô Vũ trở nên nghiêm trọng, chậm rãi buông chén trà trong tay. Nhẹ giọng nói, Tô Tô, người dù thế nào cũng không thể coi thường tiêu phàm. Người này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nếu như đồ vật này ở trong tay hắn, bất kỳ ai. Cũng không có nắm chắc trăm phần trăm sẽ cướp được món đồ đó về đại vương, ta lại không cho là như vậy. Nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, không cho là đúng nói. Ồ, người thấy thế nào? Diệp cô vũ giơ tay xoa nhẹ tóc của nữ tử áo trắng tô tô, cười hỏi, trong mắt, đều. Là vẻ yêu thích, giáo đồ cá biệt lén đoán sứ thanh phong là người tình của Diệp. Vương, cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Tiêu phàm có lẽ là một cao thủ đứng đầu, thế nhưng nhược điểm của hắn. Cũng không ít. Ví dụ, ví dụ như, Uyển Thiên Thiên, nữ tử áo trắng khẽ cười nói, giọng nói lại trở nên mờ mịt. Uyển Thiên Thiên và Đường huyên, đơn độc xuất hiện ở đây, chính là cơ. Hội của chúng ta, căn cứ theo tin tức tình báo, thương thế của Uyển Thiên Thiên. Hẳn là chưa hoàn toàn hồi phục, một mình Đường huyên, càng không thể bảo vệ. Cô ta chu toàn, người nhận định Uyển Thiên Thiên là điểm yếu của tiêu phàm sao. Đương nhiên, vì trị thương cho cô gái này, tiêu phàm không tiếc dùng đến. Chân nguyên bản mệnh, lại mang theo cô ta bên mình, bất cứ lúc nào đều có thể. Chăm sóc, bởi vậy có thể thấy được, cô gái này đối với tiêu phàm, cực kỳ quan. Trọng, chúng ta bắt cô ta, không sợ tiêu phàm không đàm phán với chúng ta. Bạch y nữ tử rất nghiêm túc nói, ngay sau đó lại tự nhiên cười nói. Hi hi, vị tiêu chân nhân này, đúng thật là một vị có mầm mống đa tình. chương 332, Hợp trận. Tô, tô cô rất thông minh. Vượt ngoài dự kiến nữ tử áo trắng, Diệp Vương không có ý định gật đầu đồng ý, chỉ nhếch miệng mỉm cười, không mặn không nhạt khen một câu. Tất nhiên Diệp Vương cũng không đồng ý với ý kiến của ả. À. Nữ tử áo trắng nghĩ lại lập tức giật mình, cười một cách tự nhiên khoác lên cánh tay Diệp cô vũ, đầu dựa vào vai y, nũng nịu nói. Xin lỗi, hoàng đế của em, em sai rồi. Tô Tô, cô còn nhỏ, hiểu biết với nam nhân chưa đủ đâu. Diệp cô vũ trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói ra, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm khắc. Hiểu biết của cô với Tiêu Phàm chưa đủ, đối với tôi thì càng không đủ. Lời nói ngầm này, Diệp cô vũ không nói thẳng ra miệng. Có thể thấy được trong lòng hắn, phân lượng của nữ tử áo trắng toto tô tô này thật sự không giống bình thường. Diệp cô vũ rất chú ý chiếu cố thể diện của à. Xin lỗi, hoàng đế của em. Toto tô tô dán vào bên tai Diệp cô vũ, thấp giọng nỉ non, hơi phả như lan mềm mại tận xương, trong ngữ khí cùng với giáo chúng khác giống nhau, đối với Diệp Vương tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Diệp Phương là nam nhân vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện, bị ổi, bắt cóc nữ nhân của tiêu phàm, cùng hắn có kè mặc cả được chứ. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, cho dù có được như ý thì Diệp cô Vũ vẫn trở nên tầm thường. Đối thủ càng hùng mạnh, người càng phải tôn trọng hắn, càng phải đánh bại hắn ở chính diện giao phong, như vậy mới được coi là bản sắc anh hùng. Diệp Cô Vũ là người tu đạo, tâm tính rất quan trọng. Một khi y dùng phương pháp đó, sẽ hình thành tâm ma, từ đó về sau, việc tu hành của y sẽ vô cùng chắc trở. Thanh phong sứ giả Bạch Tô Tô vạch ra kế hoạch này, để chính ả thực hiện thì vô cùng phù hợp. Ả là phụ nữ, cùng tiêu phàm không cùng một cấp bậc đối thủ, bất kể thực hiện loại thủ đoạn nào thì ai cũng cảm thấy ả không nên làm. Bạch Tô Tô cũng không hỏi Diệp Vương có tính toán gì, đó chính là đại bất kính với Diệp Vương nếu như Diệp Vương tự ở đây chủ trì tất cả, những giáo chúng khác chỉ cần phụng mệnh mà làm thì sao phải tốn nhiều tinh lực như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn ai có thể nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa bằng Diệp Vương sao? Chuyện phát sinh trong khách sạn Lão Hà, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên cũng không biết gì cả, cũng không ai truy đuổi bọn họ. Xem ra người của Thiên ưng giáo rất rõ ràng, chỉ truy tìm Yên Chi xã nhị đương ra, hiện tại rất không thả lỏng được, dễ dàng bị lộ ra tung tích. Trấn Lão Hà không lớn, Vùng đồi núi này không có chỗ nào phồn hoa cả, Uyển Thiên Thiên vẫn hăng hái đi dạo nhiều giờ, lúc ăn cơm vẫn véo von cùng anh nhân viên phục vụ đẹp trai rất lâu, thành ra lại làm anh đẹp trai trẻ tuổi kia mặt đỏ tai nóng, tim đập thùm thụp, còn bị mấy cậu phục vụ khác hâm mộ ghen tị, một trận. Xem chừng tối nay anh nhân viên trẻ tuổi này phải mời cơm mấy người bạn của anh ta, bằng không nhất định không thể qua được ải này. Uyển Thiên Thiên chủ yếu hỏi chuyện của Đại viện Trúc Gia, nếu Diêm Đại Sư đã nói khẩu pháp và pháp tướng cuốn, luân hồi tương, kia là con quỷ nhỏ của Trúc Gia tìm ra, Uyển Thiên Thiên nổi tâm muốn thăm dò chút chuyện của Đại Viện Trúc Gia thêm một chút. Nhớ đâu có thể thu hoạch thêm được gì thì sao? Nếu thật được như vậy thì cũng coi như báo đáp lại cho tiêu phàm. Có điều, hiển nhiên Uyển Đại Đương Gia không thu hoạch được nhiều. Dù sao đây cũng là Trấn Lão Hà, không phải Trấn Trúc Gia, cách Đại Viện Trúc Gia rất xa. Nhân viên phục vụ đẹp trai kia lại trẻ, đối với mấy chuyện cũ xa xưa thì không biết nhiều lắm. Nhưng huyền thiên thiên cũng nghe được từ trai đẹp mấy chuyện liên quan tới mộ táng cổ đại. Hiện tại, huyền đại đương ra bị tiêu phàm nghiêm cấm tiếp xúc cổ mộ, nhưng điều này cũng không gây trở ngại được cho việc này của yên chi xã. Chỉ cần không phải là cổ mộ quan trọng, chỉ cần tống hoàn chấn thủ là được rồi. Yên chi xã có mấy chục huynh đệ, cũng không thể mãi ăn không ngồi rồi, phó mặc cuộc đời được. 3 giờ chiều, Hai mỹ nữ này theo đúng hẹn ra cửa hàng thuốc bắc ở Đông Nhai. Tẩu Thúy Hoa đã sớm đứng ở đó chờ, vừa thấy hai thân hình thong thả yểu điệu kia liền cười ha hả ra đón, hỏi các cô xem dược liệu cần thiết đã mua đủ chưa. Uyển Thiên Thiên cười gật đầu, dược liệu như hoàng kỳ, sơn dược, phục linh ở mấy cửa hiệu Đông y này đều có bán. Trong trấn nhỏ như vậy, yêu cầu về chất lượng cũng không thể cao được. Vậy chúng ta trở về luôn nhé." Tẩu Thúy Hoa nói. Xem ra cô hoàn toàn không nhớ chính mình từng bị theo dõi, càng không nhớ mình bị người ta thôi miên. Đoạn trí nhớ liên quan sớm đã bị nam nhân trẻ tuổi thi triển thủ pháp thôi miên cực kỳ cao minh phong ấn lại một chỗ trong đầu. Nếu không gặp được một vị đại sư thôi miên khác chạm vào phần ký ức đó, Tàu thúy hoa cả đời này sẽ không nhớ ra được việc quỷ dị phát sinh ngày hôm nay. Được a, à, về nhà thôi, đỡ để cho bọn họ chờ suốt ruột. Ngay lập tức, Tàu thúy hoa đứng nguyên chỗ chờ. Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên ở dưới bóng cây lái xe tới. Thiên Thiên, trên người tẩu thúy hoa có một mùi rất đặc biệt, em ngửi thấy không? Vừa bước lên ghế lái trên, Đường Huyên chưa vội vã lái xe, ngược lại nói với Uyển Thiên Thiên, hai hàng lông mày nhăn lại. Mùi đặc biệt á, mùi gì vậy à? Uyển Thiên Thiên hỏi ngược lại, không để ý lắm, tẩu thúy hoa dù là nông dân nhưng cũng là phụ nữ, điều kiện ở nông thôn cũng coi là tạm tạm, trên người xịt nước hoa hay gì đó thì cũng hoàn toàn có thể. Mê hồn hương, đường huyên hạ giọng nói, giọng điệu trở nên hết sức nghiêm túc. Mê hồn hương sao? Uyển thiên thiên hoảng sợ nói. Cái này khả năng cũng không lớn lắm nhỉ, tại sao lại có người dùng mê hồn hương để đối phó tổ thúy hoa chứ? Đường huyên nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút hoang mang nói. Trên người chị ấy có mùi rất nhạt, chị cũng không thể dám chắc trăm phần trăm đó là mê hồn hương, chẳng qua là thấy có điểm giống chị cũng nghĩ không có khả năng có người đối phó tẩu ấy. Có thể là do ảo giác, chị nhảy cảm quá rồi ha. Yên chi xã Tam đại đương gia đều có các tuyệt chiêu đặc biệt, Tống Hoàn được xưng là Thiên nhãn. Thần lực của Đường Nguyên đặc biệt mạnh, tinh thông mê huyễn thuật, đều đã nghe qua về thuật thôi miên. Rất nhiều đại sư thôi miên đều có chuẩn bị đầy đủ các loại mê hồn hương. Nhị tỷ, trở về thôi, ở chỗ này chúng ta chỉ là khách qua đường thôi uyển thiên thiên nói một câu giải trừ mối bất an nghi hoặc trong lòng đường huyên đường huyên không khỏi thẹn thùng cười cười lái xe đi thiên thiên nói đúng mấy cô chỉ là khách qua đường đợi tiêu phàm giúp diêm đại sư vụ càn không lục hợp trận và tu luyện xong khẩu quyết và pháp tướng luân hồi tương thì bọn họ sẽ rời đi có tiêu phàm ở đây người bình thường sao có thể dễ dàng đối phó bọn họ được đợi tàu thúy hoa lên xe đường huyên âm thầm ngửi lại có vẻ như cái mùi nhàn nhạt ấy đã bị gió cuốn đi không thể ngửi thấy gì cả. Tuy nhiên lúc lái xe, Đường Huyên vẫn giả bộ tùy ý hỏi. "Tẩu Thúy Hoa à, em họ Tẩu ở nhà không vậy?" "Có, ở nhà mà. Mấy người nói chuyện hay đi dạo vậy. Nói chuyện phiếm thôi, chúng tôi đi đã lâu rồi, cơm nước xong còn đi dạo phố nữa. Đường tiểu thư, Uyển tiểu thư, mấy cô xem quần áo chị mới mua đẹp không này." Tẩu Thúy Hoa không phát hiện ra điều gì cười ha hả nói, ở đằng sau uốn éo thân mình. Đẹp, đẹp lắm. Uyển Thiên Thiên và Đường Nguyên đồng thanh nói, cười dài một trận. Bình An vô sự trở lại thôn Lão Hà, dọc đường cũng không có xe theo dõi các cô. Ở huyện nhỏ núi non này cũng không như ở thành phố lớn, trên đường chủ yếu là xe mát, kính chiếu hậu nhìn rất rõ, muốn đi theo người khác mà không bị phát hiện chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Dù là vậy, thời điểm đem đồ ăn và dược liệu giao cho Tân Lâm, Đường Huyên vẫn nói điểm nghi ngờ của mình cho Tân Lâm biết. Ba cô gái bên cạnh Tiêu Phàm nhìn tưởng như độc lập, nhưng kỳ thực vẫn coi Tân Lâm làm chủ. Cô quen thuộc Tiêu Phàm nhất và cũng hiểu rõ Tiêu Phàm nhất. Tân Lâm vừa nghe xong liền nhăn mày, lập tức hỏi. Có loại chuyện này nữa sao? Từ bây giờ chúng ta không thể đi ra ngoài nữa. Huyên huyên, chúng ta luôn phiên cắt lượt trong 24 giờ. Tiêu phàm luyện bày trận pháp khí còn cần mấy ngày nữa, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác nội công của Uyển thiên thiên hoàn toàn biến mất, không thể đảm đương được trọng trách. Được, đường huyên cũng không nói nhiều, gật đầu đồng ý. Nơi tiêu phàm luyện chế pháp khí ở, thất sát chi địa, trong hầm trú ẩn. Ở trong nhà người khác có chút bất tiện, thất sát chi địa, này hung sát khí nồng đậm, nhưng đã bị hạo nhiên chính khí của tiêu phàm trấn áp, sát khí đối với tiêu chân nhân cũng không thể nào ảnh hưởng được. Sáu ngày chóng vánh trôi qua, lục diện bố trận ngọc bàn rốt cuộc cũng luyện thành. Tiêu phàm tắm rửa trai giới một ngày để thân thể phục hồi trạng thái tốt nhất liền bắt đầu bày trận, thất tinh sung sát trận ở bên ngoài. Tiêu chân nhân một thân đường trang xanh nhạt, dưới chân đi giày vải đen, tay phải ngực phẳng, tay trái niệm chú, dẫm lên bắt đầu thất tinh bộ, chậm rãi xoay quanh trong phòng, không ngừng rót pháp lực vào trận khí bên trong. Diêm đại sư xếp bằng ở giữa, thất tinh sung sát trận, hai tay chồng lên nhau, miệng lẩm bẩm ngọn lửa của chiếc đèn cổ trước mặt theo chú ngữ của diêm đại sư không ngừng nhảy nhót càn khôn lục hợp trận là vì gia cố thất tinh sung sát trận mà bố trí diêm đại sư tự mình chủ trì thất tinh sung sát trận để có thể kết hợp cùng càn khôn lục hợp trận hai trận địa kết hợp với nhau càng chặt chẽ lực chân áp hung sát khí càng mạnh ba canh giờ vô tri vô giác trôi qua tật tiêu chân nhân quát khẽ một tiếng tay phải nắn bí quyết chỉ về phía trước đem một cỗ pháp lực rót vào khay ngọc bên trong thiên địa nguyên khí ở bốn phía vốn yên tĩnh đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Diêm đại sư niệm chú nhanh hơn rất nhiều, giống như tiêu phàm vậy, mồ hôi đang gợn sóng theo lông mày tuyết trắng nhỏ xuống, trong đèn dầu đại phóng, thiên địa nguyên khí bên trong không ngừng lay động vặn vẹo, dường như bỗng nhiên có sinh mệnh, mặc kệ khói lửa nhảy lên thế nào thì ngọn lửa vẫn dính chặt trên bắc đèn, tuyệt đối không tắt. Càn khôn thiên địa, lục hợp thất tinh, hợp. Khói lửa trong nháy mắt tăng vọt, Diêm đại sư đứng bật dậy, hai tay trong không trung hợp lại, quát một tiếng. Thất tràn trường minh đang nhảy lên, sau đó lập tức an tĩnh trở lại, lửa cũng chậm chậm hạ xuống, khôi phục bộ dáng ôn hòa dịu dàng trước kia. Lão gia tử, thành công rồi. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói, giọng điệu lộ rõ ý vô cùng mừng rỡ. chương 333, Lục đảo Pháp tướng. Sư phụ, thực sự cứ vậy mà đưa khẩu quyết và Pháp tướng giao cho hắn sao ạ? À? Diêm Thái Hoa nhìn phong thư trong tay lão gia tử, thần sắc không cam lòng. Đây là một phong thư màu vàng rất bình thường, Diêm Thái Hoa biết rằng bên trong thư là trí bảo đạo thứ sáu, luân hồi tương, có đầy đủ khẩu quyết và tu luyện pháp tướng trả lại cho tiêu phàm. Diêm Đại Sư gật đầu, dịu giọng nói. Thái Hoa, không cần quá câu chấp làm gì, vạn pháp đều là duyên, nếu là của con thì nó sẽ là của con, không phải thì sẽ không phải, không thể cưỡng cầu được. Uy lực của càn khôn lục hợp trận này con cũng đã nhìn tận mắt rồi. Khi phối hợp càn khôn lục hợp trận cùng thất tinh xung sát trận thì hung sát khí thất việt chi địa không tới 3 năm sẽ bị trấn áp toàn bộ. Sư phụ tới nay tốn 36 kiếp cũng coi như hoàn thành trước thời hạn. Cho dù ta có thiên vương đan, nguyên bản cũng cần tới 7 năm mới hoàn thành. Bây giờ chỉ cần có 3 năm liền hoàn thành thì còn gì không hài lòng nữa chứ. Huống chi bằng thực lực cá nhân, cho dù có thể sống thêm 7 năm ta cũng không chắc có thể chấn trụ thất việt chi địa. Khẩu quyết, luân hồi tương, và tu luyện pháp tướng, vốn chính là của vô cực môn, vật quy nguyên chủ là điều tất nhiên. Diêm Thái Hoa cười nói, sư phụ, con cũng biết đạo lý này, nhưng có điều hơi luyến tiếc một chút. Ông rất không nỡ, không phải là chuyện khẩu quyết và tu luyện pháp tướng, mà chính là tiếc viên, thiên vương đan, được mệnh danh là có thể thay đổi xương cốt sinh tử. Có viên thuốc như vậy trong tay chính là nắm được một cái mạng a. Đi thôi." Diêm đại sư cười cười, khoát tay nói. "Vâng." Diêm Thái Hoa rốt cuộc cũng quyết định, không nắm được thì buông, biết sư phụ đã quyết rồi thì nhiều lời cũng uổng công. Hơn nữa, Thiên Vương đan ở trong tay Tiêu Phàm rồi, mình có thể cưỡng đoạt được hay sao? Lấy thực lực của Tiêu Phàm, không cướp khẩu quyết và pháp tướng từ miệng bọn họ đã là quân tử lắm rồi. Bảy ngày nay, Tiêu Phàm dốc toàn lực luyện chế bảy trận pháp khí, vốn không nhắc nửa chữ tới khẩu quyết và pháp tướng. Khẩu quyết tướng pháp là báu vật của vô cực môn đã tìm hơn một nghìn năm nay, Tiêu chân Nhân cũng không lộ ra vẻ khó chịu gì cả. Đây là loại trí tuệ gì? Sao lại có thể tự tin như vậy? Hai sư đồ ở trong hầm, xì sầm, Tiêu Phàm mang theo tam nữ im lặng đứng ngoài Việt, không có ý thúc dục cũng không mất kiên nhẫn. Tiêu chân Nhân, đây chính là khẩu quyết và pháp tướng cậu cần. Không lâu sau, cửa hầm chú ẩn két một tiếng. Sau khi mở ra, Diêm Thái Hoa chậm rãi đưa phong thư màu vàng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm ơn một tiếng nhận lấy, mở phong thư ra lấy ra ba trang giấy vàng vô cùng cổ xưa, bên cạnh tờ giấy vàng hiện lên hình răng cưa bất quy tắc, rõ ràng là được xé từ một cuốn sách, giấy còn bị dán qua. Bằng không, chỉ sợ đã sớm giòn, vừa lấy từ phong thư ra đã bị bể vỡ. Tiêu Phàm vừa thấy liền kết luận đây chính là vật thật cho tới nay trong căn phòng bí mật của chỉ thủy quan còn cất chứa cuốn vô cực cửu tương thiên luân hồi thiên không được đầy đủ chất giấy mấy tờ giấy vàng này giống với cuốn luân hồi thiên tất nhiên vô cực cửu tương thiên luân hồi thiên là nguyên bản không phải là chất giấy này mà là thẻ tre đơn giản mà nói thì chỉ có nguyên văn không có bất cứ chú thích nào giống như kinh dịch nguyên văn đơn giản rõ ràng tới cực điểm qua nhiều thế hệ tổ sư và trong môn chi sĩ không ngừng chú giải Dần dần độ dày rộng cứ vậy mà tăng lên. Qua 32 đại trưởng giáo đã đem văn chương cửu tương, vô cực thuật tàng sửa sang lại một lần nữa, tạo thành vô cực cửu tương thiên đầy đủ, 32 đại trưởng giáo được tôn là Long Tượng Tổ sư tự tay sửa lại, vô cực cửu tương thiên vốn được coi là Long Tượng bản và Nguyên Văn Thiên Tôn bản khác trên thẻ tre giống nhau, được thế hệ truyền nhân nhiều đời của vô cực môn tôn xưng là thánh vật. Đáng tiếc không lâu sau vô cực môn trong chiến hỏa bị thiệt hại nghiêm trọng, không ít bản, vô cực thuật tàng, bị chiến hỏa thiêu rụi. Bất kể là thiên tôn bản, hay long tượng bản, đều không được trọn vẹn nữa. Diêm Thái Hoa lấy ra ba trang giấy vàng, chính là nguyên văn, long tượng bản, mỗi mặt vẽ một, tu luyện pháp tướng, bên cạnh pháp tướng là tu luyện khẩu quyết. Ba tờ sáu mặt giấy, vừa đúng sáu pháp tướng, sáu đẳng khẩu quyết. Lục đạo, luân hồi tương, mỗi đạo là sáu pháp tướng, sáu đẳng khẩu quyết thực hiện theo tuần tự, càng về sau càng vô cùng tinh sâu. Chỉ thủy quan cất chứa nguyên bản, long tượng bản, và luân hồi thiên, đạo thứ sáu chỉ có hai tu luyện pháp tướng và hai đoạn tu luyện khẩu quyết. Bốn đẳng khẩu quyết và bốn pháp tướng còn lại đã không thấy hơn nghìn năm nay. Trên thực tế, chỉ thủy quan cất chứa đạo thứ sáu, một, hai tu luyện pháp tướng và khẩu quyết, không phải là nguyên văn. 36 tổ sư dựa vào trí nhớ của mình bù đắp lại. Luân hồi thiên, đã nhiều lần thất lạc, nguyên văn đạo thứ sáu bị thiếu, 36 tổ sư đã tu luyện đạo thứ nhất, hai pháp tướng và khẩu quyết, bởi vậy sự thiếu hụt của đạo thứ sáu chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà bù lại trước đạo một và đạo thứ hai pháp tướng và khẩu quyết. Bốn pháp tướng và khẩu quyết phía sau không có tu luyện qua, dĩ nhiên không thể bổ sung lại được. Nguyên văn chương thứ sáu chính thức hiện giờ đang ở trong tay tiêu phàm. Trừ lần đó, đạo thứ nhất và đạo thứ tư của Luân Hồi Thiên, mỗi đạo thiếu một khẩu quyết và pháp tướng, đạo thứ 5 thiếu hai khẩu quyết và pháp tướng. Chỉ có đạo thứ hai và đạo thứ ba tu luyện khẩu quyết và pháp tướng là được đầy đủ, không bị thiếu hụt cái gì. 36 người luyện pháp tướng và khẩu quyết, thiếu ba tu luyện khẩu quyết và pháp tướng, 10 mất đi hai, bởi vậy, truyền nhân vô cực môn qua nhiều thế hệ tu luyện, luân hồi thiên, đều không thể tu luyện, luân hồi cảnh, tới cảnh giới viên mãn nhất. Luân hồi tương, đại thành, cũng chính là con đường tắt để đặt chân tới, thiên nhân tương. Trên lý thuyết, Vô Cực Cửu Tương Thiên có 6 cảnh giới: Lộc Tương, Phúc Tương, Thọ Tương, Kiếp Khổ Tương, Hồng Trần Tương và Luân Hồi Tương, bất cứ ai tu luyện thành công đều có thể đạt chân tới, thiên nhân cảnh, thiên nhân tương đại thành thì sẽ có hy vọng tới trường sinh cảnh. Tuy nhiên theo điển tịch Vô Cực môn ghi lại, 36 tổ sư trước kia, khi Vô Cực Cửu Tương Thiên còn cơ bản đầy đủ, đệ tử Vô Cực chân chính luyện được 3 cảnh giới Lộc Tương, Phúc Tương, Thọ Tương có rất ít trường hợp đặc biệt mà số lượng đệ tử luyện kiếp khổ tương và hồng trần tương thành công thì lại càng lúc càng nhiều. Chân chính cùng thiên nhân cảnh có thể tạo ra được vô phùng liên tiếp thì tự nhiên đó chính là luân hồi tương. Vật này, coi trọng thiên phú, không phải ngươi muốn cảnh giới nào là có thể tu luyện cảnh giới đó. Sư môn bề trên sẽ căn cứ theo thiên phú của đệ tử mà ra quyết định, xem đệ tử nào thích hợp với tu luyện cảnh giới nào. Tiêu Phàm là do chỉ thủy tổ sư thu nhận cuối cùng, y bát truyền nhân Thiên phú cực kỳ kiệt xuất, chiếu cố năm cảnh giới cùng một lúc, tình nhiên luân hồi tương. Chỉ thủy tổ sư vô cùng kỳ vọng vào hắn. Đạo thứ 6, Luân hồi tương, thiếu 2 phần 3 khẩu quyết và pháp tướng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tiêu Phàm không thể tu luyện thành công, Luân hồi tương. Hiện tại khẩu quyết và pháp tướng đạo thứ sáu đã tới trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm đã xem đến mê mị, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Khẩu quyết ghi trên tờ giấy vàng cùng mạch với khẩu quyết trước kia, miệng tiêu phàm niệm niệm, theo bản năng bắt đầu tu luyện, không ngờ vô cùng lưu loát, không có chút cảm giác đình trệ nào. Vấn đề thật giả tự nhiên sẽ không cần hoài nghi nữa. Tiêu chân nhân, tiêu chân nhân. Mắt thấy tiêu phàm bỗng nhiên mê mẩn, Diêm Thái Hòa mỉm cười kêu hai tiếng. a à, tiêu phàm định thần từ mấy khẩu quyết, có chút áy náy gật đầu xin lỗi Diêm Thái Hoa. Tiêu chân nhân, khẩu quyết và pháp tướng không phải giả đúng không? Đúng là Nguyên Văn, không phải giả." Diêm Thái Hoa thở dài nói. "Khẩu quyết và tướng pháp này lúc đầu tôi cũng có xem. Đáng tiếc tư chất của tôi quá bình thường, lĩnh ngộ không được nhiều lắm. Sư phụ tôi cũng thường xuyên xem, hiện tại đã lĩnh ngộ được không ít đạo lý kỳ diệu. Tiêu chân nhân không trách chứ?" Tiêu Phàm cười một tiếng, nói. "Diêm tiên sinh nghĩ nhiều rồi, vô cực môn từ trước tới giờ cũng không để ý ta về ta tắm ao ta là mấy." lão gia tử có thể hạnh ngộ trí lý bên trong cũng là vinh hạnh của vô cực môn chúng tôi. Trên thực tế, thời điểm tôi tìm hiểu thuật pháp, không chỉ một lần tham khảo qua thủy kính thần tương, rút ra được không ít lợi ích. Ngày nay thời đại của bùng nổ tin tức, sư phụ dạy đồ dệ, phàm là dấu nghề, chẳng những là thói hư tật xấu, mà còn không bắt kịp thời đại. Quả là vậy, khẩu quyết và pháp tướng này có thể quy về chính chủ, cũng coi như là vừa tốt, giải quyết xong tâm nguyện của sư phụ tôi cảm ơn tiêu chân nhân đã viện thủ, nếu hai trận hợp nhất, thật sự có thể chấn áp hoàn toàn ác khí của thất sát chi địa, như vậy thì càng tốt hơn nữa, sư phụ ta có thể an hưởng tuổi già. Diêm Thái Hoa thở dài nói, tiêu phàm vuốt cầm mỉm cười liếc tân lâm một cái. Tân lâm tiến lên một bước, từ trong ví rút ra một đơn thuốc đưa cho Diêm Thái Hoa. Tiêu phàm nói, Diêm tiên sinh, đây là đơn thuốc ca nhi bốc, chiếu theo đơn thuốc này mà uống, hiệu quả sẽ không kém hơn thiên vương đan đâu cũng có thể bồi bổ cơ thể kéo dài tuổi thọ đưa cái này cho lão gia tử chính là chút tâm ý của chúng tôi hy vọng lão gia tử có thể khỏe mạnh trường thọ hả tân tiểu thư còn tinh thông kỳ hoàng chi thuật nữa sao diêm thái hoa nhận đơn thuốc nửa tin nửa ngờ hỏi tiêu phàm mỉm cười nói diêm tiên sinh ca nhi là truyền nhân của thất diệu cung chế đan thuật của thất diệu cung đại đại hữu danh ngay cả sư phụ tôi cũng rất ngưỡng mộ. Nếu thiên vương đan không có cho lão nhân ra, vậy thì kê cho lão nhân ra một phương thuốc điều trị một chút cũng tốt. Tân cô nương là truyền nhân của thất diệu cung ư. Diêm thái hoa lập tức chân động, không kìm nổi đánh giá tân lâm vài lần, vẻ mặt không dám tin. Thân là, người giang hồ, Diêm Thái Hoa tất nhiên đã nghe qua đại danh của Thất Diệu Cung, biết Thất Diệu Cung từ trước tới giờ ở trên giang hồ rất thần bí. Hi hi, Tân tỷ chẳng những là truyền nhân chính tông thất diệu cung mà còn là người thừa lấy cung chủ tương lai thất diệu cung nữa cơ. Tỷ ấy đã tự tay kê đơn, hiệu quả nhất định rất tốt. Xiêm đồng chí, coi như là người chiếm được tiện nghi nha. Quyền thiên thiên ở bên cười hì hì nói chen vào. Nếu vậy thì tôi xin thay mặt sư phụ cảm ơn tân cô nương. Không cần khách khí. Tân lâm hiếm khi nói câu, không cần khách khí, có điều giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ. Xiêm tiên sinh chúng tôi quấy giày cũng đã lâu rồi, bây giờ xin phép cáo từ. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Tiêu phàm mỉm cười, chắp tay nói. chương 334, chủ nhân nhà ta muốn gặp người thôn Lão Hà khôi phục lại sự yên bình. Mấy ngày đám người tiêu phàm lưu lại trong thôn, tất cả mọi việc được Diêm Đại Sư dặn dò bởi vậy cũng không ai tới vây xem quấy giày. Nhưng bốn người lạ ngoại lai, nhất là ba vị đại mỹ nữ kia vẫn là tạo thành chấn động chưa từng có tại thôn nhỏ không ít mấy thanh niên, thậm chí có cả đàn ông trung niên không có việc gì đều ngóng mắt trông sang, mong đợi được thấy phong thái của mỹ nhân. Nếu không phải vì ở trong thôn, Diêm Đại Sư có vai vế nhất tôn, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ một số nam thanh niên lớn gan không kìm nổi mà nửa đêm chạy tới bên hầm trú ẩn mà tán gái này kia. Hiện tại người đã đi ra, thôn nhỏ vốn, ám lưu dũng động, tự nhiên lại yên bình như nước. Mặt trời chiều ngả về Tây, diêm thái hoa cũng leo lên chiếc xe việt giã của mình rời khỏi thôn lão hà diêm thái hoa muốn ở lâu hơn một đêm nhưng sau khi cùng lão ra tử ăn tối xong lại quyết định đi suốt đêm đến thị trấn diêm thái hoa hiện tại ở ngoài làm nghiệp lớn trong khoảng thời gian ở lại thôn lão hà điện thoại cứ liên tục gọi đến diêm thái hoa thật sự đem chữ ba chữ diêm đại sư làm thành một thương hiệu mất rồi diêm thái hoa rất tin tưởng chỉ cần theo tốc độ phát triển này không bao lâu nữa mình có thể trở thành một tỷ phú, hơn nữa còn là tỷ phú được người ta tôn kính. Nhưng đêm nay Diêm Thái Hoa không thể tới được huyện thành, đi được nửa đường liền bị người ta cản lại. Đó cũng là một chiếc xe Việt giã, cỡ xe lớn hơn nhiều so với xe Việt giã của Diêm Thái Hoa, đường quốc lộ vốn nhỏ, hai xe đi giao nhau phải thật cẩn thận, nếu một xe Việt giã cỡ lớn như vậy nghinh diện lái tới, Diêm Thái Hoa theo vậy bắt đầu phanh xe giảm tốc độ, chuẩn bị ở chỗ đường tương đối rộng để đi qua mắt thấy xe Việt giã cỡ lớn trước mặt, trong đầu Diêm Thái Hoa cũng không quá nghi hoặc. Anh ta mới rời thôn Lão Hà không xa, con đường này lại là đường một chiều, chỉ có thể thông tới thôn Lão Hà, không thể đi tới nơi khác được. Chiếc xe Việt giã này nếu không phải lầm đường thì nhất định là đi tới thôn Lão Hà. Nhưng vấn đề là, thôn Lão Hà ngoại trừ anh ta ra thì nhà nào còn có thân thích nào, xa hoa thế này. Hai xe giao nhau trong nháy mắt, bỗng nhiên chiếc xe Việt giã cỡ lớn kia quay tay lái, đầu xe xoay về bên trái diêm thái hoa nhanh tay lẹ mắt cấp tốc thắng phanh khó khăn lắm mới tránh được đại hỏa hai xe đụng nhau nhưng ngay sau đó từ trong lồng ngực diêm thái hoa không phải là lửa giận mà chính là một tia lạnh như băng là một lão giang hồ động tác của đối phương khiến diêm thái hoa không có chút cảm giác thiện ý nào một cỗ cảm giác nguy hiểm cực mạnh xông thẳng lên đầu rất rõ ràng người ta chính là xông về phía diêm thái hoa quả nhiên không đợi diêm thái hoa hiểu được rõ ràng cửa xe của chiếc xe việt giã ở đối diện mở ra vài tên đàn ông thân thủ mạnh mẽ nhảy xuống bao vây xe việt giã của diêm thái hoa ánh mắt lạnh băng khiến người khác hoảng sợ cầm đầu là một tên nam tử tướng mạo bình thường trên mặt mang theo ý cười chậm rãi đi tới cửa xe bên cạnh diêm thái hoa giơ tay chào hỏi diêm thái hoa cũng biết tránh không được đành hạ cửa xe xuống gượng cười vị tiên sinh này có gì chỉ giáo diêm tiên sinh mạo muội quấy dày, mời ngài xuống xe trước, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngài. Nam tử trẻ tuổi lễ độ nho nhã nói, đạt chuẩn diễn viên phim, mang theo một ý tứ hàm xúc cao cao tại thượng không thể nói rõ. Chủ nhân ư, diêm thái hoa không khỏi ngơ ngẩn, trên mặt hiện lên chút cổ quái. Từ chủ nhân, này, gần đây thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình và các tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở trong sinh hoạt rất ít dùng. Đúng vậy, Diêm tiên sinh mời xuống xe, đừng để chủ nhân của ta đợi lâu. Đây là hành vi rất không lịch sự. Nam tử trẻ tuổi bắt đầu thúc giục, giọng điệu có chút mất bình tĩnh, mơ hồ mang theo ý uy hát yêu ta ép. Dường như nếu Diêm Thái Hoa có ý lề mề, gã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nghe ý tứ trong lời nói của nam tử này, thì chủ nhân nhà gã chính là vô thượng thần chỉ, triệu kiến một người bình thường như Diêm Thái Hoa, đó chính là vinh hạnh của Diêm Thái Hoa. Diêm Thái Hoa mà lề mề, chính là tự bản thân đang tìm tới phiền toái. Diêm Thái Hoa lúc này mới chú ý, phía sau xe Việt giã cỡ lớn kia còn có một chiếc xe đen đang lao nhanh tới. Đại khí uy nghiêm, yên lặng dừng cách đó không xa, có cảm giác như mặt đường bị chiếc xe màu đen kia chiếm đoạt. Đón ánh nhìn thúc giục của nam tử trẻ tuổi kia, khiến lòng của Diêm Thái Hoa phát lạnh, đành mở cửa xe đi xuống. Trong lúc này, cuộc diện đã bị người ta hoàn toàn làm chủ, không phải do ông ta quyết là được diêm thái hoa không nghi ngờ nếu bản thân mình có hành động gì dị thường mấy nam nhân vây quanh xe ông sẽ không chút khách khí mà xuống tay trên người những người đó phảng phất mùi máu đều là những hung thần đã nhìn qua máu tanh trước kia trên người đồng thiên lỗi diêm thái hoa cũng cảm nhận được mùi máu tanh đó mà đồng thiên lỗi chính là lão đại của thế giới ngầm thiết môn trong tay thực sự đã phạm qua án mạng rồi diêm tiên sinh mời qua bên này nam tử trẻ tuổi hơi xoay người cấp bậc lễ nghĩa tương đối chu đáo. Diêm Thái Hoa bất chấp đi tới chiếc xe dài màu đen kia, mỗi bước tới gần là nỗi bất an trong lòng Diêm Thái Hoa lại tăng lên, dường như mình không phải đi về phía một cái xe, mà là đang đi về một con giã thú thời viễn cổ, loại hơi thở nguy hiểm này nồng đậm như một vật thể thực vậy. Diêm Thái Hoa thân là thuật sư, rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Đối với đàn ông trung niên mà nói, Diêm Thái Hoa cũng coi là có thân thủ mạnh mã, hai ba người cũng không thể quật ngã ông nhưng lúc này ông đến nửa điểm phản kháng cũng không dám nổi lên như vậy chính là trăm phần trăm là muốn tự gỡ ta hết bản thân mình Diêm Thái Hoa đứng lại ánh mắt lao nhanh nhìn tới không nháy mắt ánh sáng xuyên cửa sổ xe Mercedes Benz rất mờ dù tới gần nhưng Diêm Thái Hoa cũng không thể thấy rõ cái gì trong xe cửa kính xe dần hạ xuống lộ ra gương mặt của một người đàn ông anh Tuấn lại cực kỳ uy nghiêm tinh quang hai mắt lóe ra diêm thái hoa không kìm nổi mà cúi đầu xuống không dám đối mặt cùng nam tử kia cũng không phải vì gặp được chính chủ mà nhẹ nhàng thở một hơi ngược lại còn thình thịch loạn cả lên vừa mới gặp huyết nam tử kia đã khiến lòng người sợ hãi nhưng so sánh bọn họ và người nam nhân trước mặt này thì lại thấy nhân vật này trong nháy mắt lại giống như một con cừu ngoan nhỏ đáng yêu diêm thái hoa tiên sinh diệp cô vỗ chậm rãi nói thanh âm cũng giống như tướng mạo tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt sắc bén như dao. Thân mình Diêm Thái Hoa khẽ run lên, vội vàng cúi sâu, kính cẩn nói. a à, vâng, vâng, tôi chính là Diêm Thái Hoa, xin hỏi, quý tính đại danh của tiên sinh là tôi họ Diệp. Diệp tiên sinh, xin chào, xin chào ngài. Diêm Thái Hoa khom người chào hỏi. Diêm tiên sinh, xin hỏi ngài cùng thập tam chân nhân tôi xưng hô thế nào đây? Diêm Thái Hoa chấn động, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, không phải tục danh, Thập Tam chân nhân, làm ông kinh ngạc, mấu chốt chính là việc này quá đột ngột. Thập Tam chân nhân đã qua đời mấy chục năm, cho dù toàn bộ thôn lão Hà cũng không biết nhiều, không nghĩ tới lại nghe được từ miệng nam nhân này. Chẳng lẽ vị này cũng chính là thuật sư? Nếu y là thuật sư, chỉ bằng khí thế có thể đè chết người kia cũng có thể biết được trình độ của người này cũng không thua kém gì trưởng giáo Tiêu chân nhân của vô cực môn. Trong chớp mắt, trong đầu diêm thái hoa hiện lên vô số ý nghĩ miệng không dám chậm trễ lập tức cúi mình đáp diệp tiên sinh đã hỏi thì thập tam chân nhân chính là tổ sư của ta ồ hóa ra diêm tiên sinh chính là đệ tử chân truyền của thập tam chân nhân diêm tiên sinh lệnh sư khỏe chứ thanh âm của diệp cô vũ không chút sợ hãi dường như đã sớm dự liệu trước đa tạ diệp tiên sinh thân thể sư phụ ta cũng tốt vậy là tốt rồi diêm tiên sinh Tôi muốn đi tới thôn Lão Hà gặp lệnh tôn một chút, mời Diêm Tiên Sinh dẫn đường." Diệp Cô Vũ thản nhiên nói, trong lời nói dù có chữ mời, nhưng rõ ràng mang theo ý ra lệnh, căn bản không cho người khác kháng cự. Hơn nữa bày ra cái trận địa như vậy, dũng khí Diêm Thái Hoa dù có mạnh hơn nữa cũng không dám nói ra chữ không. Diêm Thái Hoa rất rõ cảm giác này, đối với vị Diệp Tiên Sinh trước mặt này, bỏ mạng như là một điều rất chân thật, tuyệt không mang một chút cảm giác hư vô mờ mịt dường như diệp cô vũ đến từ ma thần địa ngục tay cầm lưỡi hái đen trong nháy mắt có thể phán xử sinh tử của một người được diệp tiên sinh diêm thái hoa không hề nghĩ ngợi liền đồng ý diệp cô vũ vuốt cằm tựa hồ đối với biểu hiện của diêm thái hoa rất vừa lòng tiếng két nhỏ vang lên cửa kính phía sau chiếc xe mercedes ben kéo dần lên gương mặt khiến diêm thái hoa hít thở không thông kia dẫn bị che lại diêm tiên sinh mời Nam tử trẻ tuổi kính cẩn trang nghiêm, chờ cửa xe hoàn toàn đóng kín, mới hơi hơi cúi đầu, ngồi thẳng lên nói với Diêm Thái Hoa, giọng điệu lại khôi phục vẻ cao ngạo như cũ. Đã đến nước này, Diêm Thái Hoa đã quyết định làm theo tất cả. Tình thế rõ ràng không thể kháng cự, cũng may Diêm Thái Hoa có cảm giác mình không đắc tội với kẻ thù lợi hại như vậy, trong đầu cũng ôm một tia hy vọng. Hơn nữa, Diệp cô Vũ nói muốn đi gặp sư phụ mình chứ không phải hướng về phía mình chỉ cần không phải là thâm cừu đại hận sinh tử thì còn có thể thương lượng đường sống mặc bọn chúng có điều kiện gì bất chấp bản thân có làm được gì hay không chỉ cần đáp ứng trước rồi tính sau giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt nghĩ như vậy diêm thái hoa cũng chấn định lại theo nam tử trẻ tuổi kia đi về phía xe việt giã của mình diêm tiên sinh mời lên xe của tôi nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem diêm thái hoa mời lên xe việt giã của mình một gã nam tử khác thì lái xe của Diêm Thái Hoa. Diêm Thái Hoa vừa mới lên ghế sau xe Việt giã, lập tức chen lên hai gã nam nhân lạnh lùng, mỗi người kèm một bên. Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, không thèm để ý tới nữa. Xe Việt giã nổ máy, rất nhanh giấy lên một đám bụi mờ mịt, vội vã hướng về thôn Lão Hà. Lúc này là sầm tối, đội xe nhỏ theo sườn núi mà tiến tới thôn Lão Hà. Trên sườn núi, những ngọn đèn nối đuôi nhau sáng lên, lặng yên im ắng, Diệp Vương đã tới rồi. chương 335, g i người vì nghiệp. Trong hầm chú, Diêm Đại Sư lặng lặng xếp bằng ở giữa, thất tinh cổ đăng, cảm nhận được tốc độ tập trung nguyên khí thiên địa hợp trận trước kia và bây giờ không giống nhau. Cái gọi là thất tinh xung sát, chính là mượn sinh linh chi khí, sắp xếp thất tinh trận, làm đường dẫn ở hầm trú ẩn, cùng thất tuyệt chi địa, trấn áp hung sát khí. Trước đó, toàn bộ thất tinh xung sát đại trận triệu tập thiên địa nguyên khí có điều rất khó khăn mới có thể chấn áp được hung sát khí điều này còn cần diêm đại sư mỗi ngày đều phải tự mình chủ trì đại trận không thể rót pháp lực vào bảy trận pháp khí bên trong càn khôn lục hợp trận của tiêu phàm được thêm vào một cái tình thế lập tức xoay chuyển tốc độ tập trung thiên địa nguyên khí so với trước kia nhanh hơn hai lần hơn nữa thiên địa nguyên khí được tập trung lại không bị dễ dàng tan biến đi cảm nhận được đại trận không giống trước trong lòng Diêm Đại Sư cảm thấy thật bình an vui sướng. Diệp Cô Vũ hiện tại đã đến cửa hầm chú ẩn. Ngọn đèn của thất tinh cổ đang lay động, chợt tối sầm lại. Bảy ngọn lửa giống như bị lực vô hình áp chế, cùng nhau ảm đạm lụi xuống, liều mạng nhảy lên dãy ruộng, dường như muốn đối kháng với cỗ vô hình kia, nhưng lại không thể vươn lại lên được. Diêm Đại Sư chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Diệp Cô Vũ đang đứng trước cửa hầm chú ẩn. Diệp Cô Vũ cũng không nhìn ông, mà hứng thú nhìn hai pháp trận ở trong hầm trú ẩn, sau một lúc, khẽ vuốt cầm nói. Thất tinh xung sát trận, là chính, càn khôn lục hợp trận, làm phụ, nhưng thật ra phối hợp không tệ. Lão gia tử, ông đã sớm nghĩ ra cách này, không cần chịu khổ nhiều năm như vậy, thiên cương tam thập lục kiếp, hoặc có thể làm một năm hai kiếp. Phải chịu tầm 10 năm tra tấn khổ sở là điều không thể tránh khỏi. Lông mày lão nhân ra nhẹ nhàng động đậy, lông mày tuyết trắng nhếch lên, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc tiên sinh quý tính là gì? Họ Diệp, nhất Diệp chi, Diệp của mùa thu. Diệp cô Vũ không bước vào, cứ đứng mãi ở cửa, thản nhiên đối đáp cùng Diêm Đại Sư. Khí thế sắc bén đã sớm vô tình tràn ngập khắp căn phòng, bao vây lấy Diêm Đại Sư. Loại khí thế uy phong sắc bén này của Diệp cô Vũ không chỉ là hình thành bẩm sinh, mà còn có liên hệ tới việc đào tạo ngày sau. Từ ý nghĩa này mà nói, đây kỳ thực cũng là một thủ đoạn khắc chế đa số người sẽ hình thành một áp lực rất lớn ở trong nội tâm, sau đó e sợ, sợ cùng Diệp Cô Vũ động thủ so chiêu, 10 phần thành công lực chỉ có thể xuất ra 7-8 phần, như vậy đã coi là tốt lắm rồi. Diệp tiên sinh tới từ đâu vậy? Phương Tây. Lão nhân ra nâng mí mắt, cẩn thận đánh giá Diệp Cô Vũ vài lần, khẽ gật đầu nói. Diệp tiên sinh, sát khí của tiên sinh thật lớn. Lão nhân ra cảm nhận được sao? Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, đồng đạo ta gặp qua không ít, nhưng sát khí nồng đậm như Diệp Tiên Sinh đây ta mới lần đầu gặp thấy, khó trách Diệp Tiên Sinh vừa hiện thân, thất tinh sung sát trận, này liền nơm nớp lo sợ, như lâm vào đại địch. Nói xong, nhãn thần của lão nhân ra chậm rãi đảo qua bảy ngọn cổ đang khói lửa ảm đạm kia. Lão đầu tử có thể tin tưởng cảm nhận, thiên địa nguyên khí của thất sát chi địa, từ lúc Diệp Cô Vũ xuất hiện liền xuất ra hơn nửa cùng y đối kháng, quay cuồng vây quanh Diệp Cô Vũ, dường như đang nỗ lực muốn trấn áp y. Diệp cô vũ cười nhạt một tiếng, nói: Khả năng này và nghề của ta có liên quan tới nhau. Mấy năm gần đây, Diệp mỗ ta gỡ yêu ta ít người vì nghiệp. Gỡ yêu ta ít càng nhiều người thì trên người ắt sẽ có thêm vài phần sát khí. Nếu kinh hãi lão gia tử thì chính là Diệp mỗ ta không đúng rồi. Lời này nói ra rất bình thản, không có chút cố ý nào. Dường như đang cùng người khác nói mấy chuyện linh tinh. Thời tiết hôm nay thật tốt. Gờ yêu ta ít người vì nghiệp ư? hai hàng lông mày tuyết trắng của lão nhân tử hơi nhân lại diệp tiên sinh đã là người tu pháp có thể hiểu trên trời có đức hiếu sinh diệp tiên sinh sát nhiệt sâu nặng thật sự có thể làm thiên hòa chẳng lẽ diệp tiên sinh không lo một ngày nào đó sát nhiệt cắn trả không thể cứu được sao diêm đại sư trầm giọng hỏi hỗn sược một âm thanh thanh thúy nũng nịu bỗng nhiên vang lên trong hầm trú ẩn rất hư vô mờ mịt lão đầu nói năng phải cẩn thận đừng có cậy già lên mặt người sao có thể vô lễ trước mặt Diệp Vương như vậy? Thanh âm này dường như ở ngay trong hầm chú ẩn, bốn phương tám hướng đều có âm vọng lại, nhưng hầm chú ẩn rộng như vậy, ngoại trừ thất tràn cổ đăng, không có bất cứ dụng cụ gia đình nào, có nhiều hơn một người hai không thực không thể nhìn thấy rõ ràng được. Nhưng trong hầm chú ẩn chỉ có Diêm Đại Sư, không thể nhìn thấy được kẻ thứ hai. Diêm Đại Sư cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, tự nhiên cũng không sợ hãi, chỉ bật cười, lắc đầu, nói. Cô nương, lão đầu tử ta năm nay đã 87 tuổi, cô còn cảm thấy ta còn gì không dám nói sao? Về phần cô nương kia rốt cuộc là người phương nào, lão đầu tử không muốn quan tâm. Diêm đại sư thanh danh hiển hách, 80 mấy năm qua, cái gì cổ quái chưa thấy qua chứ, chỉ một chút thuật che mắt và ảo thuật không thể làm diêm đại sư đây ngạc nhiên được. Diệp cô vũ cũng không phải thường nhân, bên người có vài người có khả năng dị thường cũng là điều đương nhiên nếu y tới đây một mình mới là chuyện khiến người ta kinh ngạc. 87 tuổi ư, vậy thì sao, con kiến còn ham sống, người đừng nói rằng người 87 tuổi thì không sợ chết nhé. Nếu quả thực không sợ chết, người tại sao phải trao đổi thiên vương đan với người khác? Thanh âm hư vô mờ mịt kia vẫn tiếp tục ở bốn phía vang lên, mang theo ý châm chọc không nói ra được. Khóe miệng Diệp cô vũ hiện lên nụ cười, dường như cũng không có ý ngăn cản bạch Tô Tô, diêm đại sư cười ha ha nói hoa ra hai vị là vì thiên vương đan mà tới thật ngại quá làm hai vị thất vọng rồi thiên vương đan không phải là đổi cho ta ta chỉ quy nó về chính chủ nghĩ thôi cũng biết được diệp cô vũ suốt đêm chạy tới nơi này tuyệt không phải vì muốn cùng người ta nói chuyện phiếm hai hàng lông mày của diệp cô vũ nhẹ nhăn lên thản nhiên nói lão gia tử đêm hôm ta tới đây muốn nói chuyện với ngươi đó chính là xem trọng thể diện của thập tam chân nhân, tôn trọng thủy kính nhất mạch của các ngươi. Nhưng ngươi muốn nói ngoa khi dễ ta, thì tính tình của diệp mỗ ta cũng chẳng thuộc loại ôn hòa gì. Vừa dứt lời, sát khí vốn có ở mọi chỗ trong hầm trú ẩn bỗng đột một nồng đậm thêm ba phần. Lão đầu tử không sợ hãi, liếc diệp cô vũ một cái, bình tĩnh nói. Nếu diệp tiên sinh nói vậy, tôi thay mặt tiên phụ cảm tạ sự tôn trọng của ngươi đối với thủy kính nhất mạch của chúng ta diệp tiên sinh đêm khuya tới đây có chuyện gì cứ nói thẳng diệp cô vũ gật đầu nói được mục đích của diệp mỗ ta rất đơn giản mời lão gia tử giao ra gia, thiên vương đan luân hồi tương và tu luyện khẩu quyết pháp tướng cho ta mặt diêm đại sư hiện lên chút kinh ngạc nói diệp tiên sinh vì thiên vương đan mà tới ta có thể hiểu được dù sao thì cũng là linh dược khó mà có được nhưng luân hồi tương và khẩu quyết tu luyện pháp tướng vốn là của vô cực môn. Chẳng lẽ Diệp Tiên Sinh là người của vô cực môn sao? Thực ra thì tu luyện khẩu quyết và pháp tướng ta đã giao cho quý trưởng giáo Tiêu Phàm Tiêu Chân Nhân rồi, Diệp Tiên Sinh có thể đi tới chỗ Tiêu Chân Nhân mà lấy lại. Theo ta được biết, môn quy của vô cực môn cũng không cấm đệ tử trong môn xem trong điển tịch có gì. Khóe miệng Diệp Cô Vũ khẽ co quắp, thanh âm trở nên lãnh đạm nói. "Diêm đại sư, Diệp Mỗ là truyền nhân phái nào?" chuyện này không cần ngươi quan tâm hơn nữa ngươi cũng không phải là người của vô cực môn đối với môn quy của vô cực môn ngươi có thể hiểu biết được bao nhiêu luân hồi tương và tu luyện khẩu quyết và pháp tướng ngươi đã giao bản gốc cho tiêu phàm không còn bản sao nào khác ư tu luyện khẩu quyết và pháp tướng không phải là kế thừa của thủy kính nhất mạch chúng ta ta lưu lại bản sao để làm gì chứ xiêm đại sư hỏi ngược lại diệp cô vũ lạnh lùng nói xiêm đại sư Tuổi tác người đã cao, không sợ sinh tử, chẳng lẽ không suy nghĩ cho đệ tử, hậu nhân của người sao? Không vì hơn 200 miệng ăn của cái thôn này mà suy nghĩ sao? Người hẳn rõ ràng, chỉ cần ta muốn, những người đó đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Diêm đai sư cụp mắt xuống, giữ im lặng. Xem bản thân lão ta, em xem cũng không phải là thực sự không sợ chết. Giọng nữ mờ mịt kia lại vang lên. Nếu không sợ chết. Lão tại sao phải trao đổi Thiên Vương Đan với người ta chứ? Không phải là muốn sống thêm vài năm sao? Nơi này bày ra hai trận pháp hỗ trợ nhau, không phải là muốn trấn áp hung sát khí để lão ta trú lại chỗ này thì để làm gì? Lông mi trắng của Diêm đại sư nhẹ nhàng rung động. Nghe âm thanh này thì cô gái kia tuổi tác không lớn, nhưng nhãn quang lại độc tới vậy. Diệp tiên sinh, một khi đã như vậy, bản sao tu luyện khẩu quyết và pháp tướng ta có thể giao cho ngươi nhưng thiên vương đan, quả thực không có. Người cũng là người đồng đạo, nhìn thấy càn khôn lục hợp trận cũng có thể biết, ta không hề nói ngoa khi dễ ngươi. Lão đầu tử trần trừ không kiên trì được bao lâu, lập tức ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Nếu Diệp cô Vũ đã tìm tới tận cử, lão đầu tử cũng biết việc đêm nay, không thấy chân chính mấy trang giấy đó là không được. Loại người như Diệp cô Vũ, không thể nói ngoa vài câu là có thể đuổi đi được lão đầu tử cũng tuyệt không nghi ngờ Diệp Cô Vũ này hoàn toàn có thể gợi yêu ta hết người vì nghiệp. Sát khí người này tại sao lại không che giấu đi chứ? Được. Diệp Cô Vũ trả lời vô cùng đơn giản, không có nửa điểm vô nghĩa. Không lâu sau đó, chiếc xe Việt giã cỡ lớn kia một trước một sau rời khỏi thôn Lão Hà. Tiểu Sơn thôn lại an tĩnh trở lại, không ai có thể phát hiện, không lâu trước đó, trong thôn đã xuất hiện một đám khách không mời tất cả tình mạng của nam nữ già trẻ trong thôn vừa mới dạo qua cửa quỷ môn quan một dạo. Chỗ ngồi phía sau lóe lên ánh đèn, Diệp cô vũ cầm trong tay ba chương giấy chất lượng khá tốt kia lên, phía trên là chữ khải nhỏ nhắn xinh đẹp ma mị và sáu bộ mặt pháp tướng dữ tợt, một nụ cười hài lòng tràn ra trên khóe miệng Diệp cô vũ. Bạch Tô Tô liếc khẩu quyết trong tay Diệp cô vũ hỏi. Vậy, thiên vương đan, thì sao? Cứ như vậy cho qua sao? Cô muốn từ trong tay tiêu phàm cướp lại ư? Diệp cô vũ hỏi lại một câu. Bạch Tô Tô không lên tiếng, cô ta tự biết cô ta có chút không đúng. Sớm đã không nghe người ta bắt lấy Uyển thiên thiên lại, không tin tiêu phàm không dùng thiên vương đan mà đổi lấy nữ nhân của hắn nha. Tô Tô, viên thiên vương đan, này ở trong tay tiêu phàm có lẽ còn hữu hiệu hơn trong tay chúng ta, cô phải biết là hiện tại tiêu phàm không thể chết được. Diệp cô vũ nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Gạch nối. Bạch Tô Tô nghiêng đầu nhìn Diệp Cô Vũ tỏ vẻ khó hiểu. Ít nhất thì lần này nếu như không có tiêu phàm, chúng ta sẽ không thể thuận lợi mà lấy được khẩu quyết và pháp tướng như vậy. Giá trị mấy thứ này so với thiên vương đan còn cao hơn rất nhiều. Diệp Cô Vũ vỗ nhẹ lên tập giấy vàng trong tay, mỉm cười nói. Mặt mày Bạch Tô Tô hơi động một chút, dường như có chút hiểu ý của Diệp Cô Vũ. Audio điện tử võ tấn bền Chương 336, kẻ để lộ bí mật. Thời điểm Diệp Cô Vũ tới thôn Lão Hà, Tiêu Phàm cũng chưa vội vã rời khỏi huyện Thái Hoa, hắn đi đại viện Trúc gia. Nếu như Diêm đại sư đã nói, luân hồi tương và tu luyện khẩu quyết, pháp tướng kia có liên quan tới con quỷ nhỏ của đại viện Trúc gia, như vậy thì nhất định phải tới Trúc gia một chuyến. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm cũng không tin mình có thể lấy được tin tức gì từ đại viện Trúc gia, có thể lấy lại được chương thứ 6, luân hồi tương và tu luyện khẩu quyết và tướng pháp đã khiến cho Tiêu Phàm vô cùng vui vẻ rồi. Quả nhiên là một cơ duyên lớn lao a. Tiêu Phàm chỉ ôm theo tâm tư may thì được mà đi. Lúc tới Đại viện Trúc gia, Tiêu Phàm vẫn phải thất vọng, sự việc đã qua hơn mấy chục năm, Đại viện Trúc gia không còn hưng thịnh như trước, đã biến thành thôn dân cư lộn xộn. Tuy nhiên Tiêu Phàm vẫn dừng chân ở một hộ nông gia để nghỉ ngơi một lát, ở ngay Đại viện Trúc gia nổi lên một quẻ, quẻ cho thấy không có bất cứ chỉ dẫn nào giác quan thứ sáu của tiêu phàm cũng không cảm nhận được điều gì tiêu phàm tin đại viện trúc gia hẳn đã không còn thứ hắn muốn tìm thân là trưởng giáo chân nhân vô cực môn nếu quả thực cùng vô cực cửu tương thiên thất lạc tiêu phàm không có khả năng không có cảm ứng gì giác quan thứ sáu của thuật sư là thần niệm chi lực nhiều khi có tác dụng mà người thường không thể tưởng tượng ra được tiêu phàm không ở lại qua đêm tại đại viện trúc gia cảm ơn nông hộ kia liền leo lên xe việt giã xuất phát về trấn thái hoa Thời điểm tới được thị trấn, điện thoại của Tiêu Phàm vang lên. Diêm tiên sinh." Tiêu Phàm nhấn nút trả lời. Lúc rời khỏi thôn Lão Hà, Tiêu Phàm đã đáp ứng yêu cầu của Diêm Thái Hoa, Tiêu Phàm cùng ông ta trao đổi số điện thoại. Nói thế nào thì Diêm Thái Hoa cũng là truyền nhân thủy kính thần, lần này cũng vì ông ta mới có thể tìm được khẩu quyết và pháp tướng thất lạc nhiều năm, Tiêu Phàm cũng không có ý từ chối. Tuy nhiên Diêm Thái Hoa gọi vào lúc này khiến Tiêu Phàm có chút dự cảm bất thường tiêu chân nhân, phái thủy kính chúng tôi đắc tội gì với ngươi sao? Điện thoại vừa thông, Diêm Thái Hoa đã nổi giận đùng đùng chất vấn. Hai hàng lông mày tiêu phàm hơi nhân lại, nói. Diêm tiên sinh, có chuyện gì xin nói thẳng, không cần lòng vòng quanh co. Trong lòng càng thêm có cảm giác kỳ quái, nghe giọng điệu của Diêm Thái Hoa này khẳng định đã xảy ra việc không nhỏ, bằng không Diêm Thái Hoa cũng không tới mức hổn hển như vậy. Điều kỳ quái chính là tiêu phàm không có nửa điểm dự cảm được. Đối với việc trưởng giáo chân nhân tu luyện, luân hồi tương, mà nói, đây không phải là sự việc tầm thường. Nguyên nhân của sự giảm cảnh giới thuật pháp không phải là nguyên nhân duy nhất. Nếu chúng tôi không đắc tội gì với ngươi, tại sao ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Tôi thì chẳng sao cả, nhưng sư phụ tôi đã lớn tuổi như vậy, cũng phải kinh hoàng theo, ngươi nói xem tôi phải nhẫn nhục kiểu gì đây. Diêm Thái Hòa bất chấp phong độ, quát to trên điện thoại. Xem ra cũng không thể trách ông, bất kể ai trải qua việc vừa rồi, tâm tình đều như vậy. Diệp cô vũ tuy không ngờ yêu ta ít ông, nhưng cảm giác bồi hồi đi dạo quỷ môn quan so với cái chết càng khó chịu hơn. Diêm Thái Hoa thật sự cảm thấy, ông sống hay chết chỉ phụ thuộc vào ý muốn của Diệp cô vũ. Loại cảm giác không thể nắm bắt được vận mệnh của chính mình, Diêm Thái Hoa nhiều năm qua chưa bao giờ gặp. Diêm Thái Hoa nhận định là do tiêu phàm lộ ra tin tức, nếu không, Diệp Cô Vũ làm sao có thể tìm tới tận cửa thể này xem Diệp Cô Vũ như vậy, giao dịch giữa bọn họ rõ như lòng bàn tay, Diêm Thái Hoa còn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không để lộ tin tức này cho người khác biết. Không phải là thầy trò bọn họ, thì chỉ có thể là người bên tiêu phàm. Tiêu phàm không tức giận, chỉ trầm mặc đợi Diêm Thái Hoa chấn định lại, mới chậm rãi nói. Diêm tiên sinh, hẳn có hiểu lầm, chúng tôi tuyệt không lộ ra tin tức gì cả. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, mời tiên sinh nói rõ một chút. Nói xong, Tiêu phàm nhấn phím miễn khóa di động. Được, ta hỏi ngươi, cái tên họ Diệp kia rốt cuộc là cái gì? Diêm thái hoa không chút để ý tới thái độ của tiêu phàm, phối hợp với bên kia không ngừng chất vấn. Có điều qua vấn đáp của họ, chân tướng ra sao mọi người đều hiểu rõ. Là tẩu thúy hoa, huyền thiên thiên và đường huyên liếc nhau, thét lên một tiếng. Gần như trong nháy mắt, các cô liền tập trung vào kẻ làm lộ bí mật. Khó trách ngày đó. Đường Huyên ngửi thấy mùi mê hồn hương trên người Tẩu Thúy Hoa. Theo miêu tả của Diêm Thái Hoa, mọi người có thể tưởng tượng ra phái đoàn Diệp Tiên Sinh kia to lớn như nào. Đại nhân vật như vậy, thủ hạ lại là cao thủ tinh thông thuật thôi nguyên, cũng không có gì lạ. Diệp Tiên Sinh sao? Tiêu Phàm trầm ngâm, hai hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, xuyên, là chữ này choan. Diêm Tiên Sinh, mời tiên sinh miêu tả người này kỹ một chút. Hừ, có gì hay ho mà tả ta không tin người thật sự không quen y. Diêm Thái Hoa vẫn rất tức giận, cười lạnh nói. Diêm tiên sinh, ngữ khí của tiêu phàm chợt trở nên cứng rắn, nghe vào rất nghiêm túc. Mời tiên sinh hiểu cho, tình huống này đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Mời tiên sinh tả kỹ một chút. Ý mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Diêm Thái Hoa không khỏi ngơ ngác một lúc, cùng tiêu phàm lúc ở khách sạn Vương Triều Đại Đường tới nay, ở chung hơn 10 ngày, ông còn chưa từng thấy tiêu phàm nghiêm túc như vậy. Xem ra, chính mình đã có sự hiểu lầm đối với người ta rồi. Mặc dù ông rất không muốn nhắc lại tới Diệp Tiên Sinh kia, nhưng theo yêu cầu của Tiêu Phàm, vẫn đem chuyện của Diệp Cô Vũ kể lại một lần. Chính là người xuất hiện ở trấn Dương Tây. Tân Lâm lần này khẳng định, gật gật đầu, lông mày lá liễu xinh đẹp dương lên. Lần đó, Tân Lâm ở trên hành lang khách sạn Dương Tây nhìn thấy Diệp Cô Vũ từ xa, có điều ban đêm ở trấn Dương Tây quá tối, trên đường cũng không có đèn. Tân Lâm chưa nhìn rõ ràng được diện mạo của Diệp Cô Vũ. Nhưng theo miêu tả của Diêm Thái Hoa, Tân Lâm có cảm giác đó chính là một người. Loại khí tức cực kỳ nguy hiểm đó, người thường không thể có được. Giống như khí tức lúc bộc phát của tiêu phàm, vô cùng hùng mạnh, người thường tuyệt không thể bắt trước được. Đúng là y sao? Uyển thiên thiên kinh hãi, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Cô chưa từng Diệp Cô Vũ gặp mặt, lúc Diệp Cô Vũ xuất hiện ở khách sạn Dương Tây, Uyển Thiên Thiên vẫn còn đang trần như nhộng bị tiêu phàm ôm vào ngực. Sát khí hùng mạnh của Diệp Cô Vũ có thể ký bản quyền tê ý bản quyền cô từ trạng thái hôn mê mà tỉnh lại. Một người có thể khiến cô trong lúc hôn mê mà cũng có thể cảm nhận được khí thức hùng mạnh đó, tuyệt đối không phải là người thường được. Theo thần thái của Tân Lâm có thể đoán được Tân Lâm rất kiêng kỵ loại người này. Tiêu phàm thản nhiên nói. Cuối cùng cũng biết y họ Diệp rồi. Uyển Thiên Thiên kêu lên. Ai biết là thật hay giả chứ? nhất định là thật. Ngữ khí của tiêu phàm rất chắc chắn, không hề nghi ngờ. Nam nhân hùng mạnh như Diệp Cô Vũ, nhất định cũng sẽ kiêu ngạo, bởi cái gọi là đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chuyện như vậy, Diệp Cô Vũ sao có thể nói dối được? Tiêu chân nhân, người còn nợ ta một lời giải thích. Diêm Thái Hoa lạnh lùng nói. Không có gì giải thích được cả, việc này cũng không thể trách chúng tôi được, là bọn chúng thôi miên tẩu thúy hoa. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã ở một bên tiếp lời. "Tẩu Thúy Hoa ư, chuyện này thì có liên hệ gì với Tẩu Thúy Hoa chứ? Uyển cô nương, cái cớ này cũng không cao mình gì cả đâu." Ở đầu điện thoại bên kia, sắc mặt Diêm Thái Hoa lập tức xanh mét, hầm hừ nói. Trong suy nghĩ của Diêm Thái Hoa, Tẩu Thúy Hoa là người thuần phác, không có chút tâm cơ gì, giống như một đứa bé con vậy, làm sao có thể bán đứng bọn họ được. "Lão Diêm" ta đã nói đừng vào trước làm chủ, việc này khá phức tạp, Tẩu Thúy Hoa cũng không phải cố ý. Uyển Thiên Thiên lập tức đem việc ở trên chấn lão Hà và nghi ngờ của Đường Huyên nói ra. Hừ, Uyển cô nương, đây cũng chỉ là suy đoán của mấy người, người có chứng cứ gì chứ? Diêm Thái Hoa vẫn không chịu hiểu, đùng đùng nổi giận nói. Uyển Thiên Thiên cười lạnh, nói: "Lão Diêm, ông thấy ông ngu chưa? Nếu thực sự là chúng tôi tiết lộ tin tức, đối với chúng tôi thì có gì tốt chứ?" vừa rồi ông cũng nói cái họ diệp kia cầm đi bản sao khẩu quyết và pháp tướng nếu là người của chúng tôi sao phải đi tới đó trực tiếp tìm chúng tôi là xong rồi ông cho rằng loại chuyện này của thiên vương đan chúng tôi gặp người là tùy tiện nói ra ư ông có đần thì chúng tôi cũng không đần như thế lời này nói ra rất trực tiếp nhưng lại vô cùng hữu hiệu hư dù là vậy đó cũng là do mấy người tự tìm phiền toái diêm thái hoa tức nghẹn thật vất vả mới nói ra được một câu, tuy nhiên ngữ khí lại mềm nhũn ra. Ông nổi giận gọi điện cho tiêu phàm, chỉ vì vừa rồi bị chấn kinh quá mức, nhất định phải tìm được một lời giải thích thỏa đáng mới chịu được. Có gì mà phiền toái, vật y muốn đã đoạt được rồi, nếu vừa rồi không gợi yêu ta ít ông, thì sau này y cũng không có hứng thú gợi yêu ta ít ông, ông nói có đạo lý hay không. Y muốn thiên vương đan trong tay chúng tôi, về sau có phiền phức gì cũng là gây phiền đối với chúng tôi, với ông có quan hệ gì chứ ông còn sợ cái gì nữa quyền thiên thiên cũng không hồ đồ lập tức cười lạnh nói lần này diêm thái hoa hoàn toàn không thể nói gì được nữa trố mắt một lát không thể thoát được ra câu nào đành dùng sức cúp điện thoại tiêu phàm người kia là ai tại sao như âm hồn bất tán bám theo anh vậy quyền thiên thiên trợn tròn mắt nhìn tiêu phàm hỏi không biết sao anh sao lại có thể không biết được chứ người ta nhìn chằm chằm anh một thời gian dài như vậy mà anh hoàn toàn không biết gì cả ư. Địch trong tối, ta ngoài sáng, sự tình này không thể đối đầu được, quá bị động rồi, Uyển Thiên Thiên bật người kêu lên. Ai, anh không phải có thể tính toán à? Sao anh không bói lấy một quẻ đi? Người này, tôi tính không ra. Tiêu phàm không để ý tới Uyển Thiên Thiên, nhún nháo, ở bên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lông mày càng nhăn lại chặt hơn. Uyển Thiên Thiên ngây dại một chút, Trừng mắt nói, tính không ra sao, đây là ý gì, chẳng lẽ y giống anh, đều là cao thủ am hiểu pháp thuật sao? Rất có khả năng, nhất hiếu, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Đường huyên ở bên hỏi, quay về thủ đô thôi. Tiêu phàm không chút do dự nói. Nếu như đã lấy lại được trương khẩu quyết và pháp tướng thứ sáu luân hồi tương, việc cấp bách bây giờ chính là phải nhanh chóng quay về thủ đô, tập trung tu luyện để xem có thể khiến cảnh giới thuật pháp bị giảm kia mau chóng khôi phục lại không. Tiêu phàm vốn muốn đi tìm quý nhân hiến vật mã tiên sinh kia, muốn ông ta dẫn mình đi gặp chủ nhân của bát phu, tìm kiếm chút lai lịch của thiên vương đan, có lẽ còn có thể biết được chút gì đó. Nhưng cú điện thoại vừa rồi của Diêm Thái Hoa đã khiến tiêu phàm thay đổi chủ ý. Cường địch vẫn ở đó, tương đối mà nói thì ở chỉ thủy quan vẫn an toàn hơn cả. chương 337, Duyên Phật Tiêu Phàm thuận lợi quay trở về thủ đô, nhưng không vội vàng về chỉ thủy quan mà đến một tòa tứ hợp viện lớn nơi Văn Nhị Thái gia ở. Vừa a nhìn thấy Uyển Thiên Thiên, Văn Nhị Thái gia liền mỉm cười, đôi lông mày trắng như tuyết dính vào nhau. Uyển Thiên Thiên không sợ trời không sợ đất cũng bị nụ cười cổ quái của Văn Nhị Thái gia làm cho lúng túng, nhịn không được kêu lên, "Này, lão gia tử, ông cười cái gì? Trên mặt tôi mọc hoa hay sao?" Lại nói tiếp, Uyển Thiên Thiên và Văn Nhị Thái gia cũng xem như là bạn cũ, đã từng gặp mặt hai lần, Văn Nhị Thái gia còn từng nhận hai món quà nhỏ của cô. Văn Nhị Thái gia cười nói, không có gì, tôi lần đầu tiên nhìn thấy huyền đại đương gia đã cảm thấy chúng ta rất có duyên, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Huyền Thiên Thiên kinh ngạc nói, lão gia tử, ngài cũng một bó to tuổi rồi, đừng có nói lung tung nha, giữa chúng ta có duyên phận gì chứ. Thiên cơ bất khả lộ. Văn Nhị Thái gia cười ha hả, thần thần bí bí nói, Ánh mắt không ngừng ở trên mặt Uyển Thiên Thiên và Tiêu Phàm nhìn qua nhìn lại. Uyển Thiên Thiên đột nhiên có chút chột dạ, bĩu môi, không đấu võ mồm với Văn nhị Thái ra nữa, chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với cái nhà này hết sức tò mò. Dựa vào kinh nghiệm giang hồ của Uyển Thiên Thiên, cô còn chưa tiến vào trong nhà đã cảm nhận được nơi này cất giấu sát khí nồng đậm. Tòa tứ hợp viện cổ xưa này trong mắt người ngoài có vẻ bình thường, kỳ thật đã bị cải tạo thành một pháo đài chiến đấu siêu cấp. Tuy nhiên khi Tiêu Phàm nói qua với cô đến nơi này là muốn gặp Phan Nhị Thái gia uy chấn Hoàng Hải, thì Uyển Thiên Thiên cũng đã bình thường trở lại. Yên Chi Hồng tung hoành giang hồ, không có mấy người trong giang hồ làm cô thật sự nể phục. Hoàng Hải Văn Nhị Thái gia là một trong những người đó. Trong mưa gió mấy chục năm, từ tiền triều đến giờ những lão giang hồ luôn luôn uy phong thật sự không nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng không được mấy người, cho dù là tính trong những vị lão danh hồ này thì văn nhị thái gia cũng được xem là một người có uy phong nhất. Sư đệ, nhìn thần sắc của đệ chuyến đi tần quan lần này phải chăng có thu hoạch lớn. Văn thiên cũng không nói đùa với Uyển thiên thiên nữa mà lập tức nói chuyện với tiêu phàm. Sư đệ, các người là đồng môn, còn là sư huynh đệ. Ai ngờ lời này vừa nói ra tiêu phàm chưa kịp trả lời thì Uyển thiên thiên lại kêu lớn, mắt hạnh long lanh ánh nước trợn tròn, mặt đầy vẻ không dám tin tuổi tác của tiêu phàm và văn nhị thái gia thực sự tranh lệch quá lớn nói là ông cháu cũng không quá kết quả bọn họ lại là huynh đệ làm sao không khiến uyên thiên thiên kinh ngạc vạn phần đây văn nhị thái gia liếc cô một cái cười nói có phải hay không thấy tôi quá già tiêu đại ca nhà cô lại quá trẻ có thể thấy được văn nhị thái gia tâm tình rất tốt cư nhiên lại nói đùa cùng uyển thiên thiên này lão gia tử ngài ngài đây là già mà không đứng đắn Uyển Thiên Thiên không kịp chuẩn bị lập tức đỏ mặt, dậm chân hét lên. Văn Nhị Thái ra cười ha hả nói, tôi đã sớm nói chúng ta có duyên phận mà. Sẽ có một ngày cô cũng trở thành người của vô cực môn thôi. Các người đã gieo xuống dấu ấn quan trọng của nhau, hắc hắc. Nói xong Văn Nhị Thái ra lắc đầu, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Cho dù năng lực che đậy thiên cơ trên người tiêu phàm rất mạnh, nhưng thuật pháp của Văn Thiên ở đẳng cấp nào chứ? Quyền Thiên Thiên và tiêu phàm đứng cạnh nhau, quan hệ dây dưa giữa bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Hai hàng lông mày xinh đẹp của Tân Lâm hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại giãn ra. Khuôn mặt của Tiêu Phàm cũng phiếm đỏ, sợ hai người một già một trẻ này tiếp tục, nói sằng nói bậy, như vậy, vội vã nói, không giấu sư huynh, lần đi tần quan này thật sự có thu hoạch. Nói xong liền đưa tay sang phía Tân Lâm. Tân Lâm cẩn thận lấy mấy tấm giấy nhám màu vàng được dán cẩn thận ở trong túi ra đưa vào tay Tiêu Phàm. Đây là Văn Nhị Thái gia có chút nghi ngờ tiếp lấy ba tờ giấy nhám, hai mắt đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin được. Đây là khẩu quyết và pháp tướng đạo thứ 6 của Luân hồi tương. Văn Thiên mặc dù chủ yếu tu luyện Hồng Trần Tương, nhưng là đệ tử đích truyền của vô cực môn nên trong lúc tu luyện, Hồng Trần Tương cũng đồng thời tu luyện cả Luân hồi tương. Nếu có thể hoàn thành tu luyện, Hồng Trần Tương lại nghiên cứu Luân hồi tương thì trong thời điểm điều kiện thích hợp có khả năng đẩy ngược thiên nhân tương, thậm chí còn có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh. Đó là mục đích mà nhiều thế hệ truyền nhân vô cực môn theo đuổi từ hơn ngàn năm đến nay. Đúng vậy, Tiêu Phàm cũng vô cùng vui vẻ gật đầu. Trên đường trở về đệ đã tu luyện thử một chút, khẩu quyết và pháp tướng này chắc là bản gốc. Văn Thiên không ngừng lật những tờ giấy nhám vàng trong tay, liên tục gật đầu nói, nếu sư đệ đã nói là bản gốc thì khẳng định không sai. Tiêu Phàm chủ yếu tu luyện Luân Hồi Tương, cũng tu luyện thêm các tướng thuật khác. Nói về thành tựu trên, Luân Hồi Tương thì đương nhiên là Tiêu Phàm càng tinh thông hơn. Văn Thiên xem đi xem lại khẩu quyết pháp tương, càng xem càng hưng phấn. Sư đệ, thu hoạch lần này thật đúng là đã vượt xa dự liệu, làm thế nào lấy được bảo bối này vậy? Cái này nói đến rất dài. Văn Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói, đến đây, sư đệ, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Tư viễn, con đưa mấy tiểu cô nương này đi tham quan xung quanh, để bọn họ chỉ điểm cho một chút. Đường huyên không khỏi cười một tiếng, đã rất nhiều năm không có ai gọi cô là tiểu cô nương rồi, nghe rất mãn nguyện. Tuy nhiên lấy tuổi thọ của Văn Nhị Thái ra không cần nói đến đường huyên mà ngay cả mẹ cô ấy ở trước mặt Văn Nhị Thái ra cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Vâng, sư phụ, tân tiểu thư, đại đương gia, nhị đương gia, mời đi bên này. Văn Tư Viễn đáp ứng một tiếng, cúi người mời. Hiển nhiên nhìn thấy hai huynh đệ người ta có điều bí mật cần thương lược, tinh quái xảo trá như Uyển Thiên Thiên cũng không biết nói gì nữa. Lại nói danh tiếng của vạn nhân địch, văn tư viễn trong phương Bắc Giang Hồ cũng thật sự hiển hách. Trong những năm gần đây, văn nhị thái gia đã lui về phía sau màn, mọi sự vụ hàng ngày của Hoàng Hải văn gia đều là do văn tư viễn xử lý. Ai cũng hiểu được, vạn nhân địch, văn tư viễn chính là người thừa kế của văn nhị thái gia không cần nói đến huyền thiên thiên mà ngay cả sư phụ của cô, truyền nhân đời trước, yên chi kiếm, ở trước mặt phan tư viễn cũng phải khách khí. Luận về địa vị giang hồ thì, vạn nhân địch cũng không ở dưới, yên chi kiếm. Văn đại ca, nếu không ngại thì đưa chúng tôi đi quanh viện tử tham quan một chút, tôi cũng muốn học hỏi văn đại ca. Huyền thiên thiên cười nói. Văn tư viễn cười ha hả nói, đại đương gia thân trinh đến đây, cơ hội khó gặp, tôi cũng đang muốn thỉnh giáo đại đương gia. Đến, các tiểu thư, mời đi bên này. Tân Lâm cũng không dị nghị gì, đi theo phía sau văn tư viễn, cùng đi thăm bố trí phòng ngự của tứ hợp viện. Trước đây cô cùng tiêu phàm đến đây văn nhị thái gia chưa từng bắt cô phải tránh đi, chuyện gì cũng có thể bàn luận trước mặt cô. Lần này ngoại lệ, nguyên nhân chắc bởi vì uyển thiên thiên và đường huyên. Ngoài mặt thì ba cô gái này đều đến cùng tiêu phàm, nhưng thực tế khác biệt lại rất lớn. Trong mắt của văn nhị thái gia chỉ có tân lâm mới được xem là người nhà. Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên dù sao cũng là người ngoài. Giữa hai huynh đệ có một số chuyện tự nhiên là không muốn để các cô nghe được. Đợi đến lúc Huyền Thiên Thiên thật sự trở thành người của vô cực môn như Văn Nhị Thái Gia đã nói thì đó lại là chuyện khác. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, tiêu phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, kể sơ lược mọi sự tình cho nhị sư huynh nghe. Mấy trang khẩu quyết pháp tướng hóa ra là lọt vào tay thủy kính môn, hắc hắc, uổng cho năm đó sư phụ cùng thập tam chân nhân còn có vài phần giao tình, Người này lại đem truyền thừa chính tông của vô cực môn chúng ta giấu bao nhiêu năm như vậy?" Văn Nhị Thái gia vừa nghe, đôi lông mày rậm bạc trắng nhướng lên, cười lạnh nói, tựa hồ hết sức bất mãn với cha con Diêm gia. "Biết chỉ thủy tổ sư cũng nghiên cứu sâu về Luân hồi tương, những trang khẩu quyết pháp tương này nếu sớm trở về trong tay của chỉ thủy tổ sư thì chỉ sợ mấy chục năm nay chỉ thủy tổ sư đã sớm tu luyện thành, Luân hồi tương thậm chí có thể nhìn trộm một góc thiên nhân cảnh rồi." cha con Diêm ra làm như vậy chẳng khác nào đã kéo chân vô cực môn cả chục năm. Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút, nói chiến tranh chống Nhật còn chưa kết thúc, thập tam chân nhân đã thăng tiên. Thời cuộc loạn lạc như vậy, tính tình sư phụ lại thích nhàn vân giã hạc, vân du tứ xứ, không có chỗ ở cố định, muốn tìm được lão nhân ra ngài cũng không phải dễ dàng. Văn tiên vừa nghĩ, quả thực đúng là như vậy, không khỏi bật cười nói, sư đệ nói cũng đúng, cho dù hiện tại những đệ tử như chúng ta muốn tìm sư phụ cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm nói, đúng vậy, khẩu quyết và pháp tướng này có thể quay lại sư môn cũng đã là niềm vui lớn rồi. Chính là đạo lý này, sư đệ, cái người hiến vật quý họ mã kia sao đệ không đi tìm y một chuyến. Loại kỳ dược, thiên vương đan, này thật sự không thể coi thường. Văn nhị thái ra có chút ngạc nhiên nói. Việc này xảy là một chút chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Phàm lập tức kể lại một lần chuyện Diệp Cô Vũ tập kích đêm ở thôn Lão Hà. Văn Nhị Thái ra kinh ngạc, hai mày nhướng lên nói, họ Diệp. Người này bao nhiêu tuổi, hình dáng thế nào? Giọng điệu thế nhưng có chút rồn rập. Để chưa chạm mặt y, nghe Diêm Thái Hoa nói người này khoảng bốn mười mấy không đến năm mươi tuổi, diện mạo cực kỳ uy nghiêm. Bốn mươi năm mươi tuổi, diện mạo cực kỳ uy nghiêm, còn lấy đi bản chép lại khẩu quyết và pháp tương từ trong tay Diêm ra, đúng thế sư huynh có ấn tượng với người này sao văn nhị thái ra không đáp chìm trong suy nghĩ thật lâu sau mới nhẹ lắc đầu khẽ thở dài nói chưa từng gặp mặt nên khó mà nói nhưng người này chắc cũng là người đồng đạo chắc là vậy tiêu phàm gật đầu văn nhị thái ra trầm ngâm nói sư đệ nếu đã có cường địch như thế rình dập bên cạnh để sớm trở về cũng là hợp lý an toàn là số một như thế này đệ lập tức trở về chỉ thủy quán tu luyện nhanh chóng luyện thành đạo thứ sáu của luân hồi cảnh, nhất định có lợi cho sư đệ hồi phục cảnh giới. Còn với cổ đô, nếu đệ đã có số điện thoại của người họ mã kia, Huynh sẽ sai người đi một chuyến. Huynh đoán là không thể ôm hy vọng quá lớn, dù sao thì thiên vương đan này cũng là cổ nhân lưu lại, truyền tới hôm nay cũng đã một hai nghìn năm rồi. Đệ cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của sư Huynh. Tiêu phàm gật đầu không có dị nghị gì chương 338, hợp hoan. Rồi bóng đêm chỉ thủy quan vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng trúc xào sạc thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Đến người luôn thích hồn ảo náo nhiệt như Uyển Thiên Thiên cũng sớm xếp bằng trên chiếc giường nhỏ trong một căn mật thất điều chuyển khí tức. Trải qua một thời gian trị liệu, thương thế trầm trọng của Uyển Thiên Thiên đã chuyển biến tốt đẹp, sát khí âm hàn tích tụ trong cơ thể cũng đã bị tiêu trừ một phần nhỏ. Được sự đồng ý của Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên lại bắt đầu luyện công nội công của Yên Chi kiếm truyền thừa vốn không thể xem thường. Nhưng Tiêu Phàm vẫn phân phó cô phải tập luyện theo trình tự, không thể nóng vội. Lần này Uyển Thiên Thiên bị nội thương thực sự không nhẹ, vài kinh mạch bị tổn hại. Lúc vận hành nội lực trong các kinh mạch bị tổn thương này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu không cẩn thận thì không chỉ không thể chữa trị vết thương mà còn làm cho những kinh mạch bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên bình thường tùy tùy tiện tiện, trong thời khắc quan trọng rất nghiêm túc, lúc điều tức vô cùng chú ý. Trong mấy ngày luyện công này đều có thành tựu. Một căn mật thất khác cách đó không xa là phòng luyện công của Tiêu Phàm và Tân Lâm. Uyển Thiên Thiên kiên quyết không chịu thừa nhận kia là phòng ngủ của bọn họ. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng lâu như vậy, thế nhưng việc gì cũng không phát sinh. Đây chỉ là phòng luyện công chứ làm sao có thể là phòng ngủ. Uyển Thiên Thiên từng nói trực tiếp với Tân Lâm rằng nếu đổi lại là Uyển Thiên Thiên thì cho dù Tiêu Phàm là một khúc gỗ cũng sớm bị cô bắt lấy rồi. Tân Lâm không để ý đến cô, thậm chí cảm ý mắt cũng không chớp lấy một cái, giống như là không nghe thấy Uyển Thiên Thiên đang nói cái gì. Chỉ là trong lòng Tân Lâm đang nghĩ cái gì thì không thể biết được rồi. Tối nay, tình hình trong phòng ngủ cũng không khác gì thường ngày, Tiêu Phàm và Tân Lâm đều ngồi trên giường tự luyện công. Ngọn đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào. Dưới ánh trăng như nước, Tiêu Phàm trên chiếc giường gỗ bày ra một tư thế vô cùng cổ quái. Tân Lâm ngẫu nhiên nhìn đến tư thế này khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết không khỏi hiện ra mặt ngượng ngùng đỏ ửng. Cái tư thế này tương tự các loại, hợp hoan đồ của tà giáo. Pháp tướng của mục thứ tư trong đạo thứ sáu, luân hồi tương, chính là loại, hợp hoan đồ của quái này. Rất nhanh Tân Lâm đã cảm giác thấy khí thức của tiêu phàm dần trở nên trầm trọng, dường như tu luyện loại pháp tướng này rất mất sức. Tình hình này từ lúc Tân Lâm ở bên cạnh tiêu phàm đến nay trong vòng 3-4 năm rất ít gặp phải. Một khi tình hình này xuất hiện Tân Lâm liền biết việc tu luyện của tiêu phàm đã lâm vào tình cảnh nút thắt cổ trai. Tiêu phàm lớn hơn Tân Lâm vài tuổi, Tân Lâm vẫn luôn ở tổng đàn thất diệu cung cho đến khi thành tài mới, xuất sơn. Đợi khi Tân Lâm tới bên cạnh tiêu phàm thì tiêu phàm đã sớm tu luyện đến cảnh giới cực kỳ tinh thâm. Lâm vào tình cảnh nút thắt cổ trai là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà tình hình đêm nay gần như là khác biệt hẳn với trước đây, tiếng thở dốc của tiêu phàm không những không giảm bớt mà ngày càng trầm trọng, sau đó còn biến thành tiếng thở phù phù mạnh mẽ đứng thẳng người ở trên giường gỗ làm sao vậy tân lâm vẫn đang chú ý đến tiêu phàm bỗng kinh ngạc vội vàng thu công rồi nhảy xuống khỏi giường gỗ của mình thân hình loáng một cái đã đến trước mặt tiêu phàm tân nhi đừng tới gần anh tiêu phàm bỗng nhiên trầm giọng quát tân lâm hoảng sợ không nén nổi lùi về phía sau một bước giữa lông mày nháy mắt liền tràn đầy vẻ lo âu chỉ thấy thần sắc của tiêu phàm hiện giờ cực kỳ khác thường ở giữa trán và cổ nổi đầy gân xanh trên mặt toàn là mồ hôi lạnh dưới ánh trăng trong trẻo như nước có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú của tiêu phàm sớm đã đỏ bừng hai con mắt trong suốt sáng rực lên thậm chí toàn thân còn khẽ run rẩy anh làm sao vậy có phải khẩu quyết này có gì không ổn không tân lâm thông minh sắc xảo ngay lập tức liền kịp phản ứng vội vàng hỏi không phải khẩu quyết và pháp tướng đều ổn thỏa em em đứng xa ra một chút đừng có lại gần đây em mùi thơm của cơ thể em. Tiêu phàm nói một câu còn chưa xong liền cứng rắn nén lại, nhưng ngay sau đó hai mắt thậm chí còn hiện lên tơ máu. Rất rõ ràng là mùi thơm xử nữ trên cơ thể Tân Lâm đã tạo thành dụ hoặc cực lớn với tiêu phàm. Tân Lâm bị dọa sợ quả nhiên lại lùi về phía sau thêm hai bước. Cô không sợ tiêu phàm gây bất lợi cho cô, ở chung hơn ba năm cô đã sớm xem mình là người phụ nữ của tiêu phàm. Nhưng lúc này tâm tư của cô lại không đặt ở trên chuyện này, mà cả cõi lòng cô chỉ lo lắng là tiêu phàm làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy. Tiêu phàm hơi thở nặng nề, hạo nhiên chính khí toàn lực vận chuyển, liều mạng áp chế dục niệm trong lòng mình, tay chân không ngừng run rẩy, dường như rất nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc của lý trí, vọt mạnh về phía trước đem đại mỹ nữ thiên kiều bá mị trước mắt ôm vào lòng yêu thương một phen. Hợp hoan quyết này rất phiền phức, anh sắp không thể khống chế rồi tân nhi giúp anh điểm huyệt. Tiêu phàm cắn răng kêu lên, cành cách cả người càng run rẩy kịch liệt. Điểm huyệt, điểm huyệt vị nào? Tân Lâm có chút rối loạn, dù ngày thường cô có bình tĩnh như thế nào đi nữa thì đến lúc này quan tâm quá cũng sẽ loạn. Điểm hai huyệt Thiên trung và khí hải, ngăn cản, ngăn cản chân lực của anh phát ra ngoài động tác phải nhanh. Tiêu Phàm cắn răng quát khẽ nói. Được. Trong lúc này Tân Lâm cũng không kịp suy nghĩ lại, thân thể nhỏ nhắn mềm mại lướt về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải hợp lại nhanh như chớp điểm vào huyệt thiên trung của tiêu phàm. Trong bảy đại tuyệt kỹ của thất diệu cung thì thuật điểm huyệt đứng hàng đầu, đương nhiên là không đơn giản. Luyện đến tinh thâm thì trong thiên hạ không người nào không thể khống chế được. Hai ngón tay nhỏ của tân lâm vừa điểm vào huyệt thiên trung của tiêu phàm, tiêu phàm cả người liền chấn động. Tân lâm không nói hai lời, cánh tay vừa nhấc hai ngón tay liền chuyển hướng đến huyệt khí hải của tiêu phàm. Đúng vào lúc này thì dị biến xảy ra. Tiêu phàm vừa nhấc tay, động tác so với tân lâm càng nhanh hơn năm ngón tay như móc câu trước khi ngón tay tân lâm chạm vào huyệt khí hải của tiêu phàm thì cổ tay tinh xảo trắng nõn của cô đã bị tiêu phàm bắt lấy tân lâm thét một tiếng kinh hãi chỉ cảm thấy một cố kinh lực vô cùng cường đại như thủy triều vỡ đê tràn vào trong kinh mạch cổ tay mình trong khoảnh khắc nửa người tân lâm liền chết lặng sau đó cả người bị cánh tay hữu lực của tiêu phàm kéo vào trong lòng tiêu phàm lập tức cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô tân lâm chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội cả người mềm nhũn, đến một chút sức phản kháng cũng không có. Nhưng sâu trong tiềm thức Tân Lâm tự nói với mình, nhất định phải phản kháng. Trong tình hình này cùng Tiêu Phàm hợp thành một thể hậu quả thật khó dự liệu. Nếu không có hại với Tiêu Phàm thì cũng được, vạn nhất có điều gì không ổn thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Mà giờ phút này kinh lực của Tiêu Phàm lại lớn quá mức bình thường, hạo nhiên chính khí lay động mà ra, giống như vật hữu hình bình thường bao lấy toàn thân Tân Lâm, nơi khí hải đan điền ngưng kết thành băng toàn bộ nội lực đều bị bản mệnh chân nguyên của tiêu phàm cưỡng chế, một chút cũng không thể động đậy được. Tân Lâm không hề nghĩ ngợi mở miệng liền hung hăng cắn đầu lưới của tiêu phàm một cái. Cùng lúc đó cửa căn mật thất bị người đẩy ra, hai bóng người thon thả xông vào, lập tức đèn trong phòng sáng lên. Bị ký bản quyền tê ý bản quyền bất thình lình khiến cho tiêu phàm ngẩn ra một lát, Tân Lâm ra sức giấy ruộ thoát khỏi đôi tay giống như kìm sắt của tiêu phàm. Mau, huyệt khí hải, tiêu phàm một tiếng quát trói tai. Tân lâm giống như phản xạ có điều kiện trở tay một ngón điểm vào đúng huyệt khí hải của tiêu phàm. Tiêu phàm cả người chấn động, khí tức cuồng bạo đã thu lại nhiều so với vừa rồi, lúc này mới cắn chặt răng ngồi xuống nỗ lực điều hòa hô hấp. Tân lâm nhảy xuống khỏi giường lùi đến cạnh cửa, nhìn chăm chú về phía tiêu phàm, vẻ mặt đầy lo lắng còn mơ hồ sen lẫn một tia hoảng sợ. Chính mình rõ ràng đã điểm chúng vào huyệt thiên trung và huyệt khí hải của hắn, không ngờ lại không thể khống chế tiêu phàm hoàn toàn, mà chỉ có thể làm cho khí tức của hắn nguyễn cưỡng bị áp chế ở một mức độ nhất định. Thuật điểm huyệt là một trong bảy đại tuyệt kỹ của thất diệu cung thế mà lúc đối diện với tiêu phàm lại mất đi tác dụng. Chị Tân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thời khắc mấu chốt vừa rồi xông vào chính là Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên rồi. Hai người cũng thời khắc chú ý đến tình hình bên này, chỉ cần có gì không đúng thì hai người sẽ đồng thời chạy đến, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy một màn ký bản quyền tê ý bản quyền, như vậy. Tân Lâm ngày bình thường vô cùng đoan trang mà giờ phút này quần áo không chỉnh tề, đầu tóc tán loạn, một bờ vai lộ ra bên ngoài, bộ ngực nhu mỹ phập phồng, vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, vừa kiều vừa thẹn, hương diễm vô cùng. Quyền thiên thiên chỉ cảm thấy một cỗ ghen tuông sinh ra, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì bất chắc, ai biết bọn họ lại đang làm cái này cũng quá không chú ý đi. Hàng răng trắng như vỏ sò của Tân Lâm cắn chặt lấy làn môi dưới tươi đẹp, một lúc sau mới buồn bực nói, anh ấy luyện công xảy ra vấn đề. Anh ấy luyện công xảy ra vấn đề, không thể nào, anh ấy lợi hại như vậy. Uyển Thiên Thiên còn có chút bán tín bán nghi. Tân Lâm không nhịn được hung hăng chừng mắt nhìn cô, Uyển Thiên Thiên cũng cắn môi nghiêng đầu đi. Kỳ thực vừa rồi Tân Lâm điểm huyệt khí hải của tiêu phàm cô cũng đã nhìn thấy, cũng biết tình hình chỉ sợ không như mình tưởng tượng. Hai người họ nếu thật sự, Hồ Thiên Hồ Đế tuyệt đối sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phòng bí mật trong chỉ thủy quan này rất nhiều, còn có cả phòng ngầm bên dưới. Thiên Thiên, Đường Huyên lôi kéo ống tay áo của Thiên Thiên, hạ giọng kêu một tiếng. Không nhìn thấy Tân Lâm lúc này vừa vội vừa thẹn sao, đừng có làm cô ấy nóng nảy, đến lúc đó không dễ thu cục đâu. Tân Lâm không so đo với cô, ánh mắt sáng ngời chỉ chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Cũng may tiêu phàm không có xảy ra thêm tình huống gì, khoanh chân ngồi xuống chậm rãi điều hòa hô hấp, nhẹ nhàng thở ra, một hơi đôi mắt mới chậm rãi mở ra, ánh mắt trong suốt, linh đài thanh minh. Nhưng khi ánh mắt đối diện với ba mỹ nữ, tiêu chân nhân vẫn có một chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói tân nhi, xin lỗi. Anh có sao không, tân lâm không đáp, lập tức hỏi. Hiện tại không sao rồi, hợp hoàn thức của đạo thứ sáu đúng là có chút phiền toái đem, tu la đạo, liệt ra tại đạo thứ sáu của luân hồi cảnh quả nhiên là không giống bình thường. Tiêu phàm lắc đầu thở dài nói, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Tiêu phàm, hợp hoan thức này có gì phiền phức? Tu la đạo, là cái gì? Uyển thiên thiên vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ở bên cạnh tiêu phàm lâu như vậy, tiểu nha đầu miến cứng cũng biết được luân hồi tương là cái gì, nhưng tu la đạo là cái gì thì cô không rõ. Nhưng, hợp hoan thức của tu la đạo này cư nhiên có thể làm cho nam nhân tính tình đại biến lại làm cho uyển đại đương ra đặc biệt chú ý. Tiêu phàm chừng mắt nhìn cô, cũng không thèm để ý tới chỉ là phối hợp nói, Atula ở giữa khoảng thiện ác, một ý nghĩ là thiện một ý nghĩ là ác làm thế nào mới có thể chặt đứt ảo giác của, tu la cảnh, này loại thái độ này của tiêu phàm làm tiểu nha đầu khó chịu, hư một tiếng nói tôi biết tại sao lại như thế rồi. Anh không phải là do luyện công bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vậy cũng không có vấn đề, không phải là muốn cái kia hay sao vấn đề này cũng không phải không có cách giải quyết nói xong ánh mắt của tiểu nha đầu đảo qua trên người tân lâm và đường huyên tiêu chân nhân nếu anh quả thực chống đỡ không nổi cũng không sao chúng tôi giúp anh chống đỡ tôi cũng thật không tin là chúng tôi hợp lại cũng không chống đỡ được anh cứ việc phóng ngựa lại đây lần này tân lâm và đường huyên cùng quay đầu lại nhìn ánh mắt của tân lâm vẫn hung dữ như cũ mà đường huyên lại cười như không cười mang theo ba phần thẹn thùng. Cũng không biết trong đầu của Uyển Thiên Thiên còn chứa bao nhiêu ý niệm cổ quái. Nhìn tôi làm gì, tôi rất nghiêm túc. Uyển Thiên Thiên có chút khó chịu, ngạnh cổ hầm hừ nói. Tôi không biết thuật pháp được tu luyện như thế nào, nhưng tôi biết anh đang ở thời điểm quan trọng. Lão Diêm kia không phải nguyền rủa anh sao? Chỉ cần giúp anh luyện thành tu la đạo thì so với cái gì cũng mạnh. Chị Tân, lẽ nào chị không nghĩ như vậy sao? Tân lâm nhẹ, hừ, một tiếng, bĩu môi nhưng cũng không mở miệng phản bác. Tiêu phàm lại lắc đầu liên tục, giờ khóc giờ cười. chương 339, Cảnh sát hình sự quốc tế khách sạn Tứ Hải của thủ đô, đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng. Đúng vào thời gian dùng cơm, đại sảnh khách sạn người đông như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt. Khách sạn Tứ Hải là khách sạn ngoại giao, một trong những khách sạn năm sao của thủ đô, cũng rất nổi danh. Biển hiệu đã cũ, các loại thiết bị dụng cụ tương đối đầy đủ còn kèm theo cả một câu lạc bộ thể hình quy mô lớn, rất hợp với khẩu vị của người nước ngoài. Trong giai đoạn hiện tại, không cần nói đến khách sạn 5 sao mà chỉ cần là khách sạn cấp sao ở trong nội thành thủ đô đều đón tiếp khách nước ngoài. Tuy nhiên treo biển khách sạn ngoại giao lại có một chút khác biệt, không chỉ phải làm hồ sơ đăng ký với các cơ quan có liên quan, mà khách sạn còn là địa điểm chuyên tiếp đãi một số đơn vị ngoại giao đã đặt trước. Đây không phải là lần đầu tiên tiêu phàm đến khách sạn Tứ Hải, khách sạn chuyên tiếp đãi cục tôn giáo được đặt trước tuy không phải là khách sạn Tứ Hải, nhưng Bộ Ngoại giao quốc gia tiếp đãi những vị lãnh đạo tôn giáo nước ngoài cực kỳ tôn quý không chỉ một lần, cục tôn giáo tự nhiên cũng phải phái người đi cùng. Trưởng phòng tiêu tuy rằng chỉ có cái danh ở trong cục tôn giáo, nhưng đại bộ phận các hoạt động ngoại giao trọng yếu thì người phụ trách cục tôn giáo đều mời tiêu phàm tham gia. Trong thời khắc mấu chốt thì tấm biển lớn tiêu ra rất hữu dụng nhưng hôm nay tiêu nhất thiếu xuất hiện ở khách sạn tứ hải là vì việc riêng chứ không phải vì việc công tiêu phàm lẳng lặng ngồi trên sofa trong đại sảnh khách sạn tứ hải ung dung xem các văn kiện trong tay không có một chút nôn nóng vội vàng ngược lại trần dương ngồi bên cạnh hắn thì có chút mất kiên nhẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh tiêu trưởng phòng hôm nay là nhận lời mời của trần dương mà đến mấy phần tư liệu trong tay hắn toàn bộ đều là có liên quan đến người đông doanh đảo quốc người nhật bản đương nhiên tư liệu tương đối đơn giản không có gì phức tạp. Bởi vì Trần Dương cũng chỉ có thể làm được những tư liệu đơn giản như vậy. Trần Dương nói cho Tiêu Phàm biết những người đông doanh này đều là thám tử của Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế Trung tâm của Đông Đảo Quốc. Trước đó không lâu vì vụ án của một phần tử tội phạm khủng bố quốc tế, theo lời mời của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Cục Trung tâm Đông Đảo Quốc điều một vài thám tử đến Hoa Hạ Quốc nay gọi là Trung Quốc Hiệp trợ Đồng sự Hoa Hạ Quốc phá án hiện tại vụ án cũng được phá thì những thám tử đông doanh này cũng phải trở về nước. Những người đồng sự phụ trách vụ án của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Hoa Hà Quốc liền tổ chức tiệc rượu tại khách sạn Tứ Hải để thiết đãi các vị thám tử đông doanh đó, cũng coi như là hợp với lễ nghĩa. Nhưng Trần Dương nói với Tiêu Phàm rằng tổ chức tiệc rượu thiết đãi này chẳng qua là do bất đắc dĩ. Ăn cơm không phải là quan trọng, mà luận bàn sau khi ăn mới là trọng điểm. Theo như lời Trần Dương nói thì mấy người từ đông đảo quốc đến này không đơn giản, tên nào tên nấy đều thân thủ rất cao. Trong đó một cao thủ judo bát đẳng mà chỉ là người theo sau bọn họ. Chính vì như vậy mà những tên này rất kiêu ngạo, đừng nhìn bọn họ lúc tiếp xúc với đồng sự hoa hạ luôn cúi người chào hỏi, nho nhã lễ độ, cái kiêu ngạo đó là từ trong xương tủy phát ra, là ai cũng có thể cảm nhận được. Tiểu quỷ kiêu ngạo vô cùng. Đây là câu mở đầu khi Trần Dương và Tiêu Phàm nói chuyện điện thoại. Trần Dương nói với tiêu phàm một tên tiểu quỷ thậm chí còn nói kiếm đạo chính tông là ở đông doanh đảo quốc, kiếm đạo của hoa hạ đều là học của bọn họ, là khiển đường sử của bọn họ đem kiếm đạo đến trung thổ, đường đao đều là phỏng chế của đông doanh đao. Đây không phải nói hưu nói vượn sao, luận về kiếm đạo, chúng ta là tổ tông của bọn họ. Trần Dương ở đầu bên kia điện thoại, hầm hừ la ầm lên. Tiểu quỷ vô lễ như thế, mấy người Tần Dương bọn họ cũng không phải là ăn chay, làm sao mà nhịn được lập tức liền nói lại tiểu quỷ mọi người càng nói càng căng thẳng cuối cùng tên tiểu quỷ vô cùng kiêu ngạo đó công khai khiêu chiến nói là muốn cùng đồng sự hoa hạ phân cao thấp ai thắng thì người đó nói có đạo lý người nào thua thì phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại về sau không được nói bậy nữa điều này đương nhiên không thể nhẫn nhịn trần dương bọn họ một ngụm liền đáp ứng ước định đêm nay ở võ đường judo trong khách sạn tứ hải quyết thắng thua lúc tiếp nhận khiêu chiến trần dương rất tức giận không có một chút do dự nào. Cảnh quan trần chịu không nổi nhất là cái này, ai dám ở trước mặt cảnh quan trần ra vẻ tinh tướng, cảnh quan trần sẽ đánh cho họ răng rơi đầy đất. Nhưng tiếp nhận kiêu chiến của đám tiểu quỷ này, Trần Dương lại nhiều thêm một cái tâm nhãn. Thực sự Trần Dương cũng cảm nhận được đám tiểu quỷ này không phải là đơn giản. Lãnh tụ vĩ đại đã nói rằng, trên chiến lược phải coi thường kẻ thù, trên chiến thuật thì nhất định phải xem trọng kẻ thù. Trần Dương đã tiếp nhận huấn luyện của tổ chức đặc công, cô biết rất rõ ở trong Đông đảo quốc Judo chuyên nghiệp bát đẳng là khái niệm gì. Cũng có thể nói là trong lĩnh vực Judo, đẳng cấp có thể cao hơn tiểu quỷ này nhiều nhất cũng chỉ có một hai chục người. Mà cao thủ thật sự mạnh hơn Y càng thêm ít, trên cơ bản đều là trình độ đẳng cấp tông sư. Tiểu quỷ đó đáng ghét chính là đáng ghét, nhưng không thể mù quáng khinh thường bọn họ, không bia gì mà kiêu căng nhất định sẽ làm hỏng việc. Không ngờ trong những tên thám tử đông đảo quốc thì tiểu quỷ judo bát đẳng này lại chỉ xếp hạng chót, như vậy có thể thấy được những tên tiểu quỷ còn lại này lợi hại như thế nào? Trần Dương cảm thấy nếu thật sự thi đấu thì chỉ dựa vào mấy đồng sự trong tổ chuyên án này sợ rằng không nắm chắc được phần thắng. Người khác không nói nhưng chính bản thân Trần Dương nếu so chiêu với tên judo bát đẳng, chỉ cần tên tiểu quỷ đó thật sự đạt tiêu chuẩn judo bát đẳng thì tỷ lệ giành phần thắng của Trần Dương cũng không quá 5 phần. Đây còn là do quãng thời gian này cô rất nỗ lực luyện tập hạo nhiên chính khí có được một chút tiến bộ mới có tỷ lệ 5 phần, nếu không thì tỷ lệ giành phần thắng càng thêm thấp. Mấy vị đồng sự của tổ chuyên án khác chỉ có hai người thật sự là đồng sự của Trần Dương, còn mấy người khác Trần Dương cũng không quen thuộc lắm, tuy nhiên có thể lường được họ cũng không phải là cái loại tuyệt thế cao thủ. Trần Dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện thoại cho tiêu phàm. Chỉ cần tiêu phàm đích thân chấn thủ, như vậy thì không cần nói đến judo bát đẳng, cho dù là cửu đẳng thập đẳng, cảnh quan Trần đều không để ở trong lòng. Trần Dương đã giao thủ với Tiêu Phàm, không nói đến có sức trả đòn mà đến cả công phu chống đỡ cũng không có. Trần Dương đã từng nghĩ nếu Tiêu Phàm dùng sức mạnh với cô thì cô cũng không có chút lực để phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kỳ thật Trần Dương cũng từng nghĩ Cầu viện cục 2. Cục 2 ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, nếu thật sự phái một vài tinh anh đỉnh cao đến đây, Trần Dương nghĩ tỷ lệ giành phần thắng sẽ không nhỏ. Nhưng vấn đề là cô chỉ là một tân binh mới tham gia công tác ở Cục 2 chưa lâu, muốn điều động những cao thủ nhất đẳng đến tham gia luận bàn này tuyệt đối là mơ tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cầu viện tiêu phàm càng dễ hơn một ít. Cho dù bị tiêu phàm cự tuyệt, Trần Dương cũng không cảm thấy mất mặt. Khi phụ nữ tôn sùng một người đàn ông thì bất luận người đàn ông đó dùng loại thái độ nào đối xử với cô ấy, cô ấy đều cảm thấy đó là điều đương nhiên, tiêu phàm bản lĩnh như vậy có kiêu ngạo một chút lẽ nào không được sao kẻ mà một chút tính cách cũng không có thường là những kẻ vô dụng ai ngờ tiêu phàm lại thật sự đồng ý đến đây trần dương quả thật vui mừng quá đỗi trong lòng cũng có chút ngọt ngào điều này nói lên cái gì nói rằng tiêu phàm cũng để ý đến cô nói rằng cô ở trong lòng tiêu phàm cũng có phân lượng tuy nhiên sau khi gặp mặt lại làm cho trần dương có chút buồn bực tiêu phàm vừa gặp cô liền bắt đầu xem tài liệu không có nửa câu hỏi han dịu dàng. Bất kể là thế nào thì cô cũng là đối tượng như Vũ Đình tự mình giới thiệu cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng có vẻ không cự tuyệt kết giao với cô. Tiêu Phàm dường như không để ý đến sự buồn bực của cô, rất nghiêm túc xem tài liệu. Liễu Sinh Hùng Tiêu Phàm chậm rãi lật đến trang tài liệu cuối cùng, ánh mắt dừng lại thật lâu ở trên bức ảnh bán thân của một người đông đảo quốc. Tư liệu biểu hiện ra người đông đảo quốc gọi là Liễu Sinh Hùng này năm nay 32 tuổi, chức vụ hiện tại là cảnh thị tổ chức hình sự quốc tế của Cục Trung tâm Đông Đảo Quốc. Tiêu Phàm không hiểu rõ lắm các cấp bậc trong hệ thống cảnh sát ở Đông Đảo Quốc, nhưng cũng biết cảnh thị tương đương với cấp bậc chỉ huy, là sở trưởng của một sở cảnh sát nhỏ, cấp bậc cũng chỉ là cảnh thị. Nhưng thực sự khiến Tiêu Phàm chú ý không phải là cấp bậc quân hàm của Liễu Sinh Hùng, mà là khí độ của người này. Chỉ ở trên tấm ảnh cũng có thể nhìn ra được Liễu Sinh Hùng là một người rất tự tin, cái loại khí độ tự tin ẩn giấu bên trong gần như có ở khắp mọi nơi. Thông thường mà nói thì chỉ có những người có bản lĩnh đặc biệt mới có được loại tự tin như thế này. Liễu Sinh hùng này là người dẫn đầu bọn họ, có thể nói thái độ của y là ôn hòa nhất. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Phàm tập trung rất lâu trên tư liệu của Liễu Sinh hùng, Trần Dương ở một bên liền giải thích vài câu. Y không phải là ôn hòa, y là tự tin. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên đáp người đặc biệt tự tin thái độ biểu hiện bên ngoài ngược lại có lúc lại rất ôn hòa đó không phải là khách khí với bạn mà là không thèm để ý đến bạn bạn ở trong mắt y không là cái gì cả cho nên y cũng lười cho bạn sắc mặt chỉ mỉm cười mà thôi cái gọi là tinh tướng vĩnh viễn là bản thân người ra vẻ tinh tướng và đối tượng để tinh tướng không cách xa nhau lắm ví dụ nói một người bình thường tuyệt đối không ra vẻ tinh tướng trước mặt con kiến Thái độ không thèm nhìn của y đối với con kiến tự nhiên là không cần làm ra vẻ. Thật sao, anh là nói tên tiểu quỷ này mới là người kiêu ngạo nhất. Trần Dương có chút kinh ngạc nói, thân thể nhích lại gần Tiêu Phàm, một cỗ hương thơm xông vào mũi, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một sự mềm mại. Nguyên nhân lại là do Trần Dương không cẩn thận để bộ ngực cao ngất của mình đụng vào cánh tay Tiêu Phàm. Đây thật sự là vô tâm. Con gái ngực lớn thường gặp phải loại tình huống xấu hổ này. Trần Dương đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng không rời thân thể đi, Tiêu Phàm cũng không tiện động đậy, nếu không thì chẳng phải là lộ chân tướng sao? Ừ, Liễu Sinh hùng này, các cô có thể xác định y là cảnh thị hình sự quốc tế không? Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, lúc này hắn không tiện di động thân thể, nhưng cũng phải nói vài câu để phân tán lực chú ý. Không thể, theo tôi đoán thì y tám phần không phải là cảnh thị hình sự quốc tế. Nói tới đây Trần Dương hé miệng cười. Cũng giống như cô cũng không phải là cảnh thị hình sự quốc tế, tham gia phá vụ án này là do ngay lúc đó tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, tạm thời đảm nhiệm người của tổ chức hình sự quốc tế. Bởi vì đủ loại dấu vết cho thấy vụ án khủng bố này không đơn giản. Ngoại trừ Trần Dương tổ chuyên án còn có hai người đến từ Bộ an ninh, cũng giống như Trần Dương, thân phận thực sự của họ là đặc công của Bộ an ninh. Nhóm người đến từ Đông đảo quốc có bao nhiêu người là cảnh thị hình sự quốc tế? bao nhiêu người là nhân viên đặc công thì ai có thể nắm được rõ ràng. Cũng may cuộc luận bàn tối nay không liên quan đến thân phận chức vụ của họ, chỉ có quan hệ với quốc tịch. chương 339, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Những người đông đảo quốc này, bọn họ phối hợp với nhau có ăn ý hay không? Tiêu phàm vỗ nhẹ vài cái lên tư liệu trong tay, trầm ngâm hỏi. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn một lát, vì vậy có thời gian thảo luận với Trần Dương trước khi gặp gỡ đối thủ đầu óc trần dương chuyển động rất nhanh lập tức nói bọn họ phối hợp rất ăn ý anh có phải nghi ngờ bọn họ là một phe nếu phối hợp ăn ý thì khả năng này là rất cao tiêu phàm gật đầu nói trần dương và hai người khác là đồng sự trong bộ an ninh cùng những đồng chí trong tổ chức hình cảnh quốc tế không thể phối hợp ăn ý như vậy lúc trước không quen biết không có kinh nghiệm làm việc với nhau thì đương nhiên là phối hợp không thể ăn ý được trong nước chúng ta khi phá án đều điều động ba đặc công của Bộ an ninh tham gia, có thể thấy mức độ xem trọng vụ án này của cấp cao. Bên Đông đảo quốc phái Nguyên một tổ đặc công đến cũng có thể hiểu được. Các cô ước định tỉ thí như thế nào? Trần Dương lập tức trả lời, còn chưa có ước định cụ thể, chỉ nói là sau khi ăn cơm tối mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Dù sao thì mọi người cũng đều là người văn minh. Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói, cuộc luận bàn này các cô vẫn là chính tôi chỉ ở bên cạnh xem, nêu ra chút ý kiến. bất kể nói thế nào thì tiêu phàm cũng là người ngoài, mấy tên tiểu quỷ bọn họ cũng không có nhờ người khác giúp đỡ. hắn đứng bên cạnh xem rồi cho ít ý kiến thì còn được, nếu thật sự để hắn tham gia thì không khỏi có phần không ổn rồi. để mặt mũi cảnh sát bộ an ninh bọn họ đi đâu? được, tôi cũng nghĩ như thế nhưng mà trong thời khắc mấu chốt anh cũng không thể chỉ đứng xem a. À. trần dương gật đầu đáp ứng liếc nhìn tiêu phàm lại bổ sung thêm một câu tiêu phàm từ chối cho ý kiến hỏi tư liệu của những người bên chúng ta đâu a à, tôi không có chuẩn bị trần dương hơi sững sờ tiêu phàm không khỏi lắc đầu nói bỏ đi đợi lát nữa cũng sẽ gặp được người đúng nha anh yên tâm đi cũng không phải là bọn gà mờ ừ tiêu phàm gật đầu đưa tài liệu trong tay trả lại cho trần dương cách thời gian hẹn không xa những người khác lập tức cũng đến rồi. Ai, tôi tôi lát nữa giới thiệu với bọn họ, anh anh là bạn trai của tôi a. À? Trần Dương đem tài liệu cất vào cặp công vụ mang theo bên người, cắn môi trần chờ nói, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trướng đến đỏ bừng, trái tim thình thịch đập loạn, không dám nhìn tiêu phàm. Thấy tiêu phàm không nói gì Trần Dương càng thêm lo lắng, vội vàng nói anh, anh đừng hiểu lầm, chính là tìm một lý do nói là bạn trai của mình cùng đến ăn một bữa cơm chắc là được đi bằng không nói như thế nào chẳng lẽ nói tiêu phàm là người được họ mời tới để giúp đỡ không thể mất mặt như vậy được tiêu phàm khẽ mỉm cười trần dương lập tức thở phào một hơi sau đó lại nhịn không được chừng mắt nhìn tiêu phàm dùng thanh âm cực thấp nói thầm một câu đắc chí khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên đỏ hồng cảnh quan trần từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo như thế nào từ trung học cơ sở bắt đầu đã là nữ thần trong mộng của rất nhiều nam sinh cho dù là trong cục hai bộ an ninh được xưng là nghiêm khắc thì nam đồng sự cũng là cương triều cô không dám chậm trễ hiện giờ lưu lạc đến đây muốn giả mạo bạn gái cũng cần phải được cho phép sợ người ta không vui coi người này đắc chí kia tiêu phàm chỉ là mỉm cười cũng không để ý đến ủy khuất trong lòng của tiểu cô nương trong thời gian này kinh nghiệm tiếp xúc với các cô gái của tiêu chân nhân so với lúc trước đã tăng lên vài phần nhưng cũng không thể nói là phong phú tiêu chân nhân sau nhiều lần suy nghĩ tinh tế thấu đáo tổng kết ra một kinh nghiệm ngàn vạn lần không được chọc giận họ bạn cùng các cô gái nói càng nhiều giải thích càng nhiều càng hỏng việc còn không bằng giả vờ lạnh lùng vừa có thể giấu rốt vừa có thể khiến cho các cô gái như lọt vào sương mù nhìn không rõ suy nghĩ thật trong lòng bạn cái này có thể so sánh với đánh giặc kẻ địch không rõ bố trí binh lực của bạn nhất định sẽ không chủ động tiến công. Trần Dương chấp chấp mắt, đang suy nghĩ phải làm như thế nào để ký bản quyền tê ý bản quyền một chút cái tên đang đắc chí này thì ngón tay tiêu phàm đã duỗi ra đặt trên kinh mạch ở cổ tay cô. Trần Dương vừa ý thức được tiêu phàm đang điều tra mức độ dụng công của cô, thì một cỗ kinh lực mạnh mẽ xuyên thấu qua huyệt nội quan của cô tràn vào. Trần Dương không hề nghĩ ngợi, đan điền nóng lên, một cỗ nội thức trào ra tiếp đón kinh lực mạnh mẽ đó nhưng trong giây lát đó hai cố kình lực ngay tại trên vai của Trần Dương nhẹ nhàng va chạm, nội lực của Trần Dương như thủy triều đánh lên bờ đê vô cùng chắc chắn rồi đột nhiên lui lại phía sau. Cố kình lực từ ngoài tới này gắt gao cắn lên, thuận theo kinh mạch trong cơ thể cô cuồn cuộn hướng về đan điền. Trần Dương chấn động, không chút sau so dự lại đề khí đem tất cả nội lực trong thời gian này khổ luyện bước ra, liều mạng ngăn cản trần dương cũng biết là cuối cùng cũng ngăn không được nhưng có thể ngăn được bao lâu sẽ liên quan đến sự đánh giá của tiêu phàm cho thời gian dụng công này của cô trần dương không muốn bị phê bình người này căn bản đã quá đắc chí rồi hai cố kình lược ở cách đàn điền của trần phương không xa bất phân thắng bại lúc tiến lúc lui rằng co nhau trần dương chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên từng đợt một cỗ cảm giác tê tê dần dần lan tràn ra khắp thân trên sống mũi thẳng bất giác dịn ra một ít mồ hôi thậm chí ngay cả a xích ma viết thường lót mềm mại cũng bị mồ hôi thấm ướt. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dương đỏ bừng, lúc sắp chống đỡ không được nữa thì cố kình lực mãnh liệt này đột nhiên biến mất. Trần Dương thở ra một hơi, thời điểm đang muốn chừng mắt với tiêu phàm rồi cằn nhằn với hắn vài câu thì tiêu phàm đã đứng lên mỉm cười chào hỏi người khác. Chào gì nhiêu? Trần Dương chấn động, vừa rồi chỉ lo toàn lực chống đỡ nội lực của tiêu phàm lại không phát hiện ra nhiều vũ đình và một vị trung niên mỹ phụ khác đã đứng trước mặt mình nhất thời mặt đỏ tai hồng vội vàng đứng dậy hai tay xoắn lấy tay áo ngượng ngùng vô cùng Dì nhiêu mẹ hai người sao lại tới đây chuyên cua tui đốt nét lần này lại đến lượt tiêu phàm bị dọa một trận không ngờ vị trung niên mỹ phụ cùng đến với nhiều vũ đình lại là mẹ của trần dương vị trung niên mỹ phụ này nhìn qua khoảng 40 tuổi theo tuổi của Trần Dương mà suy nghĩ thì tuổi thực của mẹ cô khẳng định không chỉ 40 tuổi, chỉ là do bảo dưỡng rất tốt nên trẻ hơn so với tuổi thực vài tuổi. Vị trung niên Mỹ phụ này mặc một bộ váy công sở, mái tóc ngắn tháo phát nhanh nhẹn, trang điểm rất nhẹ, cả người hiện lên vô cùng có sức sống, khí chất tao nhã, vừa nhìn đã biết là người chi thức nữ tính rất có giáo dưỡng. Nhiều vũ đình đã từng đề cập với tiêu phàm về mẹ của Trần Dương là chỗ thân thiết với cô đang đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp cục trong Ủy ban Trung ương Quốc gia nào đó. Nhiều vũ đình đưa mắt đánh giá Tiêu Phàm và Trần Dương, cười khanh khách nói, tố tố, xem lời cháu nói này, khách sạn Tứ Hải này là do cháu mở, ta và mẹ cháu không thể đến được mà chỉ cho phép những người trẻ tuổi đến đây hẹn hò sao. Không phải đâu gì nhiêu, cháu. Trần Dương không kịp chuẩn bị, lắp ba lắp bập, khuôn mặt đỏ thấm. Ở trước mặt đồng sự và đám tiểu quỷ, giả mạo, bạn gái của Tiêu Phàm là một chuyện, bị mẹ và nhiêu vũ đình, bắt tại trận lại là một chuyện khác. Cảnh quan Trần bị đánh trở tay không kịp, tình hình của tiêu chân nhân cũng chẳng tốt gì hơn, khuôn mặt phiếm hồng, ngượng ngùng cười một cái, chào hỏi mẹ Trần Dương, chào cô. Nhìn qua thì Trần Dương và mẹ cũng không giống nhau lắm, trên ngũ quan chỉ có hình dáng lông mày là có điểm giống, phỏng trừng diện mạo của Trần Dương là di truyền từ bố. Nhiều vũ đình chiêu Trần Dương một câu mới giới thiệu cho vị trung niên Mỹ phụ bên cạnh, vụ trưởng đàm, đây là tiêu phàm, đại công tử của bộ trưởng tiêu trạm. Nhìn thấy vẻ mặt của tiêu phàm sau khi nhìn thấy trung niên Mỹ Phụ, nhiều vũ đình liền đoán được tiêu phàm vẫn chưa đến nhà Trần Dương thăm hỏi. Không biết hai người bọn họ về sau phát triển như thế nào nên lời giới thiệu của Nhiêu Vũ Đình cũng hết sức quy củ, thu hồi lại nụ cười chiêu chọc Trần Dương. Muốn để cô bé tự mình tuyên bố cô là bạn gái của Tiêu Phàm. Tuy nói cô bé nói hưu nói vượn không thể nghe theo, Trung Quy cũng để lại bóng ma trong lòng của Nhiêu Vũ Đình. Cô bé hiện tại hãy còn nhỏ, muốn trưởng thành cũng không quá khó, nháy mắt đã đến tuổi bàn luận hôn sự. Sau khi Phương do Mỹ lên đại học vẫn tuyên bố như vậy, nhiều vũ đình liền không thể không nghiêm túc với vấn đề này rồi. Tiêu Phàm đây là vụ trưởng đàm khuê danh là Đàm Hiên, đang công tác tại Bộ Thương mại, là mẹ của Trần Dương. Đàm Hiên mỉm cười chủ động vươn tay hướng Tiêu Phàm chào cậu, trưởng phòng tiêu. Chào cô, vụ trưởng đàm. Tiêu Phàm vẫn theo thói quen cũ khi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Đàm Hiên thì ngón trỏ tự nhiên đặt lên mạch cổ tay của Đàm Hiên, một cỗ nội tức khó có thể phát hiện không một tiếng động thăm dò vào thể nội của Đàm Hiên. Tuy nhiên chẳng mấy chốc trong mắt Tiêu Phàm lướt qua một tia kinh ngạc. Cỗ nội tức thâm nhập vào cơ thể của Đàm Hiên không gặp phải bất cứ trở ngại gì, nhanh chóng tuần hành một lượt rồi lại vô thanh vô tức trở về cơ thể của Tiêu Phàm. Chính cái loại không có chút trở ngại nào này khiến cho Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên. Bình thường mà nói nếu đối phương là người luyện võ thì cho dù không cảm giác được cỗ nội thức rình dập này, nhưng nội tức của bản thân tu luyện được cũng sẽ tự động hộ chủ, tiến hành ngăn trở cỗ nội tức từ bên ngoài vào này. Nếu đối phương là người bình thường không có căn cơ nội lực, bởi vì kinh mạch của người bình thường không được thông thuận cũng sẽ làm cho cỗ nội lực từ bên ngoài này không thể xuôn sẻ thâm nhập vào. Mà hiện tại nội tức của hắn ở trong cơ thể Đàm Hiên đi thẳng một vòng không gặp bất cứ trở ngại nào ít nhất có thể chứng minh kinh mạch toàn thân của Đàm Hiên hoàn toàn thông thuận, không giống với người bình thường. Rồi lại không phát hiện được bất cứ ý định ngăn trở nào, đến Tiêu Phàm cũng không thể xác định được Đàm Hiên có phải là người tu luyện không nữa. Tình hình này Tiêu Phàm trước đây cũng hiếm khi gặp phải. Đàm Hiên tựa hồ không hề cảm nhận được, mỉm cười nhìn Tiêu Phàm, nhẹ nhàng thu lại bàn tay của mình. Tiêu Phàm lại cảm nhận được ánh mắt Đàm Hiên nhìn hắn có chút bất đồng. Chỉ là biến hóa này rất nhỏ nếu không phải giác quan thứ sáu của tiêu phàm rất nhạy bén thì thật sự không nhận thấy được. Thậm chí tiêu phàm còn hoài nghi không biết có phải mình cảm nhận sai rồi hay không. Trên thực tế ánh mắt của đàm hiên với vừa rồi cũng không có gì khác nhau. chương 340, vua đấu vật. Tô tố, không phải khoảng thời gian này con bận lắm hả? Đều đã mấy ngày không ở nhà rồi, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến khách sạn ăn cơm? Sau khi đàm hiên bắt tay với tiêu phàm cũng không có tiếp tục chăm chăm để ý tới trưởng phòng tiêu mà mỉm cười nói chuyện với con gái. Trần Dương vặn vẹo thân mình mang theo một chút làm nũng nói, "Mẹ, công việc có bận hơn nữa thì cũng phải có thời gian để thư giãn chứ." "Mẹ và dì nhiều đều là cán bộ lãnh đạo, công việc bận hơn con nhiều, còn không phải muốn tới khách sạn thư giãn một chút sao?" "Ơ, ờ, nói như thế là mẹ không nên hỏi rồi. Được, người trẻ tuổi các con có thế giới của riêng mình, mẹ sẽ không quấy rầy nữa." Các con tiếp tục Đàm Hiên khẽ mỉm cười nói, nhìn qua hết sức thông suốt. Nhiều vũ đình hé miệng cười nói, đúng vậy A à, vụ trưởng đàm, chúng ta không nên ở đây để người khác ghét. Trần Dương vội vàng kêu lên, gì nhiêu, con không dám nói như vậy. Miệng nói không dám nhưng trong đầu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều vũ đình cười nói. Trần Dương cười hì hì nói, gì nhiêu, dù sao nói trong lòng thì gì cũng không nghe được, không thể làm chứng cứ phạm tội. Ơ, ờ, cùng gì nhiêu xử lý vụ án tại đây, còn chứng cứ tội phạm nữa. Trần Dương liền tươi cười, có thể nhìn ra được cô và nhiêu Vũ Đinh rất quen thân. Được rồi, các con làm việc của mình đi, trưởng phòng tiêu có thời gian đến nhà chơi. Đàm Hiên trước sau vẫn khách khí với tiêu phàm. Vâng, phụ trưởng đàm. Tiêu phàm cũng rất là quy củ. Đợi hai vị trưởng bối vào trong thang máy, Trần Dương lại có chút không vui, chừng mắt nhìn tiêu phàm làm nhảm, vụ trưởng đàm, vụ trưởng đàm, gọi một tiếng cô thì có làm sao chứ? Làm bẽ mặt cậu sao? Hừ, Trần Dương cũng biết là tiêu phàm tuân theo phép tắc, nhưng một bên là, gì nhiêu, một bên là, vụ trưởng đàm, nghe thế nào cũng thấy xa lạ. Tiêu phàm thản nhiên cười, hỏi ngược lại, tố tố, mẹ cô lúc trước vẫn luôn công tác ở bộ ngoại sự sao? Từ xưa tới nay, mậu dịch đối ngoại của nước ta không chỉ có một lỗ hổng. Ủy ban Kinh tế Thương mại và Ủy ban Ngoại thương của quốc gia đều có cơ cấu và công năng mậu dịch đối ngoại, ngoài ra còn có một số bộ ngoại sự cũng có chức trách công tác như vậy. Các cơ cấu và bộ ngành này đều có đường dây của mình, nhưng ở giữa có không ít liên hệ nằm ngang, việc điều động cán bộ qua lại cũng không hiếm thấy. Đúng vậy, mẹ tôi chính là chuyên gia đàm phán. Rất nhiều cuộc đàm phán mậu dịch đối ngoại bà đều tham gia đấy. Chuyên gia đàm phán, ừ, tiêu phàm như thoáng có chút suy nghĩ gật đầu. Ai, anh có ý gì? Cha hộ khẩu của tôi sao?" Trần Dương chu miệng lên. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Trần Dương vừa định nói thêm gì đó, bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói, "Bọn họ đến rồi." Tiêu Phàm nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang từ ngoài cửa lớn đi vào. Hai người đàn ông này, một người chưa đến 30 tuổi, chắc khoảng 27 đến 28, vóc dáng cao, thân hình tương đối rắn giỏi, tay vượn eo ong, bước chân nhẹ nhàng làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này thân thủ khá linh hoạt. Ánh mắt của Tiêu Phàm dừng lại trên cánh tay phải của gã thêm một vài giây. Người đàn ông này cánh tay phải dài hơn cánh tay trái một chút. Mặc dù gã cố ý che giấu đặc điểm này, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Phàm. Còn một người đàn ông khác thì khoảng hơn 30 tuổi lại có dáng người ngũ đoạn, vô cùng khỏe mạnh. Ánh mắt của Tiêu Phàm lần này lại dừng lại giữa eo của gã nhìn thêm vài lần. Rất rõ ràng công phu hạ thân của người này rất vững chắc. Hạ thân vững chắc ngoại trừ lực ở hai chân mạnh mẽ mà lực ở vùng eo cũng rất quan trọng. Thừa thượng Khải hạ, chỉ là hạ thân vững chắc chứ không phải bao gồm cả lực công kích. Cao thủ thực sự có thể đem lực lớn ở chân xuyên qua phần eo bạo phát ra. Không thể nghi ngờ vị đồng sự trẻ tuổi của Trần Dương có đầy đủ năng lực như vậy. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua nhưng Tiêu Phàm cũng có thể biết được hai người đàn ông trẻ tuổi này mức độ tinh thông võ thuật truyền thống còn trên cả Trần Dương. Trước kia Trần Dương cũng từng nói với Tiêu Phàm, cục hai của cô có rất nhiều cao thủ tinh thông võ thuật truyền thống. Đây cũng là điểm khác biệt của nhân viên an ninh Hoa Hạ quốc với nhân viên đặc công ở các quốc gia khác. Đặc công tinh anh của Hoa Hạ quốc không những tinh thông các kỹ xảo đánh nhau quyết liệt hiện đại mà còn chuyên sâu vào võ thuật cổ truyền Hoa Hạ, là điểm mà các nhân viên đặc công của quốc gia khác khó có thể so sánh. Tương tự mà nói nhân viên đặc công của Đông đảo quốc cũng có đặc điểm tương tự. Ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, của Đông doanh, judo, kiếm đạo và côn thuật cũng coi như được lưu truyền lâu đời, có nét độc đáo riêng. Hai người đàn ông trẻ tuổi liếc mắt đã thấy được Trần Dương và Tiêu Phàm ở bên cạnh cô, trên mặt lướt qua một chút dị sắc bước nhanh tới. Người đàn ông tương đối cao cười nói, "Trần Dương, cô rất tích cực nha, còn đến sớm hơn bọn tôi nữa." Vị này là tôi giới thiệu cho mọi người a, à, đây là Tiêu Phàm, tôi bạn của tôi, làm việc tại cục tôn giáo Tiêu Phàm, hai người này là đồng sự của tôi. Người này là Quách Tử Đình, người này là Lý Thành Giang. Quách Tử Đình là người có dáng người cao, còn Lý Thành Giang là người có thân hình mũ đoạn tương đối cường tráng. Nghe Trần Dương giới thiệu Quách Tử Đình và Lý Thành Giang càng thêm nghi hoặc. Theo ý tứ này thì đây là bạn trai của Trần Dương a. À. Cho dù Trần Dương giấu giếm không nói rõ nhưng ánh mắt của hai người này là loại nào chứ, làm sao có thể nhìn không ra. Nếu nói là một cuộc tụ hội của đồng sự bình thường thì Trần Dương mang bạn trai tới giới thiệu cũng không có việc gì, vô cùng bình thường. Mấu chốt là cuộc tụ hội tối hôm nay lại không hề bình thường, là muốn quyết sống mái, với đám tiểu quỷ chứ không phải chỉ là mời khách ăn cơm bình thường, Trần Dương cũng mang bạn trai đến là có ý gì? Với cái bộ dạng nho nhã da trắng thịt mềm, sắc mặt tái nhợt này, vừa nhìn đã biết là cái dạng học sinh ngoan ngoãn không sợ sẽ hù dọa hắn sao xin chào xin chào tiêu tiên sinh quách tử đình tuổi còn nhỏ tính cách cũng tương đối hoạt bát cho dù trong lòng không cho là vậy nhưng vẫn lập tức đưa tay ra cho tiêu phàm cười đến vô cùng thoải mái tiêu tiên sinh làm việc ở cục tôn giáo a quách tử đình một bên bắt tay tiêu phàm một bên cười hỏi tựa hồ đối với việc tiêu phàm làm ở cục tôn giáo rất tò mò cũng không biết vô tình hay cố ý mà trên cánh tay tăng thêm vài phần khí lực Cánh tay phải của gã dài hơn cánh tay trái một chút, lòng bàn tay cũng dày kín các vết chai, chỉ cần nắm tay là có thể cảm nhận được cánh tay này đã trải qua nhiều năm rèn luyện, quen nắm khí cụ. Nhưng mấy phần khí lực gã thêm vào này lại giống như cắt bỏ biển, không có chút tin tức nào, dường như bàn tay mềm mại của tiêu phàm sinh ra đã có lực hút, đem toàn bộ khí lực của gã đều hút vào trong. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dương Nghiêm lại nói, tiểu quách, anh là có ý gì, làm ở cục tôn giáo không được sao? luận tuổi tác trần dương còn nhỏ hơn quách tử đình vài tuổi lại gọi người ta là tiểu quách có lẽ đây là cách gọi tục danh mà giữa đồng sự bọn họ quy định quách tử đình cười ha hả nói được như thế nào không được chứ tôi cũng không nói hắn không được nói xong liền thả tay ra nghe giọng nói có chút âm dương quái khí trần dương không vui nhưng vẫn giới thiệu với tiêu phàm tiêu phàm quách tử đình tinh thông kiếm pháp là truyền nhân của thái cực kiếm trần thị nếu đêm nay muốn đọ sức với đám tiểu quỷ cố ý mời tiêu phàm đến làm huấn luyện viên thì cũng nên giới thiệu một chút về sở trường của mấy vị đồng sự này nếu không sẽ làm khó cho huấn luyện viên rồi ha ha trần dương cô cũng đừng khoa trương tôi quá tôi cũng chỉ luyện chơi thôi sao có thể nói hai chữ tinh thông thế nào tiêu tiên sinh cũng là người trong đồng đạo thích thái cực kiếm quách tử đình miệng nói rất khiêm tốn nhưng trên mặt lại không nhịn được lộ ra vài phần đắc ý từ nhỏ đã luyện kiếm, 20 năm rồi thậm chí đã luyện đến nỗi cánh tay phải dài hơn một đoạn, phần công phu trẻ con này không thể xem thường. Hơn nữa từ ngữ khí và thần thái của gã khi hỏi lại, gã thế nào cũng không tin Tiêu Phàm cũng là một cao thủ võ thuật hoặc kiếm đạo. Thật sự bề ngoài của Tiêu Phàm có chút văn nhược làm cho người khác nhìn thấy không khỏi cho rằng là dạng công tử bột. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, thái cực kiếm của Trần Thị Linh hoạt vững vàng, cương nhu kết hợp Đặc biệt dựa vào thân vận kiếm cũng là một loại đặc sắc. Nếu thật có thể làm đến kiếm nhân hợp nhất thì cơ bản là khó gặp đối thủ rồi. Quách Tử Đình đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức cười nói, xem ra Tiêu tiên sinh đúng là người trong đồng đạo, rất quen thuộc với đặc điểm của Thái Cực kiếm Trần Thị, trí nhớ cũng đặc biệt tốt. Ý của lời này rõ ràng là đang nói Tiêu Phàm, học bằng cách nhớ, không biết bằng cách nào lại có thể biết được một số đặc điểm cơ bản của Thái Cực kiếm Trần Thị lúc này lại, đọc thuộc lòng, trước mặt cao thủ thực sự của thái cực kiếm Trần Thị là gã, nếu không biết còn thật sự bị hù cho một trận. Trần Dương trầm mặt cũng không thèm để ý đến quách tử đình nữa mà giới thiệu cho tiêu phàm về Lý Thành Giang bên cạnh. Tiêu phàm, đây là Lý Thành Giang, lớn lên ở vùng Thảo Nguyên, khi còn học trung học đã là quán quân của một kỳ đại hội đấu vật ne hiện giờ là vua đấu vật của cục hai chúng tôi. Sắc mặt của quách tử đình cũng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia giận giữ xen lẫn ba phần xấu hổ nhìn thấy dạng này của quách tử đình và trần dương tiêu phàm làm sao lại không rõ rất rõ ràng quách tử đình rất thích trần dương trần dương lại chẳng ưa gì gã cái gọi hòa rời hữu ý nước chảy vô tình chính là như vậy lý thành giang đối với việc này lại nhìn như không thấy bắt tay với tiêu phàm giọng ồm ồm nói xin chào đối với sự khen ngợi của trần dương gã vẫn bất định tiêu phàm mỉm cười nói lý tiên sinh rất giỏi những lời này là phát ra từ nội tâm. Một kỳ đại hội ne trên thảo nguyên quy mô bình thường cũng không nhỏ, tuyển thủ đô vật đến tham gia đại hội ne nhiều đến cả trăm người. Khi Lý Thành Giang học trung học đã có thể giành được danh hiệu quán quân đấu vật của hội ne thật sự là vô cùng giỏi. Còn đối với danh hiệu, vua đấu vật của cục hai bộ an ninh thì Lý Thành Giang cũng không có nửa câu khiêm tốn, có thể thấy được gã rất xứng đáng với danh hiệu vua đấu vật, như vậy lại càng thêm lợi hại. Được Tiêu Phàm ca ngợi Lý Thành Giang cũng không có khiêm tốn, nhìn hắn thản nhiên nói: "Tiêu tiên sinh, anh cũng rất giỏi." Hóa ra vừa rồi Lý Thành Giang tăng thêm chút lực ở tay, vốn chỉ là một thói quen làm động tác để thăm dò nhưng Tiêu Phàm lại không có phản ứng gì, giống như việc gây áp lực này chưa từng xảy ra, lực tay của Lý Thành Giang đều đánh vào không khí. Đối với Lý Thành Giang mà nói gã chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, Bất kể nói như thế nào thì hai vị đồng sự của Trần Dương đều là người tài, tiếp theo phải xem tình hình của mấy vị đồng chí cục trung tâm hình cảnh quốc tế rồi, chỉ cần có một vài người có thể xuất thủ thì tối hôm nay tiêu nhất thiếu cũng không nhất định phải tham gia. Audio điện tử võ tấn bền chương 341, Liễu Sinh Hùng Trung tâm Cục Cảnh sát hình sự quốc tế cũng có ba người đến, cũng là hai nam một nữ, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Phàm làm cho ba vị cảnh sát này cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà bọn họ và Trần Dương không phải quen biết lắm, bọn họ che giấu cảm xúc rất tốt, bắt tay trò chuyện lịch sự với Tiêu Phàm. Nói ngược lại thì, Trần Dương tóm gọn đi rất nhiều sự giới thiệu của bọn họ, chủ yếu chỉ có giới thiệu một ít về tên tuổi, những thứ khác tất cả đều không đề cập đến. Trên thực tế, Trần Dương đã từng hợp tác với bọn họ một lần, thực sự không biết nhiều về họ cho lắm. Trước đó không lâu họ cùng nhau điều tra phá vụ án đó, cũng không có cơ hội để cho mọi người thể hiện năng lực của mình. Phán đoán ban đầu của tiêu phàm đối với bọn họ là, ba cảnh sát hình sự quốc tế này đều không đơn giản. Tất nhiên, chỉ dựa vào những ấn tượng hời hợt này, cho dù tiêu chân nhân có nghịch thiên lần nữa, cũng khó mà phán đoán được năng lực của họ rốt cuộc giỏi đến đâu. Từ thái độ của của ba vị cảnh sát hình sự quốc tế này đối với Trần Dương, Quách Tử Đình, Lý Thành Giang cho thấy, thực ra giữa hai bộ phận khác nhau, cũng tồn tại ý nghĩ cạnh tranh, nhau. Dù sao vụ án này vốn dĩ do cảnh sát hình sự quốc tế phụ trách, cấp trên điều mấy đặc công sang tham gia, dù thế nào cũng giống như có chút không tin tưởng năng lực của mọi người trong trung tâm của cảnh sát hình sự quốc tế. Đúng lúc tối nay có cơ hội này so tài với bọn quỷ sứ, thấy được sự chân trương lẫn nhau. Ba người của tổ chức hình sự quốc tế đến khách sạn chưa được bao lâu thì người của đông đảo cũng đến. Tổng cộng có bốn cảnh sát đông đảo, họ ngồi taxi qua đây sau khi xuống xe liên tục cuối chào tài xế taxi từ bên ngoài nhìn vào người trên đảo quốc này rất nhã nhận lịch sự nhưng đằng sau sự nhã nhận này ẩn chứa sự cao ngạo và hung tàn đó cũng là rất rõ ràng chỉ có điều tối nay đã nói rõ là đồng nghiệp của hoa hạ quốc mời bọn họ ăn cơm mọi người đều hết sức lịch sự chờ đợi ở phòng khách tiêu tiên sinh chào ngài lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn sau khi giới thiệu xong liễu sinh hùng cung kính cúi đầu chào tiêu phàm dùng tiếng hắn chuẩn nói một cách rõ ràng từ câu nói phổ thông này có thể biết được rằng liễu sinh hùng này là một người hoa hạ liễu sinh khách sáo rồi tiêu phàm mỉm cười chủ động đưa tay về phía liễu sinh hùng liễu sinh hùng vội vàng bắt tay tiêu phàm ngón tay của tiêu phàm nhẹ nhàng bắn lên nắm lấy cổ tay liễu sinh hùng một nguồn hạo nhiên chính khí không biết từ đâu chạy thẳng vào huyệt đạo Kết quả nguồn hạo nhiên chính khí này mới theo kinh mạch đi không bao xa, không một chút dấu vết nào biến mất trong cơ thể Liễu Sinh Hùng. Cơ thể Liễu Sinh Hùng dường như có một loại lực cắn nuốt nào đó đặc thù, nuốt hết hạo nhiên chính khí này. Lần trước vì chữa bệnh cho Uyển Thiên Thiên ở Tần Quan đã gặp qua tình huống này, nhưng có chút không giống như tình hình lần đó. Lần đó, lực cắn nuốt trong cơ thể Uyển Thiên Thiên mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Phàm không cẩn thận, thiếu chút nữa là chịu thiệt thòi bắt buộc phải dùng chân nguyên bản mệnh mới áp chế được lực cắn nuốt đó. Lực cắn nuốt trong người liễu sinh hùng này, tương đối mà nói thì còn kém xa. Hơn nữa tiêu phàm cũng đã dò xét nguồn hạo nhiên chính khí trong người y, còn lâu mới có thể đem so sánh với nguồn hạo nhiên chính khí của huyền thiên thiên. Rất hiển nhiên, một khi liễu sinh hùng tu luyên được công lực đặc biệt nào đó, có thể ngăn chặn sự theo dõi của ngoại giới. Tiêu tiên sinh cũng là người của cảnh sát hình sự quốc tế sao? Liễu sinh hùng không vội buông tay tiêu phàm ra, đanh ra hắn từ trên xuống dưới, cười hỏi. Giống y như tấm hình của hắn vậy, dáng vẻ người này nhìn rất lịch sự nhã nhặn, thái độ rất ôn hòa. Nhưng sâu bên trong dáng vẻ là sự tự tin, cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Mấy ngày trước khi xử lý vụ án, chưa từng gặp qua tiêu phàm, cho nên Liễu sinh hùng liền hỏi. Trần Dương ở một bên nói, không phải, tiêu phàm là bạn trai tôi. Vừa rồi Trần Dương cũng không có nói rõ ra, nhưng khi đối mặt với những khuôn mặt quỷ này, Trần Dương lại rất nghiêm túc, để tránh mấy gã quỷ này đến lúc đó lại oán thầm rằng người cùng ngành của Hoa Hạ Quốc không tuân thủ quy tắc, đã nói rõ là phải bàn bạc, lại gọi người ngoài đến giúp đỡ. Nếu đã là bạn trai của Trần Dương, quan hệ sẽ rất thân thiết, cũng không thể nói là người ngoài được, xem như người một nhà. À, hóa ra hai vị la quan hê nam nữ, tiêu tiên sinh, thật là may mắn. Liễu Sinh hùng liền cười và nói, bộ dạng rất nghiêm túc. Có thể nói Đông đảo quốc là một dân tộc không có óc hài hước nhất thế giới, thậm chí khi người chồng viết thư cho vợ, nhìn vào toàn là kính gửi. Quách Tử Đình ở một bên nói, "Liễu Sinh quân, quan hệ trai gái của đất nước chúng tôi, với quan hệ vợ chồng chưa cưới của đất nước ngài, không phải giống nhau, không có sự trói buộc chặt chẽ đến như vậy. Người trẻ tuổi chỉ cần nói chuyện hợp nhau thì có thể gọi là quan hệ bạn bè nam nữ." qua mấy ngày lại chán rồi loại quan hệ bạn bè nam nữ sẽ có thể lập tức chấm dứt thì ra là như vậy đa tạ sự chỉ bảo của quách tiên sinh liễu sinh hùng lại cúi đầu về phía quách tử đình mỉm cười và nói dáng vẻ thận trọng nhận chỉ giáo nhưng vẫn chưa đợi quách tử đình đắc ý con quỷ này lại lập tức bổ sung và nói nhưng mà tôi cho rằng giữa tiêu tiên sinh và cảnh sát trần khẳng định là không như vậy nhìn lên tiêu tiên sinh là một quân tử chân chính cảnh sát Trần lại càng là một phu nhân cẩn thận. Mặt quách tử đình lập tức đỏ lên. Tên tiểu quỷ này thật đúng là không chịu phối hợp mà. Trần Dương sụ mặt, ngay cả Lý Thành Giang cũng liếc mắt một cái, Dương như có ý trách móc vậy. Mặc kệ người có ý với Trần Dương hay là có ý kiến gì với tiêu phàm, thì đều là chuyện nội bộ nhà chúng tôi, tên Nhật Bản liễu sinh hùng này nói cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ còn trông cậy tên tiểu quỷ này làm chỗ dựa hay sao? Quách tử đình cũng ý thức được bản thân có phần thất lễ, liền ngượng ngùng quay mặt nhìn nơi khác. Ha ha, liễu sinh quân, các vị đồng nghiệp, mời đi bên này. Vị cảnh sát cấp một lớn tuổi nhất trong Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế là Thanh tra Trương Hoài Viễn có lời mời. Theo giới thiệu của Trần Dương, Trương Hoài Viễn là người phụ trách vụ án này, buổi tiệc chiêu đãi tối hôm nay, hiển nhiên là xem ông ấy là chủ nhà. Ha ha, cảm ơn Tổ trưởng Trương. Liễu Sinh Hùng lại lịch sự mà nói với Trương Hoài Viễn. Ngay sau đó một nhóm người một người đi vào sảnh nhà ăn của khách sạn Tứ Hải. Trương Hoài Viễn đã bao một phòng riêng đồ ăn Trung Quốc, cũng đã đặt món ăn từ trước rồi, tất cả đều là món ăn chính cống của Hoa Hạ Quốc. Nếu đã mời người Nhật Bản ăn cơm, tất nhiên là phải lấy đặc sản bản địa của Hoa Hạ để tiếp đãi rồi. Đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Tứ Hải làm rất là ngon. Khách sạn ngoại giao, cơm Tây làm rất ngon, đồng thời món ăn Trung Quốc cũng buộc phải ngon, nếu không sẽ bị người ngoài lên án là sùng hàng ngoại. Ăn đến đám người đông đảo không ngừng khen ngợi, không ngớt lời ơ tây. Nếu đã được điều đến Hoa Hạ Quốc làm nhiệm vụ, bốn người đông đảo cũng phải biết tiếng Hán. Nhưng mà ba người kia nói tiếng Hán không trôi chảy bằng liễu sinh hùng. Thời điểm vui mừng, tiếng mẹ đẻ tự nhiên sẽ thốt ra. Bữa cơm ăn khá vui vẻ chỉ có cảnh trần dương chủ động lột tôm hùm cho tiêu phàm là khiến cho quách tử đình và lý thành giang đều xem có chút ngẩn người bọn họ là đồng nghiệp của trần dương trần dương ở cục hai làm mưa làm gió tất cả mọi người đều biết rất rõ đột nhiên ở trước mặt tiêu phàm trở nên dịu dàng tùy mị rất là thuộc nữ nhất thời làm người ta khó mà hồi phục tinh thần lại nhìn cái mặt công tử bột của tên họ tiêu kia vậy mà không nghi ngờ không một chút khách sáo càng không có một chút nào vẻ mặt thụ sủng nhược kinh Dường như tất cả đều là điều đương nhiên, quả thực là buồn cười. Công tử bột, có tài đức gì được hưởng thụ như mỹ nhân vậy? Liễu Sinh Quân, khách sạn Tứ Hải mở thêm câu lạc bộ tập thể hình, trong đó có một võ quán judo, nghe nói cơ sở đó cũng không tồi, nếu không thì chúng ta qua đó xem một chút đi. Cơm nước no nê, Trương Hoài viễn mỉm cười nói. Đặt tiệc chiều đãi tối nay ở khách sạn Tứ Hải là có cân nhắc đấy chỉ sợ một nửa đến đây là vì võ quán judo của câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn. Nghe nói judo quán của khách sạn tứ hải không phải là nhỏ, là đơn vị hợp tác của đội judo quốc gia, những quán judo gà rừng tuyệt đối không thể nào sánh bằng được. Sau khi xuất ngũ có mấy nhân vật cấp quán quân trong đội judo quốc gia sẽ giữ chức huấn luyện viên, bồi dưỡng được không ít cao thủ judo nhân gian. Nếu như muốn cùng người Nhật Bản của quốc đảo so tài, chọn địa điểm tại võ quán judo là thích hợp nhất. Ha ha, Trương Quân, mời, Trư Quân, mời. Liễu Sinh hùng khẽ khom người nói. Trương Hoài Viễn liếc qua Trần Dương một cái, trong mắt lộ ra ý muốn hỏi, tất nhiên là đang hỏi, bạn trai của cô tối nay có muốn cùng đi quan sát so tài hay không? Nhìn dáng vẻ lịch sự đó, có thể hay không bị hù cho sợ chứ? Nếu bị dọa hỏng rồi, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Trần Dương cũng thật là, kiểu tụ họp này không ngờ cũng dẫn bạn trai tới nếu như bạn trai cô là người của cục hai hung hãn thiện chiến thì cũng thôi đi còn có thể trở thành một trở thụ đắc lực dẫn theo loại công tử bột này thì tính là chuyện gì chứ trần dương không thèm để ý giơ tay khoác lấy cánh tay của tiêu phàm đi thẳng về phía trước trương hoài viễn liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa dù sao thì bốn người đông đảo phía họ ngoại trừ trần dương còn có năm người đợi tí nữa nói như thế nào cũng đủ rồi cho tới bây giờ Trương Hoài Viễn vẫn tràn đầy tự tin. Tài năng của bản thân mình cùng hai đồng nghiệp ra sao, tất nhiên là biết rất rõ. Tên Quách Tử Đình và Lý Thành Giang dường như cũng không phải hạng tầm thường, bốn tên cũng đủ lợi hại rồi, Trương Hoài Viễn cũng không sợ. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ của khách sạn Tứ Hải, đoàn người núi đuôi nhau mà đi, đi về phía võ quán judo. Câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn Tứ Hải là một tòa bốn tầng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, không thuộc vào diện tích lầu chính đầy đủ mọi thứ, hồ bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân chơi bowling, võ quán judo, võ thuật quán, vv. Tuy nói là chi nhánh câu lạc bộ tập thể hình, nhưng cũng là độc lập mở cửa kinh doanh. Đương nhiên, thực hiện chính là chế độ hội viên, khách sạn ngoại giao tứ hải năm sao như vậy, không thể nào bước chân vào bậc cửa hạm chợ bán thức ăn, tiến hành biện pháp dung nổi đất nhất định đối với khách để thi thố. Trương Hoài Viễn cũng không phải hội viên câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn Tứ Hải, muốn trở thành hội viên nơi này, điều kiện khác không nói trước, phí hội viên một năm là hai trăm mấy ngàn. Đối với bình thường tiền lương tộc thì, như vậy phí hội viên là tuyệt đối không chi nổi. Lần này có thể đến judo quán mượn sân, là nhờ một người bạn học chung cảnh sát làm ở cục thành phố hỏi trước, nên judo quán mới đồng ý ngoại lệ tiếp đãi bon họ. Trên đường đi, nhìn thấy bộ dạng xa hoa như vậy, mấy người đông đảo lại liên tiếp, ở Tây, trong thần sắc có chút cực kỳ hâm mộ chương 342, Quán quân judo thế giới. Mặc dù có người bạn cùng lớp làm việc tại cục thành phố hỏi thăm qua, chuyện đến nước này vẫn còn xảy ra một chút ngoài ý muốn. Trợ lý huấn luyện viên phụ trách T. Yếp đón khách nói với chúng tôi, còn phải đợi một lát nữa mới có sân trống, trước mắt huấn luyện viên đang tiến hành kiểm tra học viên. Trương Hoài viễn vội vàng hỏi, vậy còn phải đợi bao lâu? Trợ lý huấn luyện viên liền nói, cái này không thể nói chính xác được, còn mấy học viên chưa kiểm tra xong. Huấn luyện viên Địch Hành bề bộn nhiều việc, cũng không phải thường xuyên đến quán chúng tôi, chúng tôi buộc phải dựa theo thời gian của ngài ấy để sắp xếp. Lời vừa nói ra, Trương Hoài viễn lập tức liền giật mình, Địch Hành. Chính là Địch Hành đó sao? Người mà 73 kg, quán quân thế giới. Đúng, chính là ngài ấy. Trợ lý huấn luyện viên khẽ mỉm cười, vẻ mặt cậu ta có chút kiêu ngạo. Cho dù Địch Hành đã suốt ngũ nhưng quán quân thế giới chính là quán quân thế giới việc này tuyệt đối không phải giả một quán judo có thể mời được quán quân thế giới làm huấn luyện viên chứng tỏ người này rất có năng lực a à, là địch thành tiên sinh tôi có nghe nói qua về ông ấy cũng từng xem ông ấy thi đâu xin hỏi trợ lý tiên sinh chúng tôi có thể vào quan sát học tập không đâu chỉ có trương hoài viễn biết địch thành ngay cả người của đông đảo cũng đã được nghe nói lập tức nói chen vào nhìn có vẻ như rất ngưỡng mộ địch thành mấy vị này có phải là đến từ đông đảo đúng không? Thực ra trợ lý huấn luyện viên rất là tò mò về bọn họ, vị cảnh sát cục thành phố cũng đại khái nói qua về lý do bọn họ muốn mượn sân, là muốn so tài với mấy vị cao thủ judo đến từ đông đảo. Loại việc so tài này vẫn thường xảy ra trong võ quán bọn họ, nhưng trực tiếp so tài với cao thủ đông đảo quốc thật đúng là hiếm thấy. Đúng vậy, chúng tôi đến từ đông đảo quốc, xin chiếu cố nhiều hơn. Cận đằng tam lang vội cúi đầu lam lê, kính cẩn nói ha ha, quán judo chúng tôi bình thường cũng có khách đến tham quan, các vị có thể vào. Tuy nhiên xin mọi người tuân thủ quy định ở nơi này của chúng tôi, không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được chụp hình. Trợ lý huấn luyện viên dường như có chút quyền phát biểu, lập tức đáp ứng yêu cầu quan sát học tập của cận đằng Tam Lang. Nhập ra tùy tục ma, đây là khẳng định, xin huấn luyện viên yên tâm đi. Trương Hoài viễn đại biểu cho đoàn người này bày tỏ thái độ. Vậy được, mời mọi người đi theo tôi chúng ta thay quần áo trước đối với điểm này trên cơ bản mọi người đều không có ý kiến gì chỉ có tiêu phàm không thay trang phục judo trợ lý huấn luyện viên cũng không có miễn cưỡng anh ta cảm thấy bộ đường trang màu xanh nhạt và dày vải màu đen trên người tiêu phàm rất hợp với bầu không khí của judo quán cũng không đột ngột những người khác đều theo quy định thay võ phục judo trần dương rất nhanh đem vạt áo võ phục judo gấp chặt lại gắng sức muốn che lấp bộ ngực to lớn lại tuy nhiên rất rõ ràng sự cố gắng của Trần Dương cũng không đạt hiệu quả lắm. Là một nhân viên đặc công trong tổ hành động, bộ ngực to lớn của cảnh sát Trần ít nhiều cũng có phần chướng mắt. Nhận thấy sự xấu hổ của Trần Dương, Tiêu Phàm mỉm cười hạ giọng nói nói, xinh đẹp là do tự nhiên, không cần phải quá để ý. Cái này của cô cũng không phải là giả, chúng nó là tự nhiên thành như vậy, có gì phải che giấu chứ. Anh là đàn ông, đương nhiên nghĩ như vậy rồi. Trần Dương bĩu môi, không kìm được thì thầm một tiếng phụ nữ chúng tôi càng không che giấu, đàn ông các anh sẽ càng có thể ngắm no mắt tôi biết ngay anh là nghĩ như vậy mà. Tiêu phàm cười cười, cũng không có thẹn quá thành giận. Tâm lý của cô gái trẻ tuổi dù sao vẫn có chút khó hiểu, không nên tìm hiu sâu làm gì. Nhưng phải thừa nhận rằng, Trần Dương mặc võ phục judo vào quả thật có một phong vị khác, vừa có thư thai cua như canh sát hiên ngang, vừa mang phong vi cua mốt thiêu nư mềm mại uyển chuyển, hòa lân vào nhau, khiến người ta phai nhìn không ngơ khoảnh khắc Trần Dương mới từ phòng thay đồ đi ra, quách tử đình trong nháy mắt sững sờ. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Đăng nhập http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyencuatui net gạch chéo. Để đọc chuyện sau khi Trần Dương vào judo quán, cũng không có thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của bọn đàn ông. Đối với ánh mắt của hai chàng trai trong số đó, tiêu đại thiếu gia ngồi kế bên cô có vẻ còn hấp dẫn hơn cô nữa. Ngay sau đó, hai chàng trai này không chú ý đến ánh mắt của trợ giảng, vội vội vàng vàng chạy tơi. Lão đại, sao anh lại đến nơi này? Tiểu Quế tử giảm thấp thanh âm xuống, cười mỉm hỏi thăm, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Giang Vũ Thành đến cùng cậu ta cũng cười ha hả Tiêu Phàm dường như cũng không nghĩ tới sẽ gặp Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử ở chỗ này, không khỏi cười hỏi Tiểu Quế Tử, cậu thích judo rồi à? Giang Vũ Thành rất mê judo, trình độ cũng không thấp. Tiêu Phàm biết, Gặp được Giang Vũ Thành ở judo quán cung là bình thường, nhưng mà không ngờ tiểu quế tử cũng chạy đến nơi đây, còn giống người nước ngoài mặc võ phục judo, thật sự khiến tiêu đại thiếu ra không ngờ được. Hi hi, cũng không thể nói là thích được, đều là do cậu ta ép đấy. Tiểu quế tử cười hi hi nói, nhìn bộ dạng của cậu ta cũng không giống là chăm chỉ luyện tập, đa phần là nói với Giang Vũ Thành, nói sao cũng là ham chơi, thích sự mới mẻ. Đợi đến khi sự mới mẻ này qua đi, quế thiếu nếu như còn xuất hiện trong du đô quán đó mới gọi là lạ lão đại người này là đợi tiểu quế tử líu díu xong giang vũ thành mới nói chen vào nói nửa câu tiêu phàm mỉm cười nói không có gì cùng mấy người bạn qua đây tham gia náo nhiệt bạn bạn bè ở đâu vậy giới thiệu một chút đi ánh mắt của tiểu quế tử chỉ đào quanh trên người trần dương trong lòng cũng có chút kinh ngạc ra vẻ như người đi bên cạnh đại thiếu ra lúc trước không phải cô gái xinh đẹp này. Dáng vẻ dịu dàng hơn cô gái này một chút, không có khiến người ta tức giận như vậy. Đương nhiên, đại thiếu gia không có chủ động giới thiệu, tiểu quế tử cũng sẽ không hỏi nhiều. Quy tắc này, đó là nhất định phải nghiêm ngắt tuân thu. Tuy nhiên tiểu quế tử thật sự rất là tò mò, không biết là kiểu bạn bè gì, mới mời được lão đại đại giá, loại bạn kiêu ngạo như vậy, quen nhiều chắc là không có hại gì. Tiêu phàm cười cười, đang muốn nói chuyện, bên kia đã vang lên tiếng quát lớn. Nè, mấy người các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người theo tiếng nhìn theo, nhưng là một huấn luyện viên mặt rất nghiêm, không vui vẻ gì nhìn bọn họ. Vị huấn luyện viên này khoảng 30 mươi mấy tuổi, mặt vuông, khuôn mặt uy nghiêm, trông thát cương trang. Tiểu Quế Tử lập tức đen mặt, rất không vui vẻ mà, hừ, một tiếng. Cậu ta đến judo quán này, chủ yếu là chơi, cho tới giờ cũng không tính là chính thức học cái đồ chơi này, mặc kệ người nào làm huấn luyện viên, tự nhiên cũng không có vẻ gì là kính sợ. Nếu không phải ngại lão đại đang ở đây, tiểu quế tử lập tức sẽ giống lên quay về. Quế thiếu gia cũng sẽ không cực lực như vậy. Lão đại, đây là địch thành, huấn luyện viên của bọn em Giang Vũ Thành vội hạ giọng giải thích một câu với tiêu phàm, lập tức ngẩng đầu cười ha hả nói, huấn luyện viên địch, bạn của tôi đến, nói vài câu. Có thể nhân ra địch thành quen biết Giang Vũ Thành, sắc mặt có phần dịu đi, nhưng vẫn là rất không vui vẻ, nói, lúc huấn luyện, phải tuân thu quy tắc, không được ồn ào, ảnh hưởng người khác. Muốn nói chuyện phiếm, đợi sau khi châm dưa quốc huấn luyên. Ý ông là sao? À, tôi nói nay, ông nhìn cho rõ, đây là lão đại. Không phải vận động viên nơi này, gào gì mà gào. Tiểu Quế tử giận dữ, không thể nhịn được nữa, quát lên. Không phải ai cũng có thể quát Tiểu Quế tử được, đặc biệt còn ở trước mặt lão đại, còn chịu nổi sao đúng là chọc giận đại ca rồi hậu quả này ai sẽ gánh vác đây không ngờ địch thành cũng là một người tính khí nóng nảy nghe vậy hô một tiếng đứng dậy vẻ mặt giận dữ đang muốn mở miệng vị trợ lý huấn luyện viên dắt đoàn người vào vừa thấy tình huống xấu cuống lên lật đật chạy tới nói vào tai địch thành vài câu thi đấu thi đấu cái gì đến chỗ chúng ta thi đấu còn là người đông đảo ai ngờ địch thành không để ý tới lời nhắc nhở của trợ lý trợ lý còn chưa nói xong ông ấy liền kêu la, trừng lớn đôi mắt, đảo mắt nhìn mặt mười mấy người ngoài này, thần thái thật là khinh thường, vẻ mặt xem thường. Lý Hoàn, nơi này của chúng ta là judo quan trinh quy, có thể vào đều là hôi viên. Ai bảo anh dắt những người khác vào đây, còn thi đấu ở nơi này. Anh coi sàn đâu la gì, nói đùa gì vậy. Người tên Lý Hoàn trợ lý huấn luyện viên lập tức đỏ mặt, quai hàm run lên, trên danh nghĩa anh ta là trợ lý huấn luyện viên, thực tế là một trong những người phụ trách judo quán này. Cái tên địch thành này ỷ mình là vô địch judo thế giới vừa suốt ngũ với nhà có tiền, gặp ai cũng làm ra dáng ve nay. Nhưng mà Lý Hoàn dù sao cũng chỉ là nhân viên hành chính, chức trách công tác ngày thường chính là giữ gìn trật tự cùng với các loại quan hệ bên ngoài judo quán, bất kể nói thế nào, cũng không thể ở nơi này cãi nhau với địch thành được, cắn cắn quai hàm. Lý Hoàn rốt cuộc cũng đè xuống lửa giận trong người, hạ giọng nói, huấn luyện viên địch, là vương trưởng phòng cục thành phố Đích Thân gọi đến. Mặc dù nói, thủ đô này tàng long ngọa hổ, trưởng phòng, các loài cán bộ, quả thật ngoài đường đầy. Nhưng trong tay trưởng phòng nắm thực lực quyền của thủ đô, vẫn là không nên đắc tội. Địch Thành cười lạnh một tiếng, nói chúng tôi đây là du đô quán. Ngụ ý nói là, tôi không cần biết là ai đến trao hoi câu, nếu Địch Thành tôi đã ở đây, thì phải lấy tôi là chủ. Những người này vừa vào, đã làm trật tự loạn hết cả lên học viên liền không xem tôi đây là huấn luyện viên các ngươi cũng không cho tôi thể diện sao tôi phải giữ thể diện cho các người chứ trương hoài viễn nhịn không được đứng dậy trầm giọng nói huấn luyện viên địch tôi họ trương tối nay mượn sân tập judo quán các vị cũng là vì so tài với mấy vị đồng nghiệp đến từ đông đảo một chút không ý gì khác đồng nghiệp đến từ đông đảo đều là luyện judo sao địch thành nghe vậy ánh mắt đảo qua một lượt người ngoài cận đằng tam lang vội vàng đứng dậy nói huấn luyện viên địch tôi tên là cận đằng tam lang sở thích khi rảnh của tôi là tập judo sở thích khi rảnh trên mặt địch thành lại hiện ra vài ý châm biếm trương hoài viễn thản nhiên nói huấn luyện viên địch người ta gọi đó là khiêm tốn cận đằng tiên sinh là bát đẳng judo chuyên nghiệp rất rõ ràng trương hoài viễn đối với huấn luyện viên địch ngang ngược kiêu ngạo này thật sự là có chút chướng mắt bát đẳng judo chuyên nghiệp sao ông nói đùa sao địch thành đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức cười ha hả, vẻ mặt đầy vẻ ngừa vực. Cận đằng tam lang cũng không phải vận động viên judo chuyên nghiệp, vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao lớn, nhìn thoáng qua thật sự không giống cao thủ. Đơn thuần luận hình thể, y và địch thành hoàn toàn không cùng cấp bậc, cũng khó trách địch thành không chịu tin. Là một vận động viên judo chuyên nghiệp, quán quân thế giới hạng 73kg, địch thành hiểu rất rõ, thực lực của bát đẳng judo chuyên nghiệp là như thế nào. Ông không tin à, Ông không tin vậy đi lên so bản lĩnh đi, người nào thắng người đó là ông nội, thua thì câm miệng, đừng ở đó kêu gào. Trương Hoài Viễn chưa mở miệng, Tiểu Quế Tử ở một bên đã cười lạnh nói, nheo hai mắt nhìn địch thành, bộ dạng nhìn không vừa mắt. Dù sao không phải Quế thiếu gia lên sân thi tài, mặc kệ ai thua ai thắng, đều không liên quan đến anh ta, tất nhiên là đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Chương 343, một chiêu phân thắng bại. Lời nói này của tiểu quế tử ngay tức khắc được Giang Vũ Thành lên tiếng ủng hộ. Đúng đó, thầy địch, lên đó luyện thử vài chiêu, để tất cả mọi người ở đây mở mang tầm mắt, cũng để người đông đảo này biết cái gì gọi là cao thủ judo thực sự. Tính tình Giang Vũ Thành có chút chậm, nhưng lại phân biệt thân sơ rõ ràng. So sánh nhất ca tiểu quế tử và địch thành thì, địch thành không sánh bằng. Nhưng nếu so sánh với tên tiểu quỷ kia, suy cho cùng thì địch thành là người một nhà, vì vậy trong lời nói vẫn là coi trọng địch thành. Tốt thôi, các người không phải mượn chỗ này của chúng tôi để so tài sao? Không thành vấn đề, chúng ta cứ thế bắt đầu đi. Tinh khí của ả à, địch thành quả thật rất nóng nảy, lời của Giang Vũ Thành còn chưa dứt lời, liền lập tức gật đầu mạnh một cái. Thét lên một tiếng, đồng ý ngay, mà còn không một chút do dự nào, xoay người đi lên võ đài. Lời nói kia của tiểu Quế quả thật là tàn nhẫn, khiến địch thành phải trần trừ do dự. Trương Hoài Viễn bất giác xoay qua nhìn đồng nghiệp bên cạnh mình, không một ai chịu đứng ra cản lại. Vốn dĩ tối nay đến đây là để so tài với người bên đông đảo, bây giờ thì quán quân judo thế giới đã ra mặt, sâu lâu với cận đằng Tam Lang là điều tốt không còn gì bằng. Theo đạo lý, cuộc so tài tối nay gọi là cuộc so tài về võ thuật của ở à hai nước. Địch Thành được xưng là quán quân judo, cũng xem như người đại diện với trình độ cao nhất ở vùng này. Nếu là đơn thuần đọ sức với nhau, hẳn là người thích hợp để chọn. Bọn Trương Hoài Viễn không phản đối, những người khác thì càng sẽ không phản đối, ai nấy đều thò đầu ra để chờ xem kịch vui, với một vẻ mặt đầy hưng phấn, đợi xem náo nhiệt. Tiểu Quế Tử Hạ thấp giọng hỏi, Lão Đại, có thật là đến so tài không? Sự hưng phấn của mọi người càng tăng lên gấp ba lần. Cậu ta đã tận mắt thấy Lão Đại mình ra tay, cái người tên Uông Lão Tam gì đó nhìn cứ tưởng một tay giỏi, kết quả bị Lão Đại cho một cú là gục ngay tiểu quế tử thừa nhận mình đã sống hơn hai mươi mấy năm chưa từng thấy qua cảnh nào kịch liệt như đêm đó với một cú đánh đã làm cho uông lão tam như con diều bay xa sáu bảy mét tất cả mọi người đều kinh ngạc uông lão tam thiếu chút nữa là tè ra quần trận đấu quả thật là rất hấp dẫn chẳng nhẽ đêm nay lại được xem một trận no nê hay sao tiêu phàm khẽ mỉm cười nói tạm thời tôi chỉ là khán giả tất cả đều ngồi xuống đi ai ai ngồi xuống ngồi xuống, xem cuộc vui nào. Tiểu Quế Tử quá khích hưng phấn, liền ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh tiêu phàm, cùng Giang Vũ Thành thò cái đầu dài ra để hóng kịch vui. Đang nói về tình hình, thì địch hành đã đứng trước sàn đấu, cúi người nhìn xuống phía dưới, hét sống lên như sấm rền. Ai lên trước? Cận đằng tam lang liếc nhìn Liễu Sinh Hùng một cái, Liễu Sinh Hùng nhẹ nhàng gật gật đầu, cận đằng tam lang lập tức đứng dậy, chậm rãi bước lên sàn đấu phía trước, cúi đầu cung kính nói địch tiên sinh xin được thỉnh giáo được cậu lên đây đi địch thành nói một cách không do dự cận đằng tam lang đi qua bậc thềm lên sàn đấu đứng vững trước mặt địch thành cúi đầu cung kính chào lần nữa động tác không nhanh cũng không chậm so với địch thành thì quả là hai phong cách hoàn toàn khác nhau chờ chút nào trước tiên nên nói sơ qua quy định cuộc chơi lý hoàn kịp thời đứng ra nhìn vào mắt cô ả trương hoài viễn mà nói đại ca những người này là anh dẫn tới đó hả vậy các anh muốn so tài thế nào nên lập ra quy định cuộc chơi đã đừng nên làm loạn ở đây đây không phải là cuộc thi đấu bình thường là cuộc thi thể thao rất dễ gây thương tích cho người khác địch thành được xưng là vô địch thế giới tuy nhiên đã xuất ngũ mấy năm rồi không thể so với thời kỳ thịnh vượng như bây giờ cũng không phải dân nghiệp dư nhìn vị đông đảo này lần nữa nhìn thế nào cũng không giống người lợi hại cho lắm nếu lỡ mà ông ta trực tiếp bị địch thành đá xuống sàn đấu gãy vải đốt xương, vậy thì làm sao có thể phân thắng bại đây? Dù đồ quán không thể mang tai tiếng xấu được. Không phải là gánh không nổi, mà là không nên để phải gánh chịu tai tiếng xấu. Trương Hoài Viễn thản nhiên nói. Quy định rất đơn giản, đó là có thể tự do đọ sức. Ngoại trừ không được dùng dao sắc, còn lại thì không giới hạn, một trong hai người có một người gục ngã thì trận đấu sẽ kết thúc. Lời này nhìn như bình thản, nhưng nghe vào thì khiến người ta lạnh cả người. Đây cũng không phải trận đấu bình thường, từ một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây là liều mạng. Ai nói võ thuật đánh không chết người. Nhưng bất luận là Trần Dương, Quách Tử Đình, Lý Thành Giang hay là Liễu Sinh hùng những người bên Đông đảo nghe được lời này nhưng mặt không đổi sắc, họ cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Những người khác trong Judo quán cũng đâu có biết được những người này đều là những nhân vật đã từng trải qua sinh tử. Chỉ là vật lộn thì chả ăn nhập gì với họ cả. Thầy Địch đọc truyện cùng gạch chéo gạch chéo i net lý hoàn lập tức quay đầu lại nhìn địch hành đang đứng trên sàn đấu quy định chỉ có thế này thầy chấp nhận không địch hành hừ lạnh một tiếng lời cũng chẳng thèm nói mấy năm nay cuộc thi đẳng cấp thế giới cũng từng tham gia mấy lần trường hợp gì cũng gặp qua rồi không nhẽ lại sợ cái trận đấu còn con này sao lý hoàn theo sau lên sàn đấu đảm nhiệm vị trí trọng tài vị trợ lý huấn luyện này thật đúng là đa tài, không ngờ cũng biết vài chiêu. Đến đây nào, địch thành làm theo quy định cuộc chơi, tiến đến gần cận đằng tam lang cung kính chào một cái, sau đó liền đứng thẳng lưng, chấp hai tay trước ngực, trầm giọng mà nói. Nhìn thấy bộ dạng này, hai hàng lông mày cua ả à tiêu phàm không khỏi trao lại. Địch thành hoàn toàn không xem đối thủ ra gì, và quá mức kiêu căng, hơn nữa lại vô cùng bất lịch sự. Bất luận là giả hay thật, thì ít nhất thằng quỷ cận đằng Tam Lang này có biểu hiện lịch sự và phép tắc hơn so với địch thành. Theo quan điểm của tiêu phàm, thì hầu như là vẫn chưa có nhiều người tán thành. Địch thành phô ra cái mặt thờ ơ của ả mình, dưới sàn đấu vang lên tiếng động ầm ầm. các học viên bên dưới đồng loạt khen ngợi, đặc biệt là những học viên trẻ tuổi, càng phấn chấn hơn, khuôn mặt vô cùng tươi tắn. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đây đúng thật là thế giới của ả kẻ kiêu căng, một số quy tắc và tiêu chuẩn cơ bản đều bị bóp méo. nhìn lại cận đằng Tam Lang, thì hầu như gã không bị ảnh hưởng bởi địch thành, thậm chí là nhẹ nhàng không người. một chân ở trước một chân ở sau, hai tay vươn về phía trước, bày ra tư thế. hai mắt híp lại, nhìn trầm trầm vào hai tay địch thành. địch thành vẻ mặt khinh thường đối phương, căn bản là không xem đối phương ra gì. quá khinh địch rồi. Trương Hoài Viễn không kìm nổi nói. Lý Thành Giang ở cách y không xa hừ, lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn với việc khinh địch của ả y. Đến đây, mắt thấy cận đằng tam lang trần trừ không chịu tấn công, địch thành có chút mất kiên nhẫn, hừ lạnh. Ha ha, cận đằng tam lang vẫn rất có lễ phép đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng chịu duỗi tay phải ra, thăm dò phi a trước, nắm lấy cổ áo cua ả địch thành. Địch thành tránh qua một bên và hất tay cận đằng tam lang sang một bên, cận đằng tam lang liên tiếp thử hai lần, đều bị địch thành dễ dàng giành lại thế tiến công nghiêm túc một tí, mang hết bản lĩnh ra để đánh đi. Tôi không tin cậu là bát đẳng judo cuả Đông đảo, chỉ có tí trình độ này thôi sao? Địch Thành mất kiên nhẫn quát lên. Lời của Y còn chưa dứt, thì tình thế đã biến đổi. CKIT T T một tiếng vang nhỏ. cận đằng Tam Lang cả người cũng như cung tên bắn qua, đánh Địch Thành tới tấp. Tiếng CKIT T T lúc nãy là do cận đằng Tam Lang chân trần xoay tròn ở trên sàn đấu vọng lại âm thanh chói tai. Tiêu rồi. Trần Dương Kim không được lòng hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, không đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, thân hình khổng lồ của à, địch thành đột nhiên bay mạnh lên, xẹt một đường cong trên không, phanh tiếng vang cực lớn, nện thật mạnh ở giữa sàn đấu. Địch thành phát ra một tiếng rú long trời lở đất, lúc rơi xuống đất, thân mình hướng lên trên một cái, lập tức trừng lớn hai mắt, miệng sùi bọt mép, không cách nào động đầy mọi người đều ngây dại ra đây đây không phải là judo giang vũ thành sắc mặt trắng bệch hạ giọng nói trong mắt hiện lên một chút sợ hãi là một tay huấn luyện giỏi trong phòng tập địch thành là một trong những thần tượng mà giang vũ thành khâm phục nhất vũ thành hầu như là xem qua tất cả video cô ả các cuộc thi quan trọng cô ả địch thành cho dù là so tài với bất cứ cao thủ nào địch thành vẫn chưa bị đối thủ nào làm cho gục ngã Mặc dù là cận đằng Tam Lang đã dùng kỹ xảo chuẩn xác trong võ judo để đánh gục địch hành, nhưng cách đánh ấy khiến cho Giang Vũ Thành cảm thấy rằng việc này đã đi quá xa so với phạm vi cua ả võ judo. Judo, theo hiểu biết cua ả Giang Vũ Thành là không nên bạo lực và tàn nhẫn như vậy. Những học viên bên cạnh gật đầu lia lạ, hoàn toàn tán đồng với cách nói này cua ả Giang Vũ Thành. Trần Dương lạnh lùng tiếp lời. Đúng, đây không phải là judo, đây là kỹ xảo gờ yêu ta ết người người ta luyện judo vốn dĩ không phải là để tham gia cuộc thi, không màu mè như vậy. Cận đằng tam lang đi đến chào nhẹ địch hành đang nằm trên sàn đấu không ngừng co giật, rồi lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tạ như đã quá quen thuộc với những việc này. Nếu là tự do so tài, thì một chiêu phân thắng bại, thậm chí là chết là quá bình thường rồi. Đội y, đội y, mau, nhanh lên. Thân là một trọng tài nhưng vẫn bị chấn động mạnh, líu lưỡi hồi lâu mới khôi phục trạng thái lại, mở miệng ra đó chính là một chàng tiếng hét to. Trong phòng tập judo đẳng cấp như vậy, đội y đều chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Phải biết rằng, để mở một thẻ hội viên trong phòng tập này đều không phải là con cháu nhà bình thường, những vị công tử thiếu gia này chỉ cần là có chút đau đầu, cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này đội y và mấy học viên đều bước lên sàn đấu, tay chân luống cuống khiêng địch hành xuống, một nhân viên vội vã cầm lấy cây lau nhà, lau sạch vết máu của à địch thành trên sàn đấu. Ô, oh, cho đến lúc này, một số học viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn chưa hết kinh hãi, ngơ ngác nhìn nhau, hầu như là không dám tin vào kết quả sẽ như vậy. Vô địch thế giới trong mắt họ luôn cho rằng thầy huấn luyện không ai sánh bằng, lại có thể bị đánh bại sao. Trong nháy mắt đã bị thằng quỷ ấy làm cho gục ngã, ngay cả lết cũng lết không nổi. Nhìn vào ánh mắt cô à cận đằng tam lang, họ không hẹn mà cùng mang theo vài phần sợ hãi. Địch thành còn không chịu đựng được, huống chi là họ, so tài với thằng quỷ đó, chắc chỉ có nước chết. Trần Dương nhìn về phía tiêu phàm, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc. Cô không xem nhẹ năng lực của ả à mấy thằng quỷ đó, nhưng lại chưa hề nghĩ đến, có thể làm ra vẻ bía y thái như vậy. Cận đằng tam lang này tự xưng là yếu nhất trong bọn họ, mà đã làm được như vậy. Trần Dương tự nghĩ, cho dù không đỏ võ dù đô, đổi thành cách đánh khác, thì mình cũng khó có thể thắng được cận đằng tam lang. Tiêu phàm mỉm cười không nói cận đằng tam lang chỉ cần một chiêu đã đánh địch thành, nhưng vẫn chưa xuống sàn đấu, mà đứng trên đó nhìn chầm chầm vào Trương Hoàn Viễn. Trận so tài tối nay, hoa hạ quốc bên này dường như là do Trương Hoàn Viễn làm chủ. Cận đằng tam lang đang hỏi ý kiến cô ả à Trương Hoàn Viễn, cuộc so tài này có còn tiếp tục hay không? Bên mấy người có đối thủ nào lợi hại một chút không? chương 344, truyền âm. Ánh mắt của Trương Hoài Viễn nhìn về phía Lý Thành Giang. Bên bọn họ, không có một ai xuất thân từ võ Judo, Lý Thành Giang được xưng là giao vương của cục 2, có chỗ tương thông với võ Judo. Hơn nữa, cuộc so tài hôm nay rõ ràng là đấu tự do, thế sự khác biệt của đấu vật với võ Judo không đáng kể. Thật ra xuất thủ lúc nãy của Cận Đằng Tam Lang không thể tính là kỹ thuật đơn thuần, mà là kỹ xảo để gỡ iota ít người. Thấy dưới sàn đấu không ai có phản ứng gì, khóe miệng Cận Đằng Tam Lang hiện lên một nụ cười chế nhạo, hơi cúi đầu, định đi xuống sàn đấu những loại người này thật sự là vô dụng. Trong lúc này đây thì Lý Thành Giang chậm rãi đứng dậy, đi về phía sàn đấu. Ở Tây, hai hàng lông mày của cận đằng Tam Lang dương lên, hơi hưng phấn mà thấp giọng kêu lên. Mấy ngày trước, cùng với người cùng ngành bên Hoa Hạ góp sức phá án, trong cái tổ chức ấy thì Lý Thành Giang là người trầm tính và ít phát ngôn nhất. Cận đằng Tam Lang nhiều lần chủ động đến nói chuyện, nhưng Lý Thành Giang vẫn tỏ vẻ mặt thờ ơ, khiến cho cận đằng Tam Lang rất mất mặt. Lúc này Lý Thành Giang chủ động tiến lên, vậy là có thể dạy bảo anh ta một con người kiêu ngạo ọ này một trận rồi. Nếu nói về võ judo, cận đằng tam lang không sợ bất kỳ người nào. Đối với cuộc thi trong judo, cận đằng tam lang cười nhạt, theo như gã nghĩ thì mấy chiêu bài đơn thuần ấy chủ yếu là muốn lấy lòng người xem. Một môn judo thực sự đó chính là vũ khí sắc bến để giết người. Ví dụ như lúc giao đấu với địch thành, nếu như là chém giết nhau để phân thắng bại, thì không phải lưng cua ả à địch thành tiếp đất mà là cổ tiếp đất trước, cổ lập tức sẽ bị gãy, ngay cả hét cũng không hét nổi, và chết ngay lập tức. Dù sao thì cũng là cuộc thi so tài, không nên đánh đến nổi đối phương phải nằm liệt trên sàn. Nhưng bị gãy vài đốt xương, nằm trên giường vài tháng thì còn chấp nhận được. Đây vốn là cuộc thi thể dục thể thao mà. Trong lúc đi lên sàn đấu, bản tính Lý Thành Giang vốn trầm lặng như nước, hai hàng lông mày trao lại, đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía tiêu phàm mọi người không ai hiểu lý do mà y đột nhiên bị phân tâm chỉ có một mình lý thành giang hiểu cũng chính lúc ấy bên tai anh ta bỗng nhiên vang lên một thứ âm thanh thủ vững tại một vị trí không nên liều quá chỉ cần mượn lực đẩy lực là được lời khuyến cáo đó chuyển đến tai anh ta giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo giọng điệu khiến người ta không thể không nghi ngờ lý thành giang nhận ra được đây là giọng của tiêu phàm thời khắc đó dù là Lý Thành Giang có bình tĩnh đến đâu thì vẫn bị dọa sợ. Đây, đây chẳng lẽ là thiên lý truyền âm, chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp mới có chiêu thức này, Lý Thành Giang không ngờ rằng mình cũng có ngày gặp phải trường hợp quỷ dị trong đời thường. Chỉ là vị tiêu tiên sinh này nhìn thế nào cũng nhìn không ra bên trong hắn giấu một thân phận khác, đó chính là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng mà, Lý Thành Giang cũng không nhìn ra ám hiệu gì trên mặt Tiêu Phàm may mà cho đến cùng thì lý thành giang là một đặc công tinh anh tâm lý tôi luyện vô cùng tốt kinh qua đi lập tức khôi phục lại trạng thái khuôn mặt vô cảm bước lên sàn đấu mặc kệ đây là lời ai truyền đến tự anh ta cảm thấy cũng rất có lý lúc nãy đọ sức với địch thành cận đằng tam lang ra tay táo bạo khiến ai nấy đều cả kinh so về thực lực địch thành chưa chắc kém hơn cận đằng tam lang chủ yếu là bị gã đánh trở tay không kịp chiều bài mà địch thành nhiều năm luyện thành đó đều là cuộc huấn luyện tiêu chuẩn trong võ judo chưa bao giờ nghĩ rằng là judo có thể đánh như vậy dưới tình huống không kịp phòng bị mà tấn công là một thiệt thòi lớn nhưng đòn sát thủ của cận đằng tam lang bắt đầu nổi lên muốn đầu lên vật có sẵn mà vẽ làm cho lý thành giang không kịp trở tay đó là điều không cần nghĩ lý thành giang không phải là vận động viên cũng giống như cận đằng tam lang là một đặc công đã trải qua lễ rửa tội thực chiến dù là kỹ xảo nào đi chăng thì cũng chú trọng cái tính thực dụng, mà không phải là quan tâm đến cái đẹp. Lý Thành Giang chậm rãi đứng trước mặt cận đằng Tam Lang, hai chân Giang rộng ra hai bên, mình hơi khom xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Lý Hoàn đứng giữa hai người. Anh, đi xuống. Lý Thành Giang liếc Lý Hoàn một cái, ôm ôm nói. Lý Hoàn hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Anh có ý gì, không cần trọng tài sao? Cần trọng tài làm gì? Người đứng thì thắng, Người nằm dĩ nhiên là thua rồi. Giọng nói của Lý Thành Danh càng trầm hơn, không có nửa câu nào là đùa cả. Lời này làm Lý Hoàn cảm thấy khó chịu. Lúc tổ trưởng Vương của cuộc thành phố gọi điện đến, cũng không có nói là tối nay sẽ xảy ra cuộc thi tài của những tên hung thần ác quỷ như họ. Đây đâu phải cuộc so tài gì, rõ ràng là sống mái với nhau. Vì như thế, Lý Hoàn thật sự không dám ngang ngược. Xem như anh ta nhìn ra được, mấy người này cũng không phải người bình thường nếu như nhân viên quốc gia hoàn hảo, ít nhiều cũng nói phép tắc. Nếu như là huynh đệ trên đường, vậy cũng không đến lượt một quản lý judo quán như anh ta có thể đắc tội được. Được, tôi sẽ không làm vật cản ở đây nữa, hai vị cứ tự nhiên đi. Lý Hoàn tự diếu cười hai tiếng, xoay người bước xuống sàn đấu. Lý Giang, xin hãy chỉ giáo thêm. Vẻ mặt hưng phấn của ả à cận đằng Tam Lang đã thu hồi mấy phần, cúi đầu cung kính chào Lý Thành Giang, tôn kính nói lý thành giang không có bất kỳ phản ứng gì hai mắt anh ta hơi híp lại nhìn chằm chằm vào cận đằng tam lang ánh mắt thoáng chốc đã trở nên lạnh như băng trong lòng cận đằng tam lang run lên cũng bày ra tư thế sẵn sàng trước lúc giao đấu với địch thành là địch thành chủ động tiến lên thăm dò thế nhưng bây giờ đối thủ đổi lại là lý thành giang tình thế bị đảo lộn toàn bộ bước chân cua ả à lý thành giang như đóng chặt trên sàn đấu không cách nào động đậy được khác hẳn với Nadam tuyển thủ đấu vật trong một đại hội, trầm ổn như núi. Trong lúc chờ đợi, nhìn thấy Lý Thành Giang không có ý muốn tấn công, thế là cận đằng Tam Lang đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, bắt đầu thăm dò và tiến công. Bước chân của Lý Thành Giang vô cùng vững, mấy lần thăm dò của cận đằng Tam Lang đều bị anh ta tháo gỡ. Tuy nhiên cận đằng Tam Lang không phải đứng tại nguyên chỗ bất động, mỗi lần thăm dò để tiến công, đều đổi vị trí, dần dần làm thành vòng tròn xây quanh Lý Thành Giang. Cứ như vậy thì Lý Thành Giang không thể đứng bất động ở đó, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng của ả à mình. Cuối cùng bản thân phải duy trì tư thế mặt đối mặt với cận đằng Tam Lang, không thể để đối phương tiến công từ sau, đó là điều cấm kỵ trong binh gia. Trần Dương và Quách Tử Đình trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Không nghi ngờ gì thằng quỷ cận đằng Tam Lang khá xảo quyệt, nhìn ra ngay Lý Thành Giang, hạ bàn, khá vững lại có thể dùng chiêu thức này để hạ gục tứ bình đại mã mà lý thành giang đã khổ công luyện tập mấy năm nay không thể không thừa nhận loại phương pháp này rất hữu hiệu một lúc sau lý thành giang không duy trì vững tư thế hạ bàn nữa chỉ sợ là bị cái tên quỷ này quay không ngừng thế là không cần so trực tiếp thua cho rồi trần dương không kìm lòng nổi liền duỗi tay nắm chặt tay của tiêu phàm lòng bàn tay mềm mại dịn ra một ít mồ hôi tiêu phàm thản nhiên nói bình tĩnh nào trong lời nói của tiêu phàm mang ý trách móc. Trần Dương liền mân mê miệng. Cái người này tuy ngoài miệng thì nói không làm sư phụ cua ả mình, nhưng trên thực tế thì càng ngày càng ra vẻ. Sư phụ, hở ra là mở miệng giáo huấn, chỉ là cách giáo huấn cua ả tiêu phàm không nghiêm nghị như người khác. Xoay như vậy không ngừng, thể lực mà cận đằng tam lang bỏ ra còn nhiều hơn cả Lý Thành Giang. Nếu như Lý Thành Giang chống đỡ không nổi, thì cận đằng tam lang càng chống không nổi. Tiêu phàm lập tức nói, giọng áp đến cực thấp. Trần Dương nhíu mày nói. Nhưng sở trường của cận đằng Tam Lang là chuyên đánh lén. Nếu mà Lý Thành Giang có chút sơ hở, là sẽ bị gã nhằm vào chỗ yếu ngay. Lúc nãy địch thành cũng chính là bị thua oan ổn như vậy. Ngưu kế nham hiểm, tuyệt đối không được để gã dùng lần hai. Ngữ khí của ả à tiêu phàm vô cùng điềm tĩnh. Lúc này đây tiếng, CKIT, T, T, trên sàn đấu truyền xuống, cận đằng Tam Lang không thể kiềm được, thân mình nhéo một cái, chân bỗng nhiên dùng lực, giống như cung tên nhắm vào Lý Thành Giang phóng tới. Nên nói rằng, ánh mắt của thằng quỷ này vô cùng sắc bén, nhìn người vô cùng chuẩn. Trong lúc Lý Thành Giang xoay người về phía gã, một chân đưa lên cao, toàn thân đều đè nặng ở chân còn lại. Lúc này đây, tứ bình đại mã bị bài trừ, hạ bàn cũng không nói đến vững chắc hay không vững chắc nữa. Đấy là chỗ yếu thế của ả à Lý Thành Giang. Đánh tốt lắm. Lý Thành Giang gầm một tiếng. Oanh nâng cao chân đạp mạnh xuống đất gần như làm run động cả sàn đấu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cận đằng Tam Lang đã giơ tay nắm chặt thắt lưng của anh ta chân phải tiến lên phía trước thăm dò hai chân của anh ta thân thể dùng lực hết sức đem Lý Thành Giang ném qua vai cũng được xưng là đại ba lô hắc tiếng hét cuả Lý Thành Giang như sấm chớp trong phút chốc trầm hông tỏa mã ổn như bàn thạch thiên cân trụy cận đằng Tam Lang ngay cả chút sức lực cũng lôi ra Tựa như chuồn chuồn rung động cột đá, lắc cũng lắc không được. Cảm giác rằng gã ta đang nắm không phải eo của Lý Thành Giang mà là một tảng đá nhỏ. Cận Đằng Tam Lang kinh hãi, lập tức hít một hơi sâu, lần nữa phát lực. Chỉ là đã quá muộn. Lý Thành Giang lẽ nào lại cho gã cơ hội? Chỉ cảm thấy sau gáy và eo cùng lúc bị siết chặt. Không xong rồi. Cận Đằng Tam Lang chỉ kịp la lên một tiếng, cả người rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó bị Lý Thành Giang đỡ cả người lên cao. Đôi tay của cận đằng tam lang dơ cao lên, thân thể cường tráng của Lý Thành Giang hạ người xuống, bắt đầu giống con quay quay cuồng trên sàn đấu. Ha! Chỉ xoay được nửa vòng, Lý Thành Giang lại giống lên một tiếng. Cận đằng tam lang lập tức liền đằng vân giá vụ ra bay ra ngoài, nhưng thân mình vô cùng không khỏe mạnh đụng một cái vào rào chắn ở lôi đài, lập tức ngã văng ra ngoài, phanh một tiếng, chổng vó ngã ở dưới lôi đài. Tại chỗ đó một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là thằng quỷ đó xuất thân là một đặc công tinh anh, sức chống cự vô cùng mạnh mẽ. Tuy là bị Lý Thành Giang đánh đến phun máu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, đôi mắt hung tợn nhìn chằm vào Lý Thành Giang, thoạt hiện lên vẻ mặt hung tợn như sói. Giả vờ ra vẻ cung kính, rốt cuộc cũng ném nó đến chín từng mây. Người bên Đông đảo quốc có bản tính tàn nhẫn và không hề có sự che đậy. Hay lắm, đến lúc này đây học viên ở xung quanh mới định thần lại, lập tức, ô, lên một tiếng, vỗ tay lia lạ. Những học viên khác thậm chí còn đứng dậy vỗ tay khen ngợi Lý Thành Giang, kích động đến nổi đỏ cả mặt. chương 345, tra quyền đấu karate. Đoàn người cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác nhân ngoại hữu nhân, trên người còn có người, rồi. Tuy nhiên trải qua lần này, địch thành cũng là khẳng định không thể tiếp tục lăn lộn trong judo quán này nữa thế giới đàn ông, người thắng làm vua. Mọi người đều bị sự ký bản quyền tê ý bản quyền trên lôi đài hấp dẫn, ai cũng không chú ý, trên lầu ba khu làm việc của judo quán, một cánh cửa sổ đã lặng lẽ mở ra, lộ ra nửa người trên của hai người. Một người trong đó, chính là Đàm Hiên, mẹ của Trần Dương. Một người khác lại là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, từ thần thái của hai người có thể đoán được, người đàn ông này là tiếp khách đấy. Nhưng rất hiển nhiên, Lực chú ý của hai người cũng đặt ở trên lôi đài. Lý Thành Giang đại hoạch toàn thắng, trên mặt của người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói nói, người này lợi hại như vậy, có thể nói là cấp bậc giao vương, rồi, tại sao tôi trước kia chưa từng nghe nói qua. Đàm Hiên liếc nhìn y một cái, cười nhạt một tiếng, nói, Hạ tổng có tâm tư thích người tài, muốn chiêu mộ anh ta sao? Người đàn ông trung niên này chính là ông chủ của Judo quán, Hạ Khải Nhân hạ khải nhân cười nói khoan hãy nói đàm tỷ, tôi thực sự có suy nghĩ này nếu judo quán của y có thể mời về một giao vương thiện chiến dũng mãnh đến như vậy đây chính là vô cùng có thể diện đàm hiên lại không cho là đúng hạ tổng tôi thấy vẫn là thôi đi đối với ông mà nói thực sự có tác dụng vẫn là địch thành cái loại đã tham gia đại hội thi đấu thế giới đã giành được danh nhân thành tích tốt kia người này luyện không phải judo thậm chí cũng không phải đấu vật bình thường cái này căn bản là kỹ xảo giota ít người học viên của ông học loại kỹ xảo này làm cái gì không thể tưởng được hai mẹ con đàm hiên và trần dương ánh mắt cao độ nhất trí như thế đến lời nói đều không sai biệt lắm đúng là không uổng công là mẹ con đàm tỷ nói đúng hiện nay là thịnh thế mọi người học cái gì đều là thứ tốt đẹp kỹ xảo giota ít người vẫn là không học thì tốt hơn cũng không phải nhân viên đặc thù học cái này không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ sẽ gây học. Hạ Khải Nhân cũng là người có ý nghĩ tỉnh táo, lập tức liền đồng ý với lời nói của Đàm Hiên. Đàm Hiên gật gật đầu, không nói chuyện gì thêm với Hạ Khải Nhân nữa, ánh mắt lại đã rơi vào giữa sân. Tuy nhiên lần này ánh mắt của bà càng nhiều là đảo qua trên người của Tiêu Phàm và Trần Dương. Đàm Hiên rõ ràng nhìn thấy, con gái nhà mình vô tình lại dựa vào vai Tiêu Phàm rồi. Đàm Hiên hai hàng lông mày hơi nhào lên, dường như có chuyện gì làm cho bà rất khó có thể ủy quyết. Cận đằng tam lang cuối cùng cũng thu ánh mắt giống như sói vào, hướng về phía Lý Thành Giang đứng ở giữa lôi đài hơi hơi không người chào, chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình. Người cẩn thận có thể nhìn ra được, dưới chân tiểu quỷ này có thêm vài phần ý phủ phiếm. Đòn vừa rồi kia của Lý Thành Giang thật sự là không dễ chịu. Cận đằng tam lang vừa mới quỷ gối ngồi xuống, một gã tiểu quỷ khác bên cạnh gã liền đứng dậy, đi nhanh về phía lôi đài tiểu quỷ này ước chừng 34-35 tuổi, vóc dáng tương đối cao, tay dài chân dài, nhìn qua vô cùng linh hoạt. Vừa rồi trước khi ăn cơm, Trần Dương đã dẫn tới giới thiệu với tiêu phàm, người này tên là Sơn Hạ Chính Anh. Từ dáng người của người này để xem, xem chừng hẳn là người giỏi karate. Trần Dương đánh giá Sơn Hạ Chính Anh, ở bên tai tiêu phàm hạ giọng nói nói. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Phán đoán này của Trần Dương thật ra tình cờ trung hợp với phán đoán của hắn, cái gọi là karate, kỳ thật trước kia gọi là đường thủ, là quyền pháp cổ truyền từ thời đường triều. Sau khi người đông đảo truyền thừa, phát triển thành võ đạo đồ đệ thủ vật lộn sau đó người đông đảo cho rằng cái danh xưng đường thủ, này mang theo ý tứ hàm xúc mẫu quốc rất mãnh liệt, liền đổi tên là karate. Người đông đảo, người Nhật Bản, người Trung Quốc hay gọi người Nhật Bản là tiểu quỷ. Sơn Hạ Chính Anh chậm rãi đi đến đối diện Lý Thành Giang, bái, cao giọng nói, "Sơn Hạ chính anh, xin Lý Tang chỉ giáo." Sơn Hạ chính anh so với cận đằng Tam Lang cao hơn nửa cái đầu, so với Lý Thành Giang càng cao hơn nhiều. Đứng ở trước mặt Lý Thành Giang, rất có khí thế nhìn từ trên cao xuống. Trần Dương hơi lo lắng nói, tương khắc lẫn nhau, Lý Thành Giang chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Karate chính tông khí phách phi phàm, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, lực sát thương rất mạnh, thậm chí có truyền thuyết nhất kích tất sát. Sơn Hạ Chính Anh vốn cũng không phải là vận động viên karate bình thường, giống như cận đằng Tam Lang, y luyện tập cũng là kỹ xảo yêu ta ít người. Lý Thành Giang luyện chính là kỹ xảo đấu vật, vừa lúc bị Sơn Hạ Chính Anh tay dài chân lớn khắc chế. Bên không chỉ một mình Trần Dương nghĩ như vậy, Trần Dương còn chưa dứt lời, một gã cảnh sát hình sự quốc tế bên người Trương Hoài Viễn liền đứng dậy, nói: "Thành Giang, anh trước tiên nghỉ ngơi một chút, để ông anh đây lên chiếu cố anh ta." Người cảnh sát hình sự quốc tế này ước chừng ngoài 30, lớn hơn 23 tuổi so với Lý Thành Giang, vóc dáng bậc trung, cao hơn chút so với Lý Thành Giang, ước chừng gần giống với cận đằng Tam Lang, tên là Mã Văn Quảng. Trần Dương liền thấp giọng nói với Tiêu Phàm, nguyên quán của Mã Văn Quảng ở Hoàng Hải, đã học tra quyền. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trần Dương trên mặt lập tức hiện lên một chút vẻ lo lắng, giọng ép tới thấp hơn, gần như là dán tại bên tai của Tiêu Phàm nói, cha quyền đặc biệt coi trọng thối pháp, Mã Văn Quảng nhìn qua, hạ bàn vẫn là không phải quá vững chắc. Ý tứ của Trần Dương rất rõ ràng, hạ bàn quá vững, trên thối pháp cũng sẽ không quá linh hoạt, lực công kích hữu hạn. Luyện tập tra quyền mà chân không dẻo dai, xem ra trình độ tra quyền này cũng không cao lắm. Sơn hạ chính anh ra trận sau cận đằng Tam Lang, có thể thấy được ở đông đảo bên kia, lực chiến đấu của gã hẳn là ở trên cận đằng Tam Lang. Cận đằng Tam Lang tuy rằng thua dưới tay của Lý Thành Giang, nhưng từ biểu hiện một chiêu đánh bại địch thành của gã để xem, thực sự không bình thường. Sức chiến đấu của Sơn Hạ Chính Anh mạnh hơn gã, sức chiến đấu của vị Mã Văn Quảng này chưa hẳn đã mạnh hơn Lý Thành Giang. Cũng khó trách Trần Dương phải lo lắng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói, dù sao cũng là luận bàn, trước tiên thử một chút xem sao. Hơn nữa cha quyền cũng không chỉ là chuyên luyện thối pháp, cha quyền danh ra cũng có chuyên luyện thủ chỉ công phu đấy. Trương thị cha quyền, thủ chỉ công phu vô cùng lợi hại, có thể tay không xuyên thủng ra châu. Trần Dương nghĩ cũng phải, chúng ta bên này mới xuất động một lý thành giang, Mã Văn Quảng là người thứ hai lên đài đấy, coi như thua, cũng không phải là vấn đề lớn. Về phần địch thành, đó hoàn toàn là điều không ngờ, không tính. Hơn nữa có tiêu phàm chấn thủ, kết quả của trận so tài hôm nay trái lại không cần lo lắng. Cho dù mọi người đi lên đều bị đánh bại, chỉ cần tiêu phàm chịu ra tay, cuối cùng người thắng vẫn là không thể nghi ngờ. Đối với điểm này, Trần Dương có trăm phần trăm tin tưởng. Lý Thành Giang không nói một lời, xoay người xuống lôi đài. Không phải là bản thân anh ta cảm thấy không phải là đối thủ của Sơn Hạ Chính Anh, mà là không thể làm Mã Văn Quảng mất mặt. Mọi người không phải là người cùng một hệ thống, hai bên càng phải khách khí thêm vài phần. Hơn nữa trên danh nghĩa, trận luận bàn đêm nay, lấy cảnh sát hình sự quốc tế bên kia làm chủ. Tính cách của Mã Văn Quảng tự nhiên so với Lý Thành Gia Giang hoạt bát hơn một chút, Lý Thành Giang như vậy cơ bản chẳng khác gì một khúc gỗ. Đi vào giữa lôi đài, ôm quyền nhún hướng về Sơn Hạ Chính Anh, khẽ mỉm cười, nói truyền nhân trương thị cha quyền, mã văn quảng xin lĩnh giáo. Sơn Hạ Chính Anh lại hơi hơi cúi đầu, không nói gì nữa. Nhìn ra được, Sơn Hạ Chính Anh so với cận đằng Tam Lang càng thêm ngạo khí, cận đằng Tam Lang ở mặt ngoài lễ tiết coi như chu đáo, còn vị Sơn Hạ Chính Anh lại ngay cả lễ tiết bề ngoài đều không thèm chú ý, ngạo khí ngất trời trên mặt vô tình hiện ra. Mã Văn Quảng không có vội vã có lời mời, cười nói, Sơn Hạ chính anh tiên sinh, ngài có biết lai lịch của cha quyền không? Không biết, tôi không có luyện tập qua loại quyền pháp này. Lão Tổ Tông khai phái của cha quyền chúng tôi họ cha, Lão Tổ Tông trước kia là công thần chống giặc hoa. Chắc hẳn cái gì là giặc hoa, Sơn Hạ chính anh tiên sinh nhất định cũng chưa từng nghe nói đến phải không? Hay là để tôi phổ cập khoa học cho ngài một chút nhé? Mã Văn Quảng cười hì hì nói, một chút cũng không giống như là đứng ở trên lôi đài chuẩn bị luận võ, giống như là kể chuyện xưa. Sơn Hạ Chính Anh lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mã tang, nếu là luận võ, vậy hãy bớt nói nhảm đi, trên quyền cước phân cao thấp đi. Mã tang, mời. Sơn Hạ Chính Anh lui ra phía sau một bước, bày ra thủ thức karate. Mã Văn Quảng cười ha hả, cũng lui ra phía sau một bước, miệng cũng không có dừng lại, mang theo ý tứ trêu chọc rõ ràng, nói sơn hà tiên sinh năm đó lão tổ tông cái ngài không có việc gì liền chạy đến vùng duyên hải chúng tôi để quấy giày sau đó bị thiết kế quang đại tướng quân của chúng tôi càn quét sạch sẽ đám thổ phỉ kia chính là giặc hoa sơn hạ chính anh sắc mặt càng thêm âm trầm hừ lạnh một tiếng nói mã tang đó không phải là lão tổ tông chúng tôi chẳng qua là một đám hải tặc thôi quân chính quy của các ngài đánh lâu như vậy mới đánh bại có thể thấy sức chiến đấu của thiết kế quang đại tướng quân và bộ đội của y cũng quá bình thường. Ha ha, Sơn Hạ Tiên Sinh, bất kể là thổ phỉ cũng thế, hải tặc cũng thế, cuối cùng kết cục đều chỉ có thể bị càn quét sạch sẽ. Mã Văn Quảng miệng châm chọc, lại sớm cả người tụ lực, chuẩn bị ứng đối với Sơn Hạ Chính Anh. Ngày bình thường, Mã Văn Quảng cũng không phải là người lắm mồm như vậy, lúc này không ngừng chiêu chọc Sơn Hạ Chính Anh, đơn giản cũng là muốn chọc giận gã. Người tập võ, Chú ý nhất chính là hai chữ bình tĩnh. Bất kể võ công cao bao nhiêu, ra tay dưới cơn thịnh nộ, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tâm phù khí táo phập phồng không yên, độ chính xác ra chiêu sẽ không đủ, lực đạo cũng kém chút. Mã tiên sinh, đồng sự nhiều ngày như vậy, không ngờ ngài là một người thích nói vô nghĩa. Xem chiêu. Sơn Hạ chính anh không thể kiềm được, một tiếng gầm lên, dẫm chân tại chỗ tiến lên, tay phải vừa nhấc, một quyền trực kích vào diện mạo của Mã Văn Quảng. Một quyền này vừa nhanh lại mãnh liệt, giấy lên một cỗ phong thanh không nhỏ, có thể thấy được lực đạo. Đệ tử dưới đại đại đa số thay đổi sắc mặt, một số người nhát gan, thậm chí không kìm lòng nổi rụt cổ một cái. Mặc dù bọn họ là học judo đấy, nhưng cho dù là một người từ trước tới giờ chưa từng luyện võ thuật, cũng có thể từ trong thiết quyền gào thét của Sơn Hạ Chính Anh, đều cảm nhận được lực sát thương thật lớn. Bị một quyền như vậy đánh vào người, không chết cũng phải trọng thương. Mã Văn Quảng không mảy may kinh hoàng, thân mình nghiêng sang một bên, cổ tay phải nâng lên, một quyền nhìn như uy mãnh này của Sơn Hạ Chính Anh, lập tức liền rơi vào không trung. Sơn Hạ Chính Anh mặt đen lên, không đợi quyền phải đi, quyền trái lại lên, tiếp tục phong thanh gào thét đập về mặt của Mã Văn Quảng, dưới chân cũng bắt đầu di chuyển rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy trên lôi đài quyền ảnh cuồng loạn nhảy múa, thỉnh thoảng còn kèm theo phi cước. Karate tuy rằng chú trọng công phu trên tay hơn, thối pháp cũng vô cùng cao. Sơn Hạ Chính Anh phát động một vòng thế công giống như gió táp mưa này, rõ ràng là không muốn cho Mã Văn Quảng có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn thẳng trên lôi đài, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Tiêu phàm khóe miệng lại hiện lên vẻ mỉm cười. Phía sau cửa sổ lầu ba, một nụ cười nhạt thản nhiên đã nở trên mặt của đàm hiên, hai phần thoáng ý châm chọc. Audio điện tử võ tấn bền